kinh lịch 100 lần đáng sợ nhất gặp trắc trở, nàng mới có thể nắm giữ hiện tại như vậy hoạt bát, hoàn mỹ thân thể, chỉ có hắn mới biết được, cái này đến cỡ nào không dễ dàng. Cái này nhìn như mềm mại, ngọt ngào cô nương, rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ nàng dẻo dai, trên thực tế theo Diễm Đô thời điểm, nàng dứt khoát quyết định rời đi Chu Tước Quốc, theo chính mình sấm đãng thiên nhai thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền biết, nội tâm của nàng lực lượng, thường thường so với ai khác đều cường đại. Sinh mệnh bên trong hai lần gặp trắc trở, một lần thượng cổ thần táng phản sát Hiên Viên Si, một lần trăm chết luân hồi, Hiên Viên Si không có chống đỡ, nàng đều chống đỡ nổi. Từ chết mà sinh, rốt cục đạt được còn sống cơ hội, có thể hoạt bát đứng tại nàng chỗ thích chi người trước mặt, nàng kỳ thật so với ai khác đều chân quý. Lý Thiên Mệnh đứng tại trong đống tuyết, kinh ngạc nhìn phía trước. Giờ phút này trước mắt hắn hình ảnh, có thể nói cả đời khó quên. Đằng đẵng trong gió tuyết, Khương Phi Linh tóc dài phấn khởi, trên sợi tóc ghim màu xanh lam dây cột tóc là trong đống tuyết lớn nhất sắc thái lãng mạn, phía trên còn mang theo mấy cái màu đồng cổ tiểu linh đang, đại khái chỉ có như hạt đậu nành, lại có thể phát ra thanh âm thanh thúy. Cái kia tiếng chuông cùng nàng giờ phút này khoái lạc, ngọt ngào tiếng cười khẽ lăn lộn cùng một chỗ, thắng qua bất luận cái gì tiên âm diệu khúc, nàng như một cái màu xanh lam hồ điệp, tại tung bay trong gió tuyết xoay tròn, thân thể mềm mại cùng tuyết hoa cơ hồ hòa làm một thể. Nhìn ra được, giờ phút này nàng thật vô cùng buông lỏng, rất vui vẻ, cái này, vô cùng lớn, thiên hồn, giờ phút này là thuộc về nàng Khương Phi Linh chính mình. Là cái kia 16 tuổi thì cùng mình đi xa thiên nhai cô nương. Là cái kia đồng sinh cộng tử, từ trước tới giờ không từng tránh thức rời đi nữ hài. Nàng không cùng mình phàn nàn nàng đối tương lai mê mang cùng hoảng sợ, thủy chung cho chính mình mỉm cười. Nàng mấy lần chừng cứu mình, tính mạng của mình, cũng đã sớm cùng nàng hòa thành một thể. Khả năng không có như vậy oanh oanh liệt liệt, có thể một đường đi theo, mỗi một cái tín nhiệm, ôn nhu, kiều tiếu ánh mắt, đều là yêu một bộ phận. Theo Viêm Hoàng học cung bên trong định tình chi hôn, lại đến mỗi một lần, Đông Hoàng kiếm chuôi, cùng, thiên văn kết giới, thú vị sự tình, Lý Thiên Mệnh sớm đã minh bạch, cái cô nương này đã thật sâu lạc ấn tại tính mạng của hắn bên trong, nàng là sinh mệnh một bộ phận. Mất đi nàng, hoặc là các loại với mình cũng đã chết. Lý Thiên Mệnh vươn tay, cái kia từng mảnh tuyết hoa rơi vào trên bàn tay của hắn. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay của mình ấm áp, ngay tại hòa tan băng tuyết. Loại cảm giác này chân thật như vậy, khiến người ta không phân biệt được đây là huyễn thiên chi cảnh vẫn là chân thực nhân gian. Có lẽ tuyết hoa cùng Nhiên Linh Cung đều là hư giả, nhưng là Lý Thiên Mệnh biết, hai người bọn họ thiên hồn lại là chân thật, là thiên địa ban cho bọn họ. Chỉ tại khi còn sống, thiên hồn cũng là bọn họ sinh mệnh một bộ phận, chỉ có chết sau mới quay về thiên địa. Thế mà, thịt sau khi chết, còn không phải quay về thiên địa. Cho nên nói, thiên hồn lại cùng nhục thân, khác nhau ở chỗ nào? Băng tuyết là nhân gian lạnh lùng biểu tượng, thế mà người nhiệt độ, là có thể hòa tan băng tuyết. Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Hắn thừa nhận, trước mắt hình ảnh quá đẹp, để hắn sinh ra tại cái này vĩnh tồn. Đem nơi này định vị vĩnh hằng tưởng niệm. Ca ca, tới. Trong gió tuyết, cái kia toàn thân cóng đến hơi hơi đỏ bừng nữ hài xoay người lại, dí dỏm hướng hắn quăng ra một cái tuyết cầu, đúng lúc nện chúng ở Lý Thiên Mệnh bụng dưới trở xuống. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, Khương Phi Linh một mặt, khiêu khích, chi sắc, hướng về phía hắn ngoác ngoác đầu ngón tay, nói. Người trẻ tuổi, bản tôn tối thiểu sống 10 triệu kỷ nguyên, chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Ngươi dám khinh nhờn ta à? Nàng cái này mềm nhũn thanh âm, lại cố ý giả đến mức từng trải, còn ho khan vài tiếng, chỉ sẽ có vẻ đáng yêu. Có gì không dám, ta thì ưa thích đi qua năm tháng lắng đọng lão tiền bối. Lý Thiên Mệnh giơ lên một đôi tay, chuẩn bị tốt bắt thức, đạp trên gió tuyết lướt tới. Ngươi bắt không được ta, hừ. Vạn vạn không nghĩ đến, Khương Phi Linh sau lưng nhiều hơn ba cặp trắng như tuyết vũ rực. Đây là trường sinh dực cùng thiểm linh thiên dực dung hợp, nhiều cái này ba đôi cánh về sau, nàng nhiều hơn mấy phần thánh khiết vị đạo, còn thật sự có một loại, cao không thể chạm, khó có thể nắm lấy, cảm giác. Cái này tuyết trắng vũ dực cùng tung bay gió tuyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để trong tuyết múa nàng, vừa như thuần trắng tuyết chi tinh linh, cái kia da thịt giống như tuyết trắng một dạng nhan sắc, lại càng thêm phấn nộn, na chát lấy rất nhiều mảnh vụn bím tóc tóc phía trên, linh đang đinh linh linh vang lên, lộ ra càng mà sống hơn động. Linh Nhi, bây giờ ta là giao thất, ngươi là thịt cá, nghỉ muốn chạy trốn ra ca lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh triển khai tốc độ,
duỗi ra hai tay hướng về nàng chộp tới, điệu bộ này giống như thương thiên phía trên diều hâu, tại bắt trong đống tuyết thỏ trắng nhỏ. Siêu! Vạn vạn không nghĩ đến, Khương Phi Linh lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Thiên Mệnh trực tiếp vồ hụt, một đầu đập vào trên mặt tuyết, rơi như thế có thể chạy. Thêm chút sức nha ca ca, người quá chậm, thịt cá, khả năng liền chạy nha. Tại phía sau hắn truyền đến thanh thúy tiếng cười, đứng dậy xem xét, nàng cười đến vui vẻ, trên mặt lúm đồng tiền liền giống như là vòng xoáy, có thể đem người hồn đều cho hút đi vào. Mơ tưởng, Lý Thiên Mệnh cùng như điên cuồng đứng lên, hung mãnh hơn nữa đuổi theo. Siêu siêu, Khương Phi Linh lần lượt lấp lóe, cái kia ba cặp cánh chim chấn động, làm đến cái này Nhiên Linh Cung khắp nơi đều là nàng bóng hình xinh đẹp, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng một mảnh, người cũng không biết chạy đi đâu. Vạn vạn không nghĩ đến, Thiểm Linh Thiên Dực còn thật thật khó khăn truy. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh biến đến quẫn bách. Cái này lúng túng. Hắn một trận điên cuồng đuổi theo, vậy mà thật không thể bắt được nàng, Khương Phi Linh càng chuồn mất càng cười, nghe được Lý Thiên Mệnh mặt mo đỏ ửng. Đang lúc hắn phiền muộn liên tục thời điểm, bỗng nhiên có một cái ấm áp thân thể mềm mại, đâm vào trên lưng mình, một đôi tỉ mỉ tay từ phía sau đưa qua đến, ôm lấy Lý Thiên Mệnh phần eo. Đây là thực sự đập vào, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được, tự mình cõng bộ có đồ vật gì lắc. Sau đó hắn liền nghe đến có một cái dụ hoặc lại nóng bỏng thanh âm, ở bên tai mình nói, ca ca, ngươi không có bắt được ta, thế nhưng là ta bắt lại ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Vậy liền chờ đợi ngươi xử lý đi, Lý Thiên Mệnh tim đập rộn lên, hít sâu một hơi nói ra. Gió tuyết băng lãnh, sẽ chỉ làm trên lưng thân thể biến đến càng tăng nhiệt độ hơn nóng. Tựa như là lạnh lẽo bên trong hỏa lô, khiến người ta si mê, lưu luyến quên về, thậm chí muốn đem toàn thân đều chen vào. Cái kia, hôm nay coi như ta, đem thân thể của ngươi, chiếm. Nàng nói câu nói này thời điểm, trên mặt bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, Lý Thiên Mệnh càng là có thể nghe được hoạt động nhịp tim, nói xong câu đó về sau, trên lưng cô nương tựa như là theo một khối hàn băng, dung hóa thành một đoàn nước sôi, càng ngày càng nóng. Cứu mạng a! Có nữ hoa tặc, số tuổi còn không nhỏ cái chủng loại kia. Lý Thiên Mệnh hô, kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng không ai sẽ cứu ngươi, là chính ngươi nói, đuổi kịp thì hắc hắc hắc. Cho tới nay, Lý Thiên Mệnh đều cho rằng là mình tại thèm nàng. Vạn vạn không nghĩ đến, tránh thức đến một ngày này, chân tướng là mình bị thèm. Lưỡng tình tương duyệt, mà không phải một phương cưỡng cầu, coi như đây là huyễn thiên chi cảnh, chỉ là thiên hồn dây dưa, không biết thực hư. Tại trăm lần niết bàn sinh ly tử biệt về sau, lại nhịn 3-4 tháng, tại cái này, phong hoa tuyết nguyệt, nồng tình phía dưới, hai cái thiêu đốt linh hồn, sẽ chỉ quên hết mọi thứ phiền não, như hai cái hằng tinh nguyên đụng nhau một dạng, đâm vào núi lở đất nứt. Theo hôn bắt đầu, ca ca, ta biết không nhiều biểu đạt chính mình, ta chỉ muốn nói cho ngươi, linh nhi hết thảy, cho dù là một sợi tóc, đều có ngươi lạc ấn. Mệnh của ta chính là vì ngươi mà thành, cho nên... Về sau mặc kệ ta sẽ kinh lịch cái gì, còn có hai bánh vĩnh sinh niết bàn, ta nhất định sẽ sống sót, nhất định. Nàng bước liếc trong mắt, hô hấp trầm trọng, đã dùng hết thảy lực lượng, đi làm một cái để cho nàng cuồng loạn hứa hẹn, cái kia còn có hai bánh vĩnh sinh niết bàn, đó là trước mắt nàng tử vong vòng xoáy, không ai có thể trợ giúp nàng, cho nên thường thường lại là ác mộng. Bởi vì thích, nàng nhỏ bé trái tim bên trong, lần lượt sinh ra khiến người ta kính úy cứng cỏi. Nàng cũng không cường tráng thân thể mềm mại bên trong, ẩn chứa hướng chết mà thành dũng khí, đây cũng là nàng hôm nay so Lý Thiên Mệnh còn chủ động nguyên nhân. Nàng không nghĩ nữa là một cái, bị động người, mà chính là chủ động xuất kích, đi tranh thủ chỗ thích người, đi tranh thủ sinh mệnh, đi cùng trong thân thể một chính mình khác chống lại. Lý Thiên Mệnh, ta yêu ngươi. Nàng là rất ngoan một người, nàng tựa hồ cũng chưa từng có gọi thẳng qua tên của hắn, thế nhưng là giờ khắc này, nàng hai mắt như liệt hỏa. Toàn thân như đốt cháy, huyết dịch sôi trào, đối với gần trong gang tấc hắn, cơ hồ hô lên một câu nói kia. Đối với một cái nhu thuận cô nương tới nói cũng không dễ dàng, thế nhưng là nàng cần muốn như vậy cương liệt đấu trí, đi đem chính mình trong nội tâm không dám lộ ra tình cảm, thì lớn tiếng như vậy, tình thâm ý cắt, không có chút nào hoài nghi nói cho hắn biết. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng thích, cái này bàng bạc, nồng đậm tình cảm, cũng không muốn hình tượng của nàng như thế mảnh mai. Một câu nói kia thậm chí như nóng hổi thủy triều một dạng đem Lý Thiên Mệnh toàn thân đều chìm ngập, để hắn giống như là hòa tan tại một cái ấm áp bến cảng bên trong, ít nhiều có chút mộng. Cho tới nay, nữ hài luôn luôn e lệ, mịt mờ, rụt rè,
cái này sẽ cho người nghĩ lầm nàng không có cuồng loạn thời điểm, cho nên Lý Thiên Mệnh mới có thể bị chấn động đến. Cái này sáu cái chữ tựa như là nung đỏ cột sắt một dạng đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân, để cặp mắt của hắn đều biến đến đỏ bừng. Vậy thì thế nào a? Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông lên đầu, hắn trong hốc mắt có nhiệt lệ nhấp nhô, cái này bắt nguồn từ cảm động, bắt nguồn từ hắn so với trước kia càng nhận biết Khương Phi Linh. Ôm người tinh thần, nhập ta tâm hoài. Nàng đỏ mặt, một đôi tay nhỏ tại Lý Thiên Mệnh trong quần áo tìm tòi, rốt cục cầm đã từng ảnh hưởng nàng giấc ngủ kẻ cầm đầu. Tinh thần ước vạn, lòng mang chỉ có một cái. Lời nói rơi xuống, lửa đã nổi lên, ngay tại cái này trên mặt tuyết, trong gió tuyết, lạnh lẽo hoàn cảnh dưới, mới thở ra khí hơi thở đều là lửa nóng, mới càng cần hơn sưởi ấm. Hô 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 tương đương. Bông tuyết đầy trời phấn khởi, trên đất tuyết sương mù tràn ngập ra, một đoàn đi lên dâng trào. Không biết khi nào lên, đất tuyết đình viện bên trên một gốc tuyết tùng bắt đầu rung động, trên tán cây vốn là có không ít tuyết đọng, có thể theo khắp nơi chấn động, cái này tuyết đọng lần lượt rơi xuống, hóa thành ào 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 bụi tuyết rơi xuống, lại trải qua từ gió tuyết tràn ngập lên, phiêu tán rơi rụng tại toàn bộ trong đình viện, lại lặng yên rơi xuống, chỉ có hạ xuống trong đình viện ở giữa cái kia một bộ phận bụi tuyết, còn không rơi xuống, thì lại bị lửa nóng khí huyết chấn bay lên, lại còn nhiễm lên một chút phấn hồng. Lại lần nữa tuôn ra tới bầu trời. Rất lâu, gió tuyết bắt đầu tiêu tán, trắng như tuyết mặt trời mơ hồ tại trong mây mù nhô đầu ra, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, nhiễm lên phấn sắc bụi tuyết, biến đến càng thêm trong suốt, toàn bộ Nhiên Linh Cung cũng biến đến sáng ngời lên. Không biết khi nào lên, Nhiên Linh Cung ngói lưu ly phía trên tuyết đọng, đồng dạng rơi xuống không ít, cái này khiến cái kia thủy lam sắc ngói lưu ly bại lộ tại dưới ánh mặt trời, từng mảnh ngói lưu ly. Trong lúc nhất thời xem ra tựa như là thanh tịnh hải dương, màu xanh lam hình chiếu lắc đến trên mặt tuyết, lướt qua tuyết trắng mênh mang, đem đình viện cũng hóa thành hải dương. Hải dương, dao động, không ngừng luật động. Thẳng đến biển cả lăn lộn, tinh thần vào lòng. Nhiên Linh Cung sáng sớm sáng chói ánh sáng chiếu rọi, gió tuyết triệt để dừng lại, phảng phất đã trải qua một cuộc chiến tranh đình viện tuyết mà xa vào trong yên tĩnh. Loại này an tĩnh, phá lệ thoải mái. Lý Thiên Mệnh cái kia trắng như tuyết tóc dài tản ra, hắn nằm ngửa tại trên mặt tuyết, híp mắt nhìn lên trên trời mặt trời gay gắt, cả người hiện lên, đại, hình chữ rộng mở, mà Khương Phi Linh gối lên cánh tay của nàng phía trên, đem mặt chôn ở hắn kéo kẹt oa, còn cầm hai tay bụng mặt, cả người hoàn toàn co lại. Uy, người tiếp cận gần như vậy, chẳng lẽ ta không có hôi nách sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói, cô nương này đều nhanh đem cả khuôn mặt, đều vùi vào trong lồng ngực của mình. Ai nha, chớ nói chuyện, mất mặt. Nàng buông ra một cái tay, bấm một cái Lý Thiên Mệnh cánh tay, thanh âm nhỏ đến càng gió nhẹ giống như. Tay cầm một chút rời một chút, đều có thể thấy được nàng khuôn mặt say đỏ, liền ánh mắt đều vẫn là mê ly, tựa hồ đến bây giờ, cũng còn bay trên đám mây phía trên đây. Thế nào mất mặt, ngay từ đầu ngươi có thể bá khí, còn ôm ngươi tinh thần nhập ta tâm hoài đâu. Lý Thiên Mệnh nhớ tới nàng ngay lúc đó bộ dáng, trong lòng vẫn là tán thưởng. Lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới nàng còn có thể cay như vậy a. Im miệng, im miệng. Nàng càng cuống cuồng, liền vội vàng che Lý Thiên Mệnh miệng, mặt vẫn là ghé vào hắn kéo kẹt trên tổ, một khắc đều không bỏ được đi ra. Ha ha, ta hiểu được, hiểu đều hiểu. Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái, có chút sở khóc sở cười, quả nhiên nàng trước đó cái kia, bá khí, đều là não tử phát nhiệt. Hiện tại sau đó hồi tưởng lại chính mình ngay lúc đó hào phóng. Quả thực hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Đương nhiên, tâm lý ngọt ngào, sớm đã bị lấp kín. Hiện tại xấu hổ, bất quá là sau đó vãn hồi hình tượng thôi. Linh Nhi, đừng thẹn thùng a, thời điểm đó ngươi, mới gọi mị lực vô hạn đây. Lý Thiên Mệnh an ủi. Hừ, ngươi nói như vậy, đơn giản là muốn lại dẫn dụ ta một lần nữa, không muốn, người xấu. Nàng cái kia tiểu quyền quyền đánh lấy Lý Thiên Mệnh ở ngực. Đánh chúng phanh phanh rung động. Bất kể nói thế nào, hiện tại xác thực sảng khoái tinh thần. Hắn meo, đây là huyễn thiên chi cảnh, chúng ta cũng chỉ là thiên hồn tại cái này mù làm. Cảm giác này cùng chân thực có khác nhau sao? Tại huyễn thiên chi cảnh tử vong, đều không như thế chân thực. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng rối loạn. Hắn hiện tại cũng không hiểu rõ, hắn cùng Khương Phi Linh, tính toán có phu thê chi thực sao? Thiên hồn, nhục thân. Khu khác ở đâu? Hắn có chút không hiểu rõ. Tuy nhiên không hiểu rõ, nhưng có thể kết luận một chút, có người thiên hồn vượt qua giới hạn,
cái kia chính là cùng thật vượt quá giới hạn không sai biệt lắm. Bất quá, hắn vẫn là cho rằng, đẹp nhất, chính thức nhất, có lẽ vẫn là tại hiện thực nhân gian song tu một lần đi. Chỉ tiếc hiện thực thế giới bị, đóng băng thuật, trở ngại, bọn họ hai cái này thanh niên, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại huyễn thiên chi cảnh lấy thiên hồn yêu nhau. Linh Nhi, người cảm thấy thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật đi, dù sao ta không biết, bên ngoài sẽ là như thế nào. Nàng sâu xa nói. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn đem thân thể ngươi tình huống hiểu rõ, ngươi bây giờ có mặt mày sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, ca ca, không nói trước cái này, ta mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Khương Phi Linh nỉ non nói. Ở trong giấc mộng ngủ, ngươi thật đúng là một nhân tài. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngô. Khương Phi Linh chậm rãi nhắm mắt lại, thật đúng là mệt mỏi, tại Lý Thiên Mệnh trong ngực khoan thai chìm vào giấc ngủ. Nàng như bạch tuộc một dạng treo ở trên người hắn, lộ ra đến vô cùng tự nhiên, mười phần có cảm giác an toàn. Thật có thể ngủ. Lý Thiên Mệnh cảm giác rất thần kỳ. Tại hiện thực nhân gian nằm mơ, sẽ tới dị độ ký ức không gian, cái kia tại huyễn thiên chi cảnh nằm mơ đâu. Lý Thiên Mệnh không có đi nghĩ những thứ này, mà chính là dùng, người cha hiền lành, giống như nụ cười. Nhìn lấy mỹ nhân trong ngực xuất thần, nhìn rất rất lâu. Linh Nhi, quên cùng ngươi nói. Ta cũng yêu ngươi. Nhiên Linh Cung đúng là một cái mỹ diệu địa phương. Huyễn thiên chi cảnh, cái gì đều có thể biến hóa ra tới. Nàng ngủ rất lâu, mới mơ màng tỉnh lại, mơ hồ thời khắc, Lý Thiên Mệnh nhéo nhéo khóe miệng của nàng, để miệng nàng đều lên, sau đó ở phía trên trùng điệp một hôn, nói, con heo lười nhỏ, mặt trời phơi cái mông, tỉnh. Ô. Nàng còn là một bộ nửa ngủ không tỉnh dáng vẻ. Rời giường. Bộp một tiếng, nàng mới nhảy dựng lên, vừa thẹn vừa giận nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi tốt thô lỗ. Hôm qua ngươi không phải nói ưa thích thô lỗ điểm sao? Khương Phi Linh sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Khi đó thì cùng uống say giống như, muốn nhiều điên thì có bao nhiêu điên. Đi, trở về đi, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ân, nàng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói, ca ca, thiên hồn trở về, sẽ cùng mệnh hồn có một lần giao dung, không biết có không có vấn đề. Hẳn là không a, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nắm Khương Phi Linh tay, hai người cùng một chỗ theo huyễn thiên chi cảnh tỉnh lại, trong lúc nhất thời thiên hồn trở lại nhân gian. Ông, Lý Thiên Mệnh tại huyễn thiên chi cảnh tỉnh lại. Hắn duỗi người một chút, đứng lên, trước tiên nhìn về phía Khương Phi Linh. Lúc này thời điểm. Khương Phi Linh cũng sâu kín mở hai mắt ra, thứ nhất mắt thời điểm, cặp mắt của nàng là đen bóng, cái này khiến Lý Thiên Mệnh một chút thở dài một hơi. Ca ca, nàng đứng dậy, nhìn lấy thân thể của mình, giống như không có gì đáng ngại. Không có việc gì. Ngay tại Lý Thiên Mệnh vừa mới nói ra hai chữ này thời điểm, Khương Phi Linh thân thể, khí tức, đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Băng lãnh sắc trong nháy mắt phun lên cặp mắt của nàng. Để cho nàng trong nháy mắt biến đến lạnh lùng, nổi giận. Lý Thiên Mệnh như là rơi vào băng quật, tại nàng cái kia tức giận dưới con mắt, hắn lưng đều có chút phát lạnh. Ngươi, ngươi, cái biểu tình này, quả thực tương đương với Lý Thiên Mệnh cưỡng ép chiếm cứ nàng, trong lúc nhất thời nghịch huyết dâng lên, theo khóe miệng chảy xuống. Ta muốn giết ngươi. Nàng đột nhiên vào tới, hai tay bóp lấy Lý Thiên Mệnh cổ, cái kia băng hai mắt màu xanh lam gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Bén nhọn ngón tay đâm vào Lý Thiên Mệnh cổ huyết nhục phía trên, hàn băng theo trên người của nàng hướng Lý Thiên Mệnh trong thân thể vọt tới. Biến hóa như thế, vượt quá Lý Thiên Mệnh đoán trước. Hắn cầm cái này một đôi tay, may mắn Khương Phi Linh lúc này thời điểm lực lượng không đủ giết chết hắn. Linh Nhi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó kéo ra tay của nàng, lại đem nàng cái kia băng lãnh nhục thân ôm vào trong ngực, quả nhiên huyễn thiên chi cảnh thân thể tiếp xúc cùng hiện thực nhân gian khác biệt. Nhân gian ngược lại càng băng lãnh, hoàn toàn trải nghiệm không đến thích. Ngươi phá ta. Linh Nhi, thanh tỉnh một chút. Lý Thiên Mệnh đánh gãy nàng, hắn cũng không đoái hoài tới hàn băng, lúc này thời điểm, hắn chỉ có thể dùng hết thảy khí lực ôm ấp, dù là lạnh đóng băng lại bọn họ. Ca ca, ta không thở được. Thật lâu, bên tai mới truyền đến thuộc về thanh âm của nàng, Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông tay, có thể thấy được nàng có một con mắt khôi phục màu đen. Một cái khác mắt vẫn là rất lạnh lùng. Thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, bỗng nhiên rất tức giận, rất oán hận ngươi, ta không phải cố ý. Nàng ủy khuất nói. Phải chăng có một cái khác mệnh hồn, tại trong thức hải của ngươi?
Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Phi Linh lắc đầu, nếu như đơn giản như vậy, nàng thì không nhức đầu. Nàng nói, chỉ có một cái mệnh hồn, có thể mấu chốt là, ta cảm giác giống như có hai cái ta, một cái ta, là ngươi quen thuộc cái kia, một cái khác ta, nàng đối ngươi cảm thấy lạ lắm, nàng chán ghét ngươi, căm hận ngươi, nhất là lần này sau. Hai cái nàng. Loại lời này nghe là không thể tưởng tượng, tựa như là hai người cách như thế, đó cũng không phải linh hồn xâm chiếm thân thể vấn đề. Cho nên thân thể của nàng, bản thân không có gặp nguy hiểm. Mà cái kia kháng cự bộ phận, có lẽ cũng là vĩnh sinh thế giới thành chủ nhân, để lại cái kia bộ phận đi. Lần này về sau, nàng thậm chí muốn giết Lý Thiên Mệnh. Ca ca, làm sao bây giờ? Nàng mắt trái phía trên màu xanh lam, vẫn luôn không có biến mất, thỉnh thoảng oán hận, thỉnh thoảng nhu tình. Có lẽ ta chỉ có thể nỗ lực, để một cái khác ngươi cũng tiếp nhận ta, để cho các ngươi hòa làm một thể. Lý Thiên Mệnh nói, này bằng với đạt được tâm, đạt được hồn, lại nhận lấy nàng một nửa nhục thân kháng cự. Hai cái Khương Phi Linh, sau cùng người nào nuốt ai, ai đồng hóa người nào, đều là khó mà nói. Đối với cái này hai người bọn họ, đều là không hiểu ra sao. Tối thiểu nhất, coi như chỉ là thiên hồn dây dưa, đối một cái khác Khương Phi Linh tới nói, nàng đều bị Lý Thiên Mệnh xâm phạm. Một con kia băng làm ánh mắt, nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh, tràn đầy vô tận lạnh lùng, còn có ẩn tàng sâu vô cùng sát cơ. Mỗi lần trở lại hiện thực thế giới, hồi tưởng huyễn thiên chi cảnh phát sinh sự tình, bởi vì có mệnh hồn cùng thiên hồn chi khác nhau, huyễn thiên chi cảnh bên trong hết thảy, xác thực sẽ sinh ra một loại, hư giả cảm giác. Cái này giống như trong mộng cảnh thể nghiệm chân thực, tỉnh lại cũng đã mơ hồ, chính là giống nhau đạo lý. Một trận tựa như ảo mộng, hồn giao, trở lại nhân gian về sau, Khương Phi Linh biến hóa rất lớn. Coi như Lý Thiên Mệnh không động vào nàng, trên người nàng cũng có băng hàn bao phủ, nhất là trong đó một con mắt phía trên, màu băng lam vẫn luôn không có biến mất, cái này khiến nàng thời thời khắc khắc xem ra, đều có ba phần băng lãnh. Chính nàng cũng gấp, ngẫu nhiên cuống cuồng, ngẫu nhiên lạnh lùng. Không có chuyện, ca ca, đây là ta lựa chọn của mình, người cũng không thể áy náy nha. Ta sẽ hết sức đem cái này, ma chướng, vứt bỏ. Khương Phi Linh khóe miệng trên sự nỗ lực vểnh lên. Cố nặn ra vẻ tươi cười, để hết thảy đều biến đến không quan trọng. Nhưng rất nhanh, câu này lời mới vừa dứt, nàng lại lui về phía sau mấy bước, khó chịu, phiền muộn, băng lãnh nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, dường như vừa mới cái kia trạng thái nàng, đều là đóng vai đi ra. Một cái thân thể, hai người cách, thực sự quá tra tấn người. Lý Thiên Mệnh nhìn đến đều vạn phần đau lòng. Theo tiên tiên trong mộng cảnh, cái kia vĩnh sinh thế giới thành chủ là nhất định tồn tại. Là nàng chuyển sinh làm Hiên Viên Si, mà Hiên Viên Si sáng tạo ra ngày kia thần thai Linh Nhi, Hiên Viên Si đã không có, như vậy Linh Nhi người nguyên thủy cách cần phải đến từ vĩnh sinh thế giới thành chủ. Nàng tự xưng, vĩnh sinh, có lẽ lần lượt niết bàn, chính là nàng vĩnh sinh phương thức, lặp lại sinh mệnh luân hồi, đạt tới so luân hồi kính càng khoa trương hơn hiệu quả. Như vậy, nàng và Linh Nhi đến cùng là quan hệ như thế nào? Là cầm giữ có khác biệt trí nhớ một người, vẫn là hai cái độc lập cá thể. Khương Phi Linh nói nàng chỉ có một cái mệnh hồn, lại có hai cái, nàng. Vậy nói rõ, vĩnh sinh thế giới thành chủ tồn tại, phải cùng Hiên Viên Si khác biệt. Nàng không phải là một cái khác hồn linh, mà chính là Khương Phi Linh bản thân. Dù sao Khương Phi Linh hiện tại mệnh hồn, đều là nàng và Hiên Viên Si dung hợp mà đến, là nàng hấp thu Hiên Viên Si. Cái gọi là nhân cách, tại mệnh hồn nội bộ như thế nào hiện ra, Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu rõ. Dù sao hắn đối với phương diện này hiểu rất ít. Linh hồn chi đạo, cũng là một loại cao thâm chi đạo. Không sao, ca ca, không có việc gì. Phàm là nàng thanh tỉnh một số, liền ngay cả bận bịu cùng Lý Thiên Mệnh giải thích. Thế nhưng là rất rõ ràng, lần này thiên hồn tiếp xúc thân mật, tương đương với chọc giận nàng một nhân cách khác, làm đến nàng sinh ra bị làm bẩn cảm giác. Không có đầu mối. Ta đằng sau nghiên cứu một chút thần hồn chi đạo. Nhìn xem có hay không giải quyết chi pháp, để ngươi bình an vô sự. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đứng ở trước người nàng 2 mét chỗ, rất hiển nhiên từ hôm nay trở đi, muốn cùng nàng tiếp cận cũng khó khăn. Trước kia bọn họ cùng một chỗ, coi như không có qua một bước cuối cùng, đó cũng là không gì kiêng kỵ. Ngược lại hiện tại nhất định phải cách ly. Ngoại trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Ca ca, Linh Nhi cũng tốt muốn không cần đi huyễn thiên chi cảnh. Đều có thể cùng ngươi không cố kỵ gì cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm liền muốn lại ôm ấp một chút,
cho nàng một số lòng tin, có thể hàn băng đã cách trở bọn họ. Này bằng với tại hiện thực thế giới, bọn họ tức thì bị sinh sinh xé rách ra. Có lẽ đối nàng một nhân cách khác tới nói, huyễn thiên chi cảnh triền miên, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, muốn là hiện thực thế giới đến như vậy một lần, vậy liền nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ dốc hết tất cả nỗ lực, đi nếm thử giải quyết vấn đề này. Mà trên thế giới này, có một cái hữu hiệu nhất giải quyết vấn đề phương thức, cái kia chính là cường đại. Chỉ có cảnh giới, kiến thức, thần ý, bố cục đi lên tăng lên, mới có thể cùng thời gian thi chạy. Đã gây nên phản ứng lớn như vậy, chúng ta tạm thời thua một chút, nhìn có thể hay không lắng lại một số. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Nàng biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt kháng cự, nhưng vẫn là đang dùng tận khí lực gật đầu, xinh đẹp mặt mũi hiện ra sai chỗ cùng cắt đứt cảm giác, dạng này sẽ chỉ làm Lý Thiên Mệnh nhìn càng thêm đau lòng. Linh Nhi, người nào cũng không thể đưa ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Lý Thiên Mệnh tâm lý nói một câu nói kia, như trước đó một cái kia mỹ diệu cảnh tuyết một dạng, một mực khác ở trong lòng. Đứng tại Tử Chân Tinh Thành đình viện mặt hồ bên cạnh, ngóng nhìn chân trời, có thể thấy được ở trên bầu trời tử tinh vân lóng lánh như mộng ảo tinh quang, toàn bộ rơi tại trên mặt hồ. Mặt hồ phản chiếu lấy tử tinh vân, dường như thiên địa đều là tinh hải. Tử Diệu Tinh chỉ là một cái đạo huyền tinh vực trong mắt nhất cấp, dương phàm cấp, hằng tinh nguyên, thế mà nó hạo hãn vô biên, vĩnh hằng bao la hùng vĩ, vẫn là kinh tâm động phách. Cứ như vậy một ngôi sao, trên cơ bản tất cả Tử Diệu Tinh tu luyện giả, cả một đời đều không thể rời đi nơi này. Tại cái này ánh sao chiếu rọi phía dưới, một cái váy dài ở trên mặt đất xuất trần nữ tử, đứng ở trên mặt hồ. Trong vòng một đêm, nàng dường như trưởng thành rất nhiều, mắt trái màu băng lam chậm rãi thối lui về sau, khí chất của nàng có một chút biến hóa, giống như thành thục một số, tại ban đầu trên cơ sở, nhiều một chút phong vận. Cái kia chiếu đến tinh quang hai mắt, cũng ngậm lấy càng đẹp nhu tình. Nàng chính là Khương Phi Linh. Nàng ở bên hồ trên tảng đá ngồi xuống, váy dài theo đường cong uốn lượn mà xuống, tại trên mặt đất tản ra, mà nàng một đôi như thâm thúy hồ nước ánh mắt, đang theo dõi hồ nước xuất thần. Trong lúc bất chi bất giác, tại phía sau của nàng, ba cặp lông trắng quang rực theo hư vô đến ngưng thực, chậm rãi căng ra. Cái này vũ rực quang mang, càng tôn lên nàng như họa bên trong tiên nữ. Ông, ba cặp lông trắng quang rực duỗi dài đến hơn 100 mét, sau đó vỗ một lần, gây nên một trận bão táp, hướng về hồ nước phía trên bao phủ lái đi. Trong lúc nhất thời, mặt hồ hình thành từng đạo gợn sóng, rất nhiều hồ nước phóng lên tận trời, hình thành biên độ nhỏ bọt nước, phóng tới nơi xa. Ông, lại là một lần vỗ cánh. Tiếp đó, một lần tiếp lấy một lần, mỗi một lần quang rực chấn động, đều có thể gây nên hồ nước nhấc lên. Thẳng đến sau cùng, Tử Chân Tinh Thành bên trong nhấc lên phong bạo, đại lượng hồ nước bị cuốn hướng lên bầu trời, hóa thành nước mưa ảo 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 rơi xuống. Tràng diện kia khiến người ta như là về tới thần đều đêm mưa. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở sau lưng nàng, nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Cho đến lúc này, sau lưng nàng quang rực mới đình chỉ vỗ, nhộn nhạo hồ nước lúc này mới chậm rãi lắng lại, nhưng hồ nước cũng đã thiếu một nửa. Lý Thiên Mệnh xuất hiện về sau. Sau lưng nàng quang rực ông một tiếng, hóa thành đầy trời trắng như tuyết ánh sáng, biến mất giữa thiên địa, tràng diện kia lộ ra càng thêm mộng huyễn. Mà tại cái này bên trong giấc mộng, Khương Phi Linh quay người trở lại, không có gì bất ngờ xảy ra, khi thấy Lý Thiên Mệnh về sau, trên người nàng lập tức liền dâng lên một cỗ lạnh ý, có vẻ hơi người sống chớ gần. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn cố gắng, đem băng xương một dạng gương mặt gạt ra nụ cười, cắn răng nói, ca ca, ta chỉ là đi ra giải sầu một chút. Ta cùng ngươi. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, hắn không có tới gần, mà chính là ngồi tại 20 mét bên ngoài khác một hòn đá phía trên, cùng nàng miễn cưỡng song song, cùng một chỗ nhìn về phía trước. Khoảng cách này, nàng khác cuối cùng không có như vậy phòng bị, bầu không khí lúc này mới hòa hoãn một số. Cái này lai lịch của nàng rất lớn, rất có thể cũng là cái kia vĩnh sinh thế giới thành chủ, chỉ là cái thân phận này, đều thuyết minh nàng muốn là đối Lý Thiên Mệnh có địch ý mãnh liệt. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay địch nhân đáng sợ nhất. Bọn họ mến nhau con đường, nhìn như ngọt ngào tự nhiên, xuôi gió xuôi nước, có thể Lý Thiên Mệnh bây giờ mới ý thức tới, có một cái, vĩnh sinh thế giới thành chủ, trở ngại, cái kia có lẽ liền sẽ là trên thế giới, lớn nhất không thể vượt qua khoảng cách. So Dạ Lăng Phong Lý Khinh Ngữ còn khó. Mà lại, lúc này Ngân Trần còn nói một kiện, đủ để cho Lý Thiên Mệnh dùng mình sự tình. Cái kia chính là...
Từng tại Nguyên Nguyên Tinh Động thời điểm, Lý Thiên Mệnh lưu lại qua một số ngân trần, đến Tử Diệu Tinh về sau, Nguyên Nguyên Tinh Động ngân trần cũng không có tiến vào ngủ đông, nói rõ hai thế giới khoảng cách, không có vượt qua ngân trần cực hạn. Ở nơi đó lưu lại ngân trần, chủ yếu là vì Thái Nhất Tháp. Mà ngay mới vừa rồi, Nguyên Nguyên Tinh Động Khôn Lan giới phát sinh một kiện đại sự, cái kia như mặt hồ một dạng Khôn Lan giới cửa vào, bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, một cỗ đến từ Khôn Lan giới quỷ dị lực lượng bạo phát, đem Khôn Lan giới bên ngoài mấy cái không người ở lại toái tinh đều cho xé rách, mấy cái này toái tinh tuy nhiên không lớn, nhưng diện tích cùng nhau, cũng tương đương với một hai tòa đại lục. Lý Thiên Mệnh đối Khôn Lan giới không hiểu rõ, nhưng hắn cũng biết, loại chuyện này, Nguyên Nguyên Tinh Động trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra. Trước kia Khôn Lan giới, chỉ sẽ sinh ra nguyên dực. Chuyện này tính chất, thì cùng Thủy Long Động bỗng nhiên phát sinh biến cố, đem Vạn Long Đại Lục làm hỏng một dạng. Khác nhau ở chỗ Vạn Long Đại Lục rất nhiều chúng sinh, mà Khôn Lan giới phụ cận, vừa tốt không người ở lại. Đương nhiên cái này nguyên bản cũng không có gì, dù sao không ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng là, Ngân Trần nói, nó quan sát được vừa mới Khương Phi Linh vỗ sau lưng quang dược tần suất, cùng Khôn Lan giới mặt hồ bạo phát tần suất hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, Khương Phi Linh mỗi lần chấn động một lần nguyên dực, trước mắt hồ nước thì nhấc lên mưa gió, cùng lúc đó Khôn Lan giới mặt hồ ra đời phong bạo. Tần suất hoàn toàn giống nhau. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần xác nhận, nó nói nó mấy ngàn cái ánh mắt, thấy rất rõ ràng. Lúc trước Khôn Lan giới xuất hiện Thiên Chi Dực, Thiểm Linh Thiên Dực, trước tiên đã tìm được nàng, lúc này Thiểm Linh Thiên Dực chấn động, vậy mà lại dẫn đến xa xa Khôn Lan giới nhấc lên hủy diệt thế giới phong bạo. Đây hết thảy đều đang nói rõ, cái kia, vĩnh sinh thế giới thành chủ, cùng Khôn Lan giới có quan hệ. Mà lại, Khôn Lan giới còn nuốt ta Thái Nhất Tháp. Việc này cần phải chắc chắn 100%. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh còn không có cách nào cùng Khương Phi Linh nói. Phát sinh trên người bọn hắn quái sự, giống như càng ngày càng nhiều. Thí nghiệm phẩm, bầu trời chiến trường đợi chờ mình người thần bí, còn có Thủy Long Động, Khôn Lan giới, chứ nói chi là Lý Mộ Dương mười thế luân hồi, đây hết thảy mê chướng bao phủ lên đến, có chút khiến người ta thở không nổi. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, chuyện tương lai, nếu là hắn xử lý không tốt, có lẽ liền sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Thao, thật khó. Ba chữ này, coi là thật một câu hai ý nghĩa. Vì để cho chính mình càng hiểu, hồn, Lý Thiên Mệnh quyết định tìm Tử Tiêu Vương tộc, Tử Yên Tinh Vương, để hắn truyền thụ linh hồn phương pháp tu hành. Lần trước nàng vì Lý Thiên Mệnh tranh thủ đến đế tôn thần nguyên, thành công dẫn soát độ thiện cảm. Bây giờ xâm nhập huyễn thiên chi cảnh, tăng thêm lại dị độ giới thần diệu hành trình, càng làm cho Lý Thiên Mệnh minh bạch, linh hồn tu hành lửa xém lông mày. Hắn hiện tại cũng tinh tướng thần cảnh cấp 10, mệnh hồn còn dừng lại tại một cảnh thần hồn, trình độ, điều này thực có chút xấu hổ, phải biết cùng các loại cảnh giới, tối thiểu đều, hai cảnh tướng hồn. Thậm chí như Diệp Thần đều có tam cảnh vương hồn, chớ nói chi là Dạ Lăng Phong, đã thành tựu, bốn cảnh đế hồn, hắn mệnh hồn tu vi, tại toàn bộ Tử Diệu Tinh, đoán chừng có thể đi vào trước năm. Tuy nhiên Dạ Lăng Phong cũng nghiên cứu không ra Khương Phi Linh tình huống trước mắt nguyên cớ. Lý Thiên Mệnh vẫn là muốn dựa vào chính mình. Dạ Lăng Phong thần hồn tu luyện chi pháp đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Loại này đặc thù truyền thừa, cùng Lý Thiên Mệnh đế hoàng chúng sinh hệ thống một dạng không có cách nào ngoại truyền. Lý Thiên Mệnh tiếp xúc người trong, Mộ Tử Yên xem như Tử Diệu Tinh nhất đẳng linh hồn tu luyện đại sư. Tử Tiêu Vương tộc, trời sinh hồn tu thức thần, truyền thừa mấy triệu năm, là nội tình hùng hậu thiên cổ đại tộc, càng là Tử Diệu Tinh đệ nhất thức thần thị tộc. Dạ Lăng Phong đều nói nàng có, bốn cảnh đế hồn, vậy khẳng định không kém. Tuy nhiên có thần hồn tháp bảo hộ, có thể đây không phải ta lười biếng lý do. Mệnh hồn của ta tựa như ốc sên, hiện tại xác cứng rắn, vạn nhất xác nát, bên trong mạng nhỏ hồn, bóp thì tan thành mây khói. Cái này chí mạng khuyết điểm, là thời điểm bổ túc. Sau đó, một ngày này Lý Thiên Mệnh tự mình đến nhà bái phỏng. Tử Chân Tinh thành mấy người khác vượt qua, tao nhã cư, đi đế tôn khư tu hành, mà hắn thì tại một đám, truy tinh tổ, chen trúc phía dưới, tiến vào tao nhã cư bên trong. Tử Yên Tinh Vương, Thiên Mệnh cầu kiến. Lý Thiên Mệnh làm, học sinh, tư thái khẳng định phải hạ thấp một số. Chỉ chốc lát sau, điện cửa mở ra. Phía trước sương mù tím lượn lờ bên trong, một đầu chân thon dài từ bên trong duỗi ra. Đầu này chân cũng không có bước ra đến. Mà chính là đối Lý Thiên Mệnh, ngoắc ngoắc chân, ra hiệu để Lý Thiên Mệnh đi vào.
Lý Thiên Mệnh đang muốn khởi động, bên trong truyền tới một thanh âm sâu kín, nói. Ngươi có thể tiến đến, nhưng đến làm cho ngươi truy tinh tổ lăn ra ngoài, những thứ này dính bóng cao su, nhìn chướng mắt. Không ngoài sở liệu, cái này Tử Yên Tinh Vương rất thông minh, một chút liền biết Lý Thiên Mệnh khách khí như vậy, khẳng định là có chỗ thỉnh cầu, sau đó liền bắt đầu ra điều kiện. Không được. Truy tinh tổ người cự tuyệt. Các vị, giúp một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thế giới này khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu quả như thật bởi vì sợ mạo hiểm, cái gì cũng không thể làm, vậy còn không bằng về nhà loại khoai tây. Đang đuổi ngôi sao tổ khó xử trên sắc mặt, Lý Thiên Mệnh hướng bọn họ lời nói tạ, cái này mới đi vào trong đó. Vừa đi vào, cửa lớn phịch một tiếng đóng lại. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, nàng sẽ không giết ta đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, lấy mình bây giờ danh vọng, giết mình nàng chịu không nổi, chỗ tốt không lớn. Mà lại sát vách còn có Diệp Thần uy hiếp đâu, muốn đến khả năng tương đối thấp. Vù vù tương đương. Sương mù tím lượn lờ trong điện phủ, truyền đến điềm đạm tiếng thở dốc. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Nhiên Linh Cung bên trong Linh Nhi thanh âm, trong đầu hình ảnh lập tức liền đi ra. Không thể không nói, khi đó hết thảy đều rất suy mỹ, đáng tiếc lấy tình huống hiện tại, muốn mai khai nhị độ có chút khó. Hắn tằng hắng một cái, tâm lý bừng sáng. Trước mắt trong sương mù đi ra một cái bàn chân để trần đáng yêu nữ tử, nàng dùng cổ linh tinh quái ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói. Nói, lén lén lút lút tới tìm ta, có phải hay không có ý đồ gì? Tinh Vương quá lo lắng, ta phụ mẫu khỏe mạnh, cũng không có tìm cái nghĩa mẫu ý nghĩ. Lý Thiên Mệnh nói. Ai, lấy đánh a ngươi. Ngắn ngủi này một câu, để Tử Yên Tinh Vương tức giận đến ngụm nước, đều nhanh phun ra ngoài. Người ta vì sao giả bộ nai tơ a, còn không phải muốn vĩnh bảo thanh xuân sao? Còn tìm cái nghĩa mẫu. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nàng trắng mắt thấy Lý Thiên Mệnh, tuy là quở trách, nhưng tựa hồ cũng không có chán ghét ý tứ. Lý Thiên Mệnh nói đến như thế quá phận, kỳ thật cũng là thăm dò. Liền như thế lời quá đáng, nàng đều không có thật tức giận, xem ra nàng quả thật đối với mình kiên nhẫn 10 phần. Cái kia liền có thể đưa yêu cầu. Quả thật đúng là không sai, nàng gõ gõ Lý Thiên Mệnh đầu, chắp tay sau lưng vây quanh hắn chuyển, nói đi. Lý Thiên Mệnh nhớ lại một chút, nói, là như vậy, ta tại cấp 2 thanh hư chiến trường, đạt được một môn gọi là quy hồn bảo điển, luyện hồn chi pháp, ta đối với cái này không có nghiên cứu, muốn hỏi một chút Tử Yên Tinh Vương cái môn này pháp quyết như thế nào, phù hợp ta tu luyện sao? Phù hợp a. Tử Yên Tinh Vương cười khúc khích, eo đều nhanh chỗ ngoặt đi xuống. Cặp mắt của nàng cũng cười híp lại, nói, quả thực vì ngươi mà sinh, ngươi không phải cùng thần quy lão tổ lăn lộn ở một chỗ sao. Hắn cộng sinh thú cũng là ngàn năm lão ô quy, đến lúc đó ngươi đã luyện thành, một cái lão ô quy, một cái rùa đen nhỏ, tuyệt phối. Thật sự không tệ, được, vậy ta liền bắt đầu điều nghiên, dù sao ta cũng không có lựa chọn nào khác. Tử Tiêu Đế Cung hồn tu chi pháp, nghe nói đều tại các ngươi Tử Tiêu Vương tộc trên tay. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối nói. Sau khi nói xong, hắn hướng Tử Yên Tinh Vương chắp tay, nói, đa tạ Tinh Vương giải hoặc, vãn bối trước cáo từ. Chờ một chút, Tử Yên Tinh Vương trợn mắt một cái, tức giận nhìn lấy hắn, nói, ngươi biết chỉ cần tu một môn linh hồn chi pháp, về sau muốn đừng tới đây có bao nhiêu khó a? Có thể so sánh trọng tu còn khó đây. Nói thật cho ngươi biết, thần quy bảo điển hạn mức cao nhất không cao, không đến được 4 cảnh đế hồn. Dạng này a, vậy nhưng nhức đầu. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi a ngươi, Tử Yên Tinh Vương hận không thể xông lên bóp hắn, nàng chừng hồi lâu mới nói. Đừng giả bộ hai ngu ngốc, không phải liền là muốn cho tỷ tỷ dạy ngươi sao. Còn 7 lần quạt 8 lần rẽ, đại nam nhân, không có chút nào thẳng. Ngồi xuống, Lý Thiên Mệnh liền nghe theo nàng phân phó, tại cung điện này bên trong ngồi trên mặt đất. Tử Yên Tinh Vương ngừng lại một chút phía sau của hắn. Đứng cách nàng không đến nửa mét vị trí. Trên người nàng tràn đầy mị hoặc mùi thơm rõ ràng có thể nghe, nhưng khoảng cách gần như thế dưới, nàng mang đến càng nhiều là cường giả uy hiếp. Đến mức Lý Thiên Mệnh ngồi thẳng tắp, tâm lý còn có chút khẩn trương, sợ nàng đem mình giết. Dù sao trên thế giới này, còn nhiều, rất nhiều không theo chiếu thói quen ra bài người. Tỷ như Lý Vô Song, Thái Dương Đế Tôn. Mộ Tử Yên bề ngoài, thần thái, lời nói và việc làm. Kỳ thật đều rất có lửa gạt tính. Nàng xem ra tùy tiện, như cái khờ sư tỷ,
có chút người vô hại và vật vô hại dáng vẻ, rất khó khiến người ta sinh ra cảm giác nguy cơ, mà trên thực tế nàng được công nhận, Tử Tiêu đế cung có hy vọng nhất trở thành đế tôn người, cái này chứng minh nàng thực lực bây giờ, đều có thể cùng Lý Vô Song không sai biệt lắm. Đánh cược một keo đi. Lý Thiên Mệnh tâm niệm nhất động, tạm thời đem thần hồn tháp phong bế, hắn lường trước đối phương sẽ kiểm tra mệnh hồn của mình, nếu là trước làm cho đối phương phát hiện thần hồn tháp tồn tại, ngược lại không có át chủ bài. Về điểm này, hắn vẫn rất có bá lực. Uy, ta dạy cho ngươi, về sau xưng hô như thế nào ta đây? Tử Yên Tinh Vương cúi đầu nhìn lấy trên đỉnh đầu hắn tóc trắng, thản nhiên cười lấy hỏi. Sư tổ, Lý Thiên Mệnh nói. Lấy đánh. Vừa hô một tiếng sư tổ, đầu thì bị đánh một cái, đừng nhìn nàng ngón tay non mịn, đánh trên đầu thì cùng bị Lam Hoang vỗ một cái giống như. Sư tôn, sư tôn. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Sư em gái ngươi a, muốn hô người ta, phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành chúng sinh mê luyến tuyệt sắc vô song tỷ tỷ tốt. Hơi dài. Ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Lúc nói chuyện, hai tay của nàng giáp tại Lý Thiên Mệnh đầu hai bên. Lý Thiên Mệnh con mắt thứ ba thông qua khe hở, có thể nhìn đến sau lưng nữ nhân này nói chuyện thời điểm, hai mắt hiện ra màu tím, toàn thân dâng lên một loại tử sắc phụ khí. Cái này khiến nàng xem ra phá lệ quỷ dị lại to lớn. Loại này tử sắc phụ khí là một loại linh hồn lực lượng, nó đối nhục thân vô hại, nhưng khi Lý Thiên Mệnh thu hồi thần hồn tháp thời điểm, lập tức liền cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Đối với hắn yếu ớt mệnh hồn tới nói, cái này bốc lên sương mù tím tựa như là một cái 10.000 mét cự nhân, tùy tiện đều có thể bóp chết hắn. Nàng hai tay bưng bít lấy Lý Thiên Mệnh lỗ tai, sương mù tím theo lỗ tai tràn vào, trong nháy mắt đạt tới thức hải vị trí, đi tới Lý Thiên Mệnh mệnh hồn trước đó. Mới một cảnh thần hồn, hơn nữa còn hoàn toàn không có tu luyện qua. Người cái này rau gà làm sao làm đến đâu, hiện tại là cá nhân, cũng không dám để linh hồn của mình yếu thành dạng này. Người vận khí thật đúng là tốt, muốn là đối thủ của ngươi, một chút sẽ đùa bỡn điểm linh hồn công kích thủ đoạn, người cái này danh thiên tài, nhưng là triệt để phế đi, cảnh giới lại cao hơn đều vô dụng. Mộ Tử Yên gõ gõ đầu của hắn, có chút oán trách mà nói. Chủ yếu là một mực không có gặp phải lương sư. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật chân tướng là, một mực không có thích hợp, cao đoan phương pháp tu hành, lại có thần hồn tháp bảo hộ. Thôi đi, miệng nhỏ thì cùng bôi mật ong giống như. Trách không được trong nhà nuôi tiểu mỹ nhân tốt như vậy nhìn. Mộ Tử Yên trợn trắng mắt. Nàng khinh bỉ một hồi, lại cảm khái nói, nhưng mà, người có thể bảo tồn linh hồn tinh khiết lại không bị qua thương tổn, lại đụng phải ta, tính ngươi vận khí tốt. Dù sao với ta mà nói, người dạng này ngược lại là không có đi qua ô nhiễm ngọc thô, càng tốt hơn tạo hình. Ý tứ chính là ta rất thuần khiết. Mệnh hồn rất thuần khiết, tư tưởng nói không chừng rất dơ bẩn nha. Mộ Tử Yên ý vị thâm trường nói. Ngươi nói thẳng, luyện thế nào đi? Lý Thiên Mệnh nói. Mệnh hồn cường đại, cũng sẽ để cho thiên hồn, địa hồn sinh ra nhất định thuế biến. Lý Thiên Mệnh muốn tham gia cái kia cấp 3 thanh hư chiến trường, vạn nhãn huyễn thần trụ, chi chiến. Tại thế giới kia không có thần hồn tháp tình huống dưới, Lý Thiên Mệnh không xác định lấy trước mắt tam hồn, hắn có thể đi bao xa. Cho nên, thần hồn tu luyện, xác thực lửa xém lông mày. Trước không cần luyện. Mộ Tử Yên nói. Vì sao? Ta dự định truyền thụ cho ngươi chúng ta Tử Tiêu vương tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử hồn tu chi pháp, cũng là ta hiện tại phương pháp tu hành, chỉ có nó mới xứng được với ngươi dạng này cửu kiếp thiên phú. Mà cái này hồn tu chi pháp, cũng không có, một cảnh thần hồn, phương pháp tu hành, nó thấp nhất tu luyện cánh cửa, đều là hai cảnh tướng hồn. Mộ Tử Yên nói lên những thứ này thời điểm, ngược lại là cùng biến thành người khác giống như. Lúc này thời điểm nàng, ánh mắt thâm thúy, toàn thân tử khí lượn lờ, thoạt nhìn như là cái linh hồn đại sư. Cái kia không phải tương đương với ta không tu luyện được. Liền cánh cửa đều không bắt kịp đây, Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, tỷ tỷ động dùng ta bốn cảnh đế hồn, dùng ta, linh hồn tử khí, giúp ngươi, dưỡng hồn, để mệnh hồn của ngươi trước tăng lên tới hai cảnh tướng hồn trình độ, mà lại, trở thành từ trước tới nay tinh khiết nhất hai cảnh tướng hồn. Các loại cái kia về sau. Ngươi lại tu hành chúng ta Tử Tiêu vương tộc, tử khí trùng tiêu trùng hồn kinh, lại so với bất luận kẻ nào nhanh, mà lại làm ít công to. Mộ Tử Yên nói. Dưỡng hồn, còn có năng lực này à? Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên. Đúng, cái này là linh hồn tu luyện cùng cảnh giới tu hành địa phương khác nhau, bất luận cái gì cảnh giới công pháp đều được bản thân luyện,
nhưng là chúng ta hồn tu, có thể, lấy hồn dưỡng hồn. Đương nhiên, trên bản chất vẫn là dựa vào chính ngươi, chỉ là làm trưởng bối, chúng ta có thể trực tiếp ban cho càng nhiều. Mộ Tử Yên tự hào nói. Ngươi cuối cùng thừa nhận chính mình là trưởng bối. Lý Thiên Mệnh nói. Ai, ngươi cái gì chú ý điểm a ngươi? Mộ Tử Yên tức giận nói. Nàng Thủy Chung đứng tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, mà Lý Thiên Mệnh ngồi trên mặt đất, cái này khó tránh khỏi thân thể tiếp xúc. Trên đầu chịu mấy lần bóng về sau, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể xấu hổ phải đem cổ co lại. Không có việc gì, chịu nhục. Vừa nghĩ đến cái này từ, ngược lại càng quái hơn. Dưỡng hồn, dưỡng hồn. Lý Thiên Mệnh cũng muốn nhìn nhìn, nàng sẽ làm sao dưỡng. Dù sao chỉ cần một chút không thích hợp, hắn lập tức tế ra thần hồn tháp. Đây là hắn đối Mộ Tử Yên sau cùng phòng bị. Nhắm mắt dưỡng thần, tưởng tượng chính mình ngay tại giấc ngủ, quên trần thế phiền nhiễu, tâm lý chỉ có khoái lạc, đi nhớ người cảm thấy ấm áp người kia, chỉ nhớ rõ nàng tốt. Không nghĩ tới Mộ Tử Yên trực tiếp liền tiến vào trạng thái. Thanh âm của nàng tại Lý Thiên Mệnh trong lỗ tai, dần dần biến thành mộng nghệ. Làm trên tay nàng sương mù tím không ngừng tràn vào Lý Thiên Mệnh thức hải thời điểm, hắn có một loại đi vào huyễn thiên chi cảnh hư vô cảm giác, cả người giống như bay lên. Loại này mê cảm giác say, để Lý Thiên Mệnh mấy lần muốn trực tiếp xuất ra thần hồn tháp, để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng, Khương Phi Linh hiện trạng, lại để cho hắn khao khát cường đại mệnh hồn. Cái này khiến hắn nhịn được lùi bước xúc động, cắn răng kiên trì đi xuống. Từ từ, ý thức của hắn chạy không, xác thực dễ chịu không ít, tựa hồ cũng không có cảm nhận được Mộ Tử Yên đối với mình uy hiếp. Hô! Kinh lịch lúc đầu không thích ứng về sau, hắn như cùng ở tại biển mây phía trên nước chảy bèo trôi, dễ dàng khó có thể tưởng tượng. Với hắn mà nói, Mộ Tử Yên bốn cảnh đế hồn, giống như cũng là quanh thân cái này một biển mây. Cái kia chưa bao giờ tu luyện qua tiểu hồn linh, tại nàng rộng lớn trên linh hồn trượt, có nàng tự mình chỉ dẫn lấy, một chút xíu lớn lên. Đây chính là dưỡng hồn. Chúng ta Tử Tiêu Vương tộc, Tử Khí Trùng Tiêu Trùng Hồn Kinh, hắn luyện hồn căn bản, ở chỗ, linh hồn tử khí. Linh hồn tử khí tồn tại ở mỗi cái hồn linh bên trong, liền xem như bình thường hồn đều có tử khí. Chúng ta tu luyện căn bản, ở chỗ lớn mạnh tử khí. Nàng một bên dưỡng hồn, một bên giải hoặc. Nhịp nhàng ăn khớp, thẳng quan linh hồn. Lý Thiên Mệnh muốn không trưởng thành cũng khó khăn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần hồn của mình, thì đi theo nàng bốn cảnh đế hồn thể nội thai nghén một dạng, theo thai nhi bắt đầu phát dục, vì xuất sinh mà phấn đấu. Có lẽ có một ngày, thoát ly nàng cái này to lớn linh hồn, cũng là hắn thành tựu hai cảnh tướng hồn, có thể tự ở lúc tu luyện. Loại cảm giác này, là lạ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng a, ta trước kia cũng không có giúp người dưỡng qua hồn, làm sao cùng hoài thai giống như đó a. Mộ Tử Yên nói. Tuy nhiên có điểm lạ, có thể mệnh hồn trưởng thành, là mắt trần có thể thấy. Tốc độ này khả năng so bất luận kẻ nào tự chủ tu luyện đều muốn nhanh. Đương nhiên không tính Dạ Lăng Phong. Hắn trời sinh 80.000 mệnh hồn, là cái ngoài ý muốn. Gần nửa ngày dưỡng hồn, Lý Thiên Mệnh cảm giác sảng khoái tinh thần. Ngược lại là Mộ Tử Yên lộ ra hơi có chút mỏi mệt. Kết thúc về sau, nàng phất phất tay, nằm tại trên ghế nằm, xoa mi tâm, nói, cuồn cuộn, người cái này hút người tinh khí tiểu yêu tinh, mệt chết tỉ tỉ, ta phải nhiều bồi bổ, người sau 5 ngày lại đến đi. Lý Thiên Mệnh trước nay chưa có tinh thần, tinh lực dồi dào. Nhìn nhìn lại nàng, còn thật giống như là tinh bì lực tẫn. Đa tạ. Nói xong câu này, hắn trực tiếp chuồn đi. Vừa mới đi ra, hắn thì kiểm tra chính mình mệnh hồn tình huống. Có thể nhìn đến mệnh hồn xác thực lớn mạnh, ngưng thật, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, mạng này hồn nội bộ còn quấn rất nhiều tử khí. Cái kia tử sắc tựa như là mạch máu một dạng, trải rộng mệnh hồn toàn thân, tại nội bộ lưu chuyển. Cái này, Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, bất quá lý do an toàn, hắn vẫn là để thần hồn tháp trở về. Để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, thần hồn tháp vừa xuất hiện, bỗng nhiên tiếp tục chấn động, giống như là cá voi giống như, trực tiếp che ở Lý Thiên Mệnh mệnh hồn phía trên, đem cái kia mệnh hồn bên trong tử sắc huyết mạch cưỡng ép cho hút đi ra. Ta đi, hút sau khi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh mệnh hồn hơi có chút mỏi mệt. Thần hồn tháp chẳng phải là đệ tử Yên Tinh Vương thất bại trong gang tấc rồi. Đang lúc hắn buồn bực thời điểm, lại chợt phát hiện, kỳ thật những cái kia tử sắc huyết mạch biến mất về sau, hắn trước đó lớn mạnh mệnh hồn,
cũng không có thu nhỏ về nguyên lai kích thước. Mà lại, mỏi mệt cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Điều này có ý vị gì? Lý Thiên Mệnh thật không dám kết luận. Mộ Tử Yên trợ giúp hắn dưỡng hồn. Mệnh hồn tăng lên. Nhiều tử sắc huyết mạch. Huyết mạch bị thần hồn tháp hút đi. Nhưng là, mệnh hồn xác thực cũng lớn mạnh. Sau 5 ngày lại đến, nhìn xem Tử Yên Tinh Vương phát hiện, linh hồn tử khí, không có, lại là phản ứng gì. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, trở về Tử Chân Tinh Thành. Sau 5 ngày, hắn lần nữa đi vào Tao Nhã Cư. Tử Yên Tinh Vương một mặt không tình nguyện, lần nữa cho hắn dưỡng hồn. Vẫn là trước đây cái kia thần thanh khí sảng quá trình, bay qua trên đám mây phía trên, tại trong mây ngao du. Vấn đề là, Mộ Tử Yên cũng không có phát hiện, hắn mệnh hồn bên trong tử sắc huyết mạch biến mất. Dưỡng hồn thời điểm, Lý Thiên Mệnh trong thức hải tất cả đều là tử sắc vũ khí, những sương mù này tại dung nhập Lý Thiên Mệnh mệnh hồn đồng thời, cũng tại dưỡng dục lấy mệnh hồn trưởng thành. Nhưng, mệnh hồn bên trong có bao nhiêu sương mù tím, giống như Mộ Tử Yên cũng không thể phán đoán. Nàng chỉ có thể thông qua sương mù tím, phán đoán mệnh hồn lớn nhỏ cùng tầng thứ. Vậy cứ như vậy đi. Sau đó, mỗi một lần rời đi, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp dùng thần hồn tháp, đem mệnh hồn bên trong tử sắc huyết mạch cho hấp thu. Cứ như vậy, mệnh hồn của hắn không ngừng lớn mạnh, tiếp cận hai cảnh tướng hồn thời gian, sẽ không quá lâu. Cùng lúc đó, băng phong lưu ly thụ, đế tôn khư, Lý Thiên Mệnh phương diện khác kề vai sát cánh. Hắn có dự cảm. Một khi đạt thành đột phá, như vậy hắn tiến về cấp 3 thanh hư chiến trường, tại đạo huyền tinh vực nhất chiến thành danh thời gian, đã đến. Không có bên ngoài áp lực, tử tiêu đế cung tu hành thời gian, thì sẽ có vẻ rất bình tĩnh. Bình tĩnh thì mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh các phương diện năng lực, đều tại hữu hiệu lại khỏe mạnh trưởng thành. 5 ngày một lần, dưỡng hồn, hết thảy 18 lần, thời gian trôi qua tiếp cận 3 tháng. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi vào Tao Nhã Cư. Miễn phí thể nghiệm bay qua đám mây phục vụ. Toàn bộ hành trình có Mộ Tử Yên vì hắn hộ giá hộ tống. Nàng đứng ở phía sau, dùng cái kia một đôi tay khéo án lấy Lý Thiên Mệnh đầu hai bên trái phải. Trên người của nàng sương mù tím lượn lờ, vô tận linh hồn tử khí ở sau lưng hắn tuôn hướng Lý Thiên Mệnh thức hải, đem thức hải của hắn nhuộm thành tử sắc. Lý Thiên Mệnh cái kia mệnh hồn tiểu nhân, tại linh hồn của nàng tử khí bên trong ngao du, một chút xíu hấp thu chất dinh dưỡng. Khỏe mạnh trưởng thành. Tại nàng tầm bổ dưới, mạng này hồn tiểu nhân tai mắt mũi miệng càng rõ ràng, thân thể cũng tại phát dục lớn mạnh, hình thể càng cường tráng hơn. Quá trình này, xác thực cùng thai nhi phát dục vô cùng tương tự. Tiểu quai quai, nhanh cao lớn lên, tương lai của ngươi, là tinh thần đại hải. Mộ Tử Yên hừ phát từ khúc, mẫu tính quang huy tăng vọt, còn thật đem mình làm mẫu thân. Đối nàng mà nói, nàng tân tân khổ khổ dưỡng dục. Lý Thiên Mệnh mệnh hồn, liền giống như là nàng một cái tác phẩm. Cung điện bên trong, linh hồn của nàng lực lượng sao mà lớn mạnh, linh hồn tử khí chập chờn, tại sau lưng nàng tạo thành một cái sâu kín bóng người. Bóng người kia phần lưng mọc ra 8 đầu cùng loại chân nhện tử sắc dạng mảnh vũ khí, tán ra, bao nhiêu có vẻ hơi quỷ dị. Thế mà, Mộ Tử Yên biểu lộ, là ôn nhu, tràn đầy mẫu tính quang huy. Nàng từ trên xuống dưới ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai tay tại trên đầu của hắn du chuyển, hư phát từ khúc, cái kia từ khúc dường như nghệ, để Lý Thiên Mệnh mệnh hồn đạt được thư giãn, buồn ngủ, toàn thân chạy không. Đây là buông lỏng nhất, thoải mái nhất một lần, tại nàng thai nghén dưới, hắn đã quên đi nhục thân tồn tại, ý thức của hắn toàn bộ trở về mệnh hồn, vậy liền giống như là một cái vô câu vô thúc sinh mệnh, đối với hắn mà nói, chung quanh tử sắc vân vụ quá mềm mại, quá sung mãn, hắn không cố kỵ gì, vùng vẫy trong đó. Một hồi tương đương với tại Giang Hà Hồ Hải, mà sau một khắc lại như là bay đến vũ trụ tinh không, ngao du tại đầy sao ở giữa, chứng kiến lấy thiên địa sáng chói. Người quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, sống ở cái này có thứ tự thế giới bên trong, cần học tập rất nhiều, chỉ cần ngươi ngoan, ta cái gì đều dạy cho ngươi, ta nguyện ý làm linh hồn của ngươi người dẫn đường, để ngươi tìm tới hồn linh quy túc, tìm tới tâm linh an ủi, hồn an, so cái gì đều trọng yếu. Nếu như vậy dường như đến từ ảo tưởng trong mộng. Hô hô hô. Tại lớn nhất chạy không thời điểm, Lý Thiên Mệnh toàn thân tâm đều đắm chìm trong cái này hư vô mờ mịt mệnh hồn bên trong, hắn cảm giác mình tràn đầy khát vọng, hắn đói khát hấp thu chung quanh tử sắc vân vụ, hiệu suất so trước kia càng nhanh, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình mệnh hồn trưởng thành, thẳng đến nào đó một cái cực hạn về sau, đương lượng tích lũy đến cực hạn về sau, rốt cục dẫn tới biến chất.
Ông, hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình, thân thể, tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại cảm giác này, cùng loại với, xuất sinh. Theo thai nhi sinh ra một khắc kia trở đi, mới tính chính thức đi vào trên cái thế giới này, nắm giữ tự mình phát dục, tự mình sinh tồn năng lực. Mệnh hồn của hắn, oa oa rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, tai mắt càng thêm thư thái, cảm giác càng thêm nhạy bén, linh hồn lớn mạnh cảm giác, trái lại đối ngộ tính của hắn, tu hành cũng có trợ giúp, lần này thuế biến, trực tiếp đền bù Lý Thiên Mệnh trên thân, yếu nhất cái kia một khối khiếm khuyết. Đây là, hai cảnh tướng hồn. Đằng sau còn có tam cảnh vương hồn, bốn cảnh đế hồn. Tuy nhiên đến hai cảnh tướng hồn chỉ là cất bước, nhưng so với một cảnh thần hồn, vậy nhưng khác nhau quá lớn, trước kia một cảnh thần hồn, chỉ là thần hồn tháp bảo vệ dưới thai nhi hình thái, nếu như không có thần hồn tháp, có bốn cảnh đế hồn Dạ Lăng Phong, tùy tiện đều có thể áp chế hắn. Hô! Lý Thiên Mệnh thở dài ra một hơi, nhục thân cảm giác, chính đang từ từ trở về. Hô! Tại phía sau hắn, còn có một người trùng điệp thở ra một hơi, đó chính là Mộ Tử Yên, có thể nghe được, trong thanh âm của nàng ẩn chứa thật sâu mỏi mệt. Cuối cùng thành công rồi, dưỡng hồn thật là khó. Số tiểu tử, ngươi đến làm sao cảm tạ ta? Mộ Tử Yên giọng dịu dàng nói, hai tay theo ấn cái đầu, chuyển thành nắm bắt Lý Thiên Mệnh lỗ tai, còn hung hăng nhéo một cái. T. Lý Thiên Mệnh lỗ tai bị đau, vội vàng bò lên, ý thức của hắn đã hoàn toàn trở về thân thể, vừa mới cảm giác đau, gia tốc hắn đối thân thể cảm giác, cho nên điều này nói rõ Mộ Tử Yên cũng không phải vô duyên vô cớ nắm hắn. Hắn thư thản thân thể một cái, nhìn lại, phát hiện Mộ Tử Yên thật đúng là có chút huệ hoài. Nàng liền da thịt đều lộ ra tái nhợt một số, còn đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, một bộ, rất hư, dáng vẻ, điều này nói rõ vì trợ giúp chính mình xông vào, hai cảnh tướng hồn, nàng còn thật tiêu hao rất lớn. Tử Yên tinh vương cần ta báo đáp thế nào đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn dạng này gọi ta, Mộ Tử Yên khó chịu nói. Tỷ tỷ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đổi giọng. Không có lương tâm thằng nhóc rách dưới, ta phải đem ngươi từ trên người ta hút đi tinh khí, toàn bộ cho ta hút trở về. Mộ Tử Yên, hung ác, mà nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, vẫn là hướng nàng nói tạ. Đương nhiên tại nói lời cảm tạ quá trình bên trong, hắn thì dùng thần hồn tháp, lặng lẽ đem mệnh hồn hôm nay bên trong mới tăng tử sắc huyết mạch, toàn bộ cho hấp thu thanh trừ. Mộ Tử Yên rũ cục lấy đầu, mềm nhũn đi đến trên ghế nằm, sau đó nghiêng người vùi ở trên đó, váy dài vẩy xuống bốn phía, kia nóng bỏng tư thái liền lập tức triển lộ không bỏ sót. Nàng một tay chống đỡ cái đầu, suy yếu về sau, ánh mắt có chút mê ly, giọng dịu dàng hét lên, không biết đến cho tỷ tỷ xoa xoa vai a. Vò! Lý Thiên Mệnh đi ra phía trước, lực đạo dữ dội, kém chút đem nàng khung xương cho nắm tản. Người tốt thô lỗ nha! Mộ Tử Yên trợn trắng mắt, vội vàng để hắn buông tay, lại nhìn Lý Thiên Mệnh còn tại bên cạnh, cười ngây ngô, nàng tức giận đến không đánh một chỗ đến, nói, được rồi, sau 5 ngày ngươi lại đến. Còn muốn đến, không phải nói đến hai cảnh tướng hồn về sau, ta có thể độc từ tu hành, tử khí trùng tiêu trùng hồn kinh, sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, độc từ tu hành, cái kia đến ngày tháng năm nào ngươi mới có thể luyện được một cái hình thức ban đầu đâu? Nào có đơn giản như vậy? Cái này 5 ngày ngươi nhiều chuẩn bị thêm, đến lúc đó cùng ta, song tu, mỗi lần khả năng phải 1 ngày, quá trình này so dưỡng hồn muốn khó, phải xem ngươi có thể hay không kiên trì được. Mộ Tử Yên nói, song tu, cái từ này gần nhất tại Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh ở giữa xuất hiện đến 10 phần nhiều lần, bọn họ, song tu, thế nhưng là có đặc thù hàm nghĩa, Mộ Tử Yên mà nói để Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, ám đạo nhất định không phải loại kia ý tứ a. Ngươi nghĩ gì thế, thối đệ đệ. Tỷ tỷ nói đúng linh hồn song tu. Mộ Tử Yên gặp hắn sắc mặt cổ quái, lúc trước mệt mỏi sắc mặt, rất nhanh liền đỏ lên. Tốt a, linh hồn song tu. Hắn cùng Khương Phi Linh, thì là linh hồn song tu a. Mộ Tử Yên đến đón lấy mới giải thích, cái này cái gọi là linh hồn song tu, chính là nàng tiếp tục vì Lý Thiên Mệnh dưỡng hồn, mà ở trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh tự mình mở ra tu luyện tử khí trùng tiêu trùng hồn kinh. Tương đương nàng tiếp tục thiếp thân hộ giá hộ tống. Vì Lý Thiên Mệnh dẫn đường. Ngươi không phải ta Tử Tiêu Vương tộc, mệnh hồn của ngươi cùng công pháp của chúng ta, có rất nhiều không hỗ thông địa phương, không có ta vì ngươi chỉ dẫn, ngươi ban đầu giai đoạn sẽ rất tốn sức. Hai cảnh tướng hồn tu luyện tiến trình sẽ rất chậm, cùng ta song tu lời nói, đến tam cảnh vương hồn tốc độ sẽ nhanh lên tối thiểu gấp 10 lần,
ngươi nếu không tin, cái này 5 ngày trở về thể nghiệm một chút là được rồi. Hừ, cho ngươi dưỡng hồn mệt mỏi như vậy, muốn không phải muốn cho ngươi thành làm một cái hoàn mỹ, không thiếu hụt thiên tài, vì ta Tử Tiêu Đế Cung hiệu lực, tỷ tỷ mới lười nhác ở trên thân thể ngươi tốn sức đây. Mộ Tử Yên lười biếng nằm, hai tay gối lên đầu đằng sau, một mặt không tình nguyện nói. Tính toán ta kiến thức nông cạn, ngươi thân là tỷ tỷ, khác chấp nhặt với ta. Lý Thiên Mệnh nói, cái này thái độ còn tạm được, xứng đáng ta ở trên thân thể ngươi hao phí tinh khí. Chờ ngươi về sau ngươi tránh thức thành tài, thành đế tôn, đừng quên ta dụng khổ lương tâm là được rồi. Mộ Tử Yên nói, cái này làm sao lại thế, ta muốn đến đều là tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Lý Thiên Mệnh nói, vậy ngươi dự định tuôn ra cái gì tuyển đâu? Mộ Tử Yên cắn cắn môi đỏ, khóe miệng hiện lên mỉm cười, có chút quyến rũ nghi hoặc nhìn hắn. Nàng tướng mạo vốn là non nớt, tươi mát, nhưng nếu là triển lộ một chút phong tình đến, vậy liền một chút thì vũ mị đến tận xương đi. Đậu phộng. Như thế rõ ràng, Lý Thiên Mệnh thì không chống nổi. Hắn tằng hắng một cái, vội vàng nói, cái kia, ta dự định đi cấp 3 thanh hư chiến trường một chuyến, không có thể bảo chứng sau 5 ngày có thể tới. Há, học có thành tựu, muốn đi mở ra phong mang thật sao? Mộ Tử Yên cười hỏi. Đúng đúng. Bỏ công như vậy làm gì chứ? Lại hướng lên đi, sợ là Tử Diệu Tinh những người tu luyện, lá gan đều sắp bị ngươi hoảng sợ phá. Mộ Tử Yên nói. Nàng ý tứ là, Lý Thiên Mệnh biểu hiện, đã đến đỉnh. Không có cách, vốn là coi là không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần có ngũ đại đế tôn cộng sinh thú, ta đã để Tử Tiêu Đế Cung trưởng bối, các huynh đệ tỉ muội cao hứng thời gian dài như vậy, còn phải tiếp tục đè qua Diệp Thần, để đại gia hỏa tiếp tục cao hứng đi xuống. Đây mới là giá trị của ta. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. U, câu nói này làm sao nghe là lạ đâu. Mộ Tử Yên khẽ cười nói. Không có a, rất chân thực. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao, vậy ta làm sao nghe, cảm giác ngươi có ý tưởng đâu. Nói thật đi tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không để mắt tới một cái khác đế tôn thần nguyên rồi. Mộ Tử Yên theo dõi hắn, ánh mắt dường như xuyên thấu tim của hắn. Không có chuyện này. Tử Tiêu Đế Cung cũng chỉ có hai đại đế tôn thần nguyên, sao có thể đều cho ta đâu? Ta có tài đức gì? Thôi đừng chém gió, như vậy đi, việc này bao tại trên người của ta, ngươi một mực đi cấp 3 thanh hư chiến trường biểu hiện, đế tôn thần nguyên ta giúp ngươi cầm. Mộ Tử Yên vỗ vỗ bộ ngực, vô cùng nói khẳng định. Ừm, Lý Thiên Mệnh còn cho là mình nghe lầm đây. Tỷ tỷ, ngươi là năm đại tinh thần vương tộc đại nhân vật, ngươi giúp ta tranh thủ đế tôn thần nguyên. Không được sao, ta còn tự thân vì ngươi dưỡng hồn đây. Mộ Tử Yên nói. Cái kia, phụ thân ngươi, bằng hữu. Quản bọn họ làm cái gì? Ta là ta, bọn họ là bọn họ. Nhắc lên bọn họ, Mộ Tử Yên còn không quá cao hứng. Nàng bĩu môi, nói, cái này Tử Tiêu Đế Cung đều truyền thừa đã nhiều năm như vậy. Cha ta cũng sống lâu như vậy. Bọn họ muốn là nhãn giới thật như vậy thấp, ta còn cảm thấy rất mất mặt. Nàng chủ động vì chính mình tranh thủ đế tôn thần nguyên. Đây quả thật là để Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói tạ, còn kém đi theo làm tùy tùng hầu hạ nàng. Thẳng đến nàng hài lòng, Lý Thiên Mệnh cái này mới rời khỏi tao nhã cư. Đang đuổi ngôi sao tổ chen chúc dưới, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng của nàng. Hết thảy đều rất tốt, nếu là thật như thế thuần túy, vậy thì càng tốt hơn. Hắn sẽ không ở Mộ Tử Yên trước mặt biểu thị bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Nhưng có một số việc, trong lòng của hắn là nắm chắc. Hắn trước đó đến hỏi qua Tinh Vũ Đế Tôn, nói từ bản thân tại Mộ Tử Yên bên này tu hành linh hồn sự tình, Tinh Vũ Đế Tôn cũng cho rằng không có vấn đề gì. Dùng hắn lại nói, cái kia chính là, linh hồn của ta tu luyện công pháp, đều bắt nguồn từ Tử Tiêu Vương tộc, hơn nữa còn không bằng, tử khí trùng tiêu trùng hồn kinh tốt, nàng đã cho rằng ngươi là Ngọc Thô, có nàng tự mình dưỡng hồn, ngươi tiến triển sẽ nhanh lên gấp 10 lần. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mặt khác, người của ngươi thân phương diện an toàn không cần lo lắng, Mộ Tử Yên tối thiểu sẽ không ở phương diện này làm loạn. Dù sao ngươi biểu hiện quá tốt, đã liên lụy rất lớn. Lý Thiên Mệnh không nói mệnh hồn bên trong tử sắc huyết mạch sự tình, dù sao hắn không thể hướng Tinh Vũ Đế Tôn lộ ra chính mình có, thần hồn tháp, loại này thần vật, mà lại, tử sắc huyết mạch đã không tồn tại. Thế nhưng là đối Mộ Tử Yên tới nói, nó là tồn tại. Cho nên hắn muốn nhìn một chút, về sau sẽ phát sinh cái gì. Rời đi tao nhã cư hậu,
Lý Thiên Mệnh ngược lại đi Đế Tôn Khư. Trong mấy ngày này hắn là không có thể đi cấp 3 thanh hư chiến trường, quyết định bởi tại hắn có thể hay không đột phá bình cảnh, cảnh giới tu hành đến mới phương diện. Ngân Trần đã hấp thu xong 5 đầu kim loại khoáng mạch, bây giờ thân thể số lượng đạt đến 10 triệu, ta phải mang lên 8 triệu dùng cho chiến đấu, đưa nó lực sát thương sử dụng tốt nhất. Hắn hôm qua đã hướng Huyền Loan Tinh Vương đưa ra lại muốn 5 đầu kim loại khoáng mạch, Huyền Loan Tinh Vương sảng khoái đáp ứng. Lý Thiên Mệnh đem 1 triệu ngân trần an bài tại những thứ này kim loại mỏ quặng phía trên, nó sẽ tự động gia tăng số lượng, không cần Lý Thiên Mệnh quan tâm. Cái này 5 đầu mỏ quặng càng lớn, nếu như ngân trần số lượng không có hạn mức cao nhất, vậy nó số lượng, đoán chừng có thể được đến 20 triệu. 20 triệu sắt thép côn trùng đại quân, vậy tuyệt đối nổ tung. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có khác một cái ý nghĩ. Tại ngân trần mộng cảnh, ta chỗ đã thấy mỗi một cái côn trùng, kỳ thật đều có lam hoang lớn như vậy, điều này nói rõ nó có thể tích cũng là có thể gia tăng. Ngân trần xuất sinh đến bây giờ, nó có thể tích còn không có gia tăng qua. Nói cách khác, nếu như số lượng có hạn chế, thể tích của nó phía trên, cần phải còn có thể tiếp tục gia tăng. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh kim loại khoáng mạch nhu cầu, rất có thể lại vô cùng vô tận. Cái này cũng mang ý nghĩa, so với tiếp tục trong tinh không lang thang, Tử Diệu Tinh Tử Tiêu Đế Cung, vẫn là Lý Thiên Mệnh ưu tú hơn lựa chọn. Đoạn này thời gian mạnh lên, ngoại trừ ngân trần cá thể gia tăng bên ngoài, còn có một phương diện bạo tăng. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh đã đem bát giai nguyên tố thần tai, băng phong lưu ly thụ, toàn bộ hấp thu song song, thành tựu chính mình siêu cường kiếm thể. Cái kia đen nhánh thần tai đại thụ, bây giờ hội tụ tiến vào hắn mỗi một cái giới tử bên trong. Giới tử bên trong, kiếm long hải ngục ngũ đại cấp 7 thần tai kiếm khí cùng nhau, mới miễn cưỡng có thể cùng băng phong lưu ly thụ so sánh. Cái này mang ý nghĩa tại lục long thiên kiếp kiếm bên trong, kiếm huyết phù sinh một chiêu này, cũng là hạch tâm. Từ đó, Lý Thiên Mệnh cần có thực lực tăng mạnh, cũng chỉ thiếu kém cảnh giới đột phá. 3 tháng này thời gian, dưỡng hồn tu hành chỉ là nhạc đệm, hắn phần lớn thời giờ đều tại Đế Tôn Khư bên trong, tại cái kia hơn ngàn Đế Tôn Thiên Hồn chỉ dẫn phía dưới, đi thăm dò mệnh kiếp thần ý trưởng thành chi lộ. Đế Hoàng thần ý thường xuyên bạo tăng, thành tựu hiện tại cũng vượt qua mệnh kiếp thần ý rất nhiều, cho nên Lý Thiên Mệnh muốn tự mình đột phá, suy nghĩ mệnh kiếp thần ý càng nhanh. Mà lại, những thứ này đỉnh phong Đế Tôn Thiên Hồn, cuộc đời của bọn hắn bên trong, bài trừ mệnh trung kiếp nạn kinh lịch rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể cùng mỗi một cái Đế Tôn Thiên Hồn, tìm kiếm được cộng minh chỗ. Mở tối Đế Tôn Khư, để nguyên một đám hằng tinh nguyên giống như Đế Tôn Thiên Hồn chiếu rọi. Lý Thiên Mệnh mấy người bọn hắn, là khách quen của nơi này. Nhất là Lâm Tiêu Tiêu, nàng theo sau khi đi vào, liền không có rời đi. Nàng và Thái Cổ Tà Ma cả ngày trong góc, một bên tiêu hóa Vạn Long Thần Sơn chi chiến lấy được thiên hồn, một bên lĩnh hội Đế Tôn Thiên Hồn tu hành. Lý Thiên Mệnh đã nhiều ngày không có gặp nàng. Không nghĩ tới tu vi của nàng cảnh giới, đều vào tới Thần Dương Vương cảnh cấp thứ nhất. Trong này, khẳng định là Thái Cổ Tà Ma nuốt thiên hồn năng lực, phát huy chủ yếu tác dụng. Những người khác cũng có rất lớn tiến bộ. Tỷ như Dạ Lăng Phong, Vạn Long Thần Sơn chi sau khi chiến đấu, hắn cũng đột phá một tầng, đồng dạng đạt tới Thần Dương Vương cảnh cấp thứ nhất. Đương nhiên, chiến lực của hắn tại Lâm Tiêu Tiêu phía trên. Lúc này thời điểm Dạ Lăng Phong, hoàn toàn có vạn tinh bầu trời chiến trường chinh chiến tư cách, Lý Thiên Mệnh trước mắt ngay tại để Thần Quy Lão Tổ vì hắn tranh thủ. Lý Khinh Ngữ, nàng tại trật tự chi địa liền được cường điệu bồi dưỡng. Cửu kiếp thiên phú chính là không bao giờ thiếu cảnh giới đột phá, trước mắt cảnh giới của nàng là tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, xem như đuổi kịp Lý Hạo Thần. Đến tiếp sau nàng cần phải còn có thể đuổi đến càng nhanh. Hô! Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn chạm mặt một chút, liền bắt đầu tu hành. Hắn phát hiện mình đến 2 cảnh tướng hồn về sau, cùng Đế Tôn Thiên Hồn câu thông biến đến càng thông thấu. Trước kia chiêm ngưỡng Đế Tôn con đường tu hành, tầm mắt không biết tại rõ ràng. Ta tại vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tam hồn thái nhất về sau, tu hành ngộ tính, thiên hồn câu thông đều bạo tăng, đạt đến người khác không cách nào so sánh trình độ, không nghĩ tới linh hồn cảnh giới tăng lên, còn có thể tiếp tục tăng lên. Cái này muốn là mình dùng có 4 cảnh đế hồn, chẳng phải là nghịch thiên. Cái này lại lần nữa chứng minh, Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm tu luyện thần hồn là chính xác. Tới đi. Hắn tại cái này Đế Tôn Khư bên trong vùng vẫy. Những ngày qua dưỡng hồn tu hành, cho hắn tăng lên rất nhiều trên linh hồn xúc giác.
Cái này khiến hắn tại đế tôn thiên hồn chiếu rọi phía dưới, càng thêm thành thạo. Lợi hại. Huỳnh hỏa đế tôn thần thú huyết mạch, 3 tháng đế tôn khư khổ tu, lại thêm thần hồn cảnh giới sau khi tăng lên giống như là thủy triều vào tới mới cảm ngộ, cuối cùng để Lý Thiên Mệnh mệnh kiếp thần ý, phát triển đến mới trình độ. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi không cảm khái, con đường tu hành, muốn trèo lên trên, xác thực càng ngày càng khó. Đương nhiên, so sánh người khác mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm một lần cảnh giới đột phá, hắn vẫn là thoải mái nhiều. Bên cạnh hắn có tốt mấy cảnh giới đột phá phương diện quái tài. Tỷ như Lâm Tiêu Tiêu, nhưng nàng đi là cực đoan, không thể tương tự. Lần trước Dạ Lăng Phong vì cảnh giới bạo tăng, tại vứt bỏ đan quật ăn nhiều như vậy, đổ bỏ đi, đây chẳng qua là ngoại lệ. Hấp thu hằng tinh nguyên. Hắn một người ngũ thú, tăng thêm thức thần trường kiếm cùng một chỗ tăng lên. Mệnh kiếp thần ý trưởng thành hoàn thành, cảnh giới đột phá thì không khó. Ngũ đại thiên tinh luân tiếp tục lớn mạnh, thức thần kiếp vòng bên trong thức thần chi lực cũng bổ sung hoàn tất. Tinh tướng thần cảnh thập nhất giai. Khoảng cách Lý Thiên Mệnh đột phá thần dương vương cảnh, chính thức đến các trưởng bối tầng thứ cũng không xa. Có điều, lấy ta cảnh giới bây giờ, quyết đấu phổ thông thần dương vương cảnh tầng thứ tư, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh rất có lòng tin. Hắn cách Giang Thanh Lưu, Cổ Kiếm Thanh Xương, Long Uyển Oánh, Mộ Tử Yên loại này trưởng bối, càng ngày càng gần. Thần dương vương cảnh tầng thứ tư là khái niệm gì? Tại trật tự chi địa, người tu hành địa vị phân cấp, thần dương vương cảnh tầng thứ tư, trên cơ bản đều có thể lăn lộn đến tam phẩm thân phận. Giang Thanh Lưu cũng chỉ là ngũ phẩm kiếm tu, ở cuối xe. Tại Thái Dương Vạn Tông, tam phẩm thân phận là 4 lưu tông môn tông chủ cấp bậc, dù là tại Thanh Hồn Điện, đều có thể sinh ra cùng tuổi mấy ngàn kiếm tu thống soái. Nói cách khác, ta thực lực bây giờ, đã có thể cùng rất nhiều trăm tuổi trở lên, thậm chí tu hành mấy trăm năm trưởng bối chống lại. Hắn nơi này trưởng bối, cũng là so sánh đỉnh cấp, mà không phải hằng tinh nguyên thế giới dân chúng mức độ. Dù sao coi như hằng tinh nguyên thế giới, vẫn là có rất nhiều người, cả một đời đều không đột phá nổi thượng thần chi cảnh giới. Càng tiếp cận đế tôn cảnh giới, Lý Thiên Mệnh thì càng an toàn. Như vậy, lấy đạo huyền tinh vực làm ví dụ, cái này hơn vạn hằng tinh nguyên bên trong tối đỉnh phong thần khư cấp hằng tinh nguyên, bọn họ chí tôn thiên tài tại ta số tuổi này, lại là cái gì mức độ? Cái này thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới, lại có bao nhiêu đế tôn? Ôm lấy dạng này hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh đã làm tốt chinh chiến chuẩn bị. Toàn phương vị đột phá. Ca, ngươi muốn khiêu chiến cấp 3 thanh hư chiến trường sao? Chúng ta muốn đi theo đi huyễn thiên chi cảnh, thưởng thức ngài lão nhân gia anh tư. Lý Khinh Ngữ hưng phấn nói. Khụ khụ, là nhà ngươi Sóc Nguyệt muốn nhìn ta đại sát tứ phương đi, thích nói ngay, không muốn e lệ. Huỳnh hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên đầu, ôm lấy hai cánh, thần kỳ 10 phần nói. Thối huỳnh hỏa, chỉ biết khi dễ Sóc Nguyệt, cẩn thận để cho ta ca đem ngươi lông cho rút. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nói. Chậc chậc, độc nhất là lòng dạ người phụ nữ, không nghĩ tới ngươi tàn nhẫn như vậy, ta đáng thương Tiểu Phong, nhất định sinh hoạt tại ma chảo của ngươi phía dưới, run lẩy bẩy. Huỳnh hỏa vội vàng về sau co lại. Ha ha, có những chuyện lặt vặt này bảo bối tại. Mọi người muốn không thoải mái cũng khó khăn. Ca, đám người bọn họ trở về Tử Chân Tinh Thành. Linh Nhi hôm nay không có cùng ngươi qua đây. Lý Khinh Ngữ hỏi. Không có đâu, thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cảm thấy nàng gần nhất hơi có chút quái, giống như trạng thái không tốt lắm, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Lý Khinh Ngữ hỏi. Nàng và Khương Phi Linh là bạn rất thân, từ trước đến nay đều là không có gì giấu nhau. Là có một vài vấn đề. Nhưng không phải trên thân thể, cùng nàng trước kia tòa ma thành có quan hệ, người gần nhất nhiều tìm chút thời giờ, giúp ta bồi bồi nàng. Lý Thiên Mệnh nói, chính ngươi làm sao không bồi đâu, ngươi mới có tác dụng. Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói, ta đương nhiên bồi. Lý Thiên Mệnh cũng không cách nào nói cho nàng, bởi vì cái kia một trận phong hoa tuyết nguyệt, hiện tại chính mình chỉ muốn tới gần nàng, nàng liền sẽ lâm vào băng xương trạng thái. Ngược lại là bình thường. Khương Phi Linh nhìn không ra khác nhau tới. Vậy ta kêu lên Tiêu Tiêu cùng một chỗ, mang nhiều nàng khắp nơi chơi đùa. Lý Khinh Ngữ nói. Được. Trở lại Tử Chân Tinh Thành về sau, Lý Khinh Ngữ bọn họ đi vào trước, Khương Phi Linh còn tại lần trước trên mặt hồ xuất thần. Gặp Lý Khinh Ngữ về sau, nàng thật cao hứng, hai người tùy tiện dắt tay ôm ấp. Một hồi Lý Thiên Mệnh tiến đến, nàng như cũ cao hứng,
nhưng là trong mắt băng sương rất nhanh liền xuất hiện, đây là trong cơ thể nàng một nhân cách khác bản năng phản ứng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể vẫn duy trì một khoảng cách, mỉm cười lại là nạn nhìn lấy nàng, kỳ thật trong lòng vẫn là thật bất đắc dĩ. Yêu nàng, lại không thể để cho nàng không buồn không lo, cũng là một loại phiền nhiễu. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Trở về nữa nha. Nàng đứng ở đằng xa, hai tay đặt tại trước người, có chút không dám nhìn thẳng Lý Thiên Mệnh. Khẽ nói, ngươi lập tức muốn đi vạn tinh bầu trời chiến trường. Khương Phi Linh hỏi. Đi vào chung. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thử một chút, Khương Phi Linh nói. Nàng chỗ lấy nói thử một chút, là bởi vì phía trên lần về sau, nàng thiên hồn sẽ rất khó tiến huyễn thiên chi cảnh. Đi vào Tử Diệu Tinh về sau, thiên vị kết giới khẳng định không thành vấn đề, Lý Khinh Ngữ trong tay bọn họ đều có. Lý Thiên Mệnh cũng cho Khương Phi Linh mang đến một cái mới linh hạch. Những thứ này cầm giữ thiên vị kết giới linh hạch, cùng Lý Thiên Mệnh trong tay cái kia xem ra bản thân không có khác nhau. Đổi cái linh hạch về sau, cảm giác giống như tốt hơn nhiều, Khương Phi Linh thành công tiến nhập huyễn thiên chi cảnh. Bao quát Lâm Tiêu Tiêu ở bên trong, mọi người cùng nhau đi tới huyễn thiên chi cảnh Nhiên Linh Cung. Oa, thật đẹp cảnh tuyết. Lý Khinh Ngữ lần thứ nhất tới. Nàng tại Viêm Hoàng Đại Lục thời điểm, cũng rất ít gặp qua tuyết, trong lúc nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng, chạy đến trong đống tuyết. Đây không phải Nhiên Linh Cung. Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng biết đây là Lý Thiên Mệnh tư mật chi địa, bởi vậy có thể gặp giữa bọn hắn thâm tình. Này làm sao có cái hố a? Lý Khinh Ngữ đứng tại trong đình viện, nhìn trên mặt đất một cái hình người hố, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng ngây thơ. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói sang chuyện khác, đem mọi người chú ý lực thả trên người mình. Nói đùa, chỗ kia là bọn họ dựa vào, luật động, xinh xinh đập ra tới. Ca ca. Lý Thiên Mệnh quay đầu, lại đã thấy sau lưng cô nương hốc mắt đỏ bừng, nàng giang hai cánh tay ra, chờ đợi lấy Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh như gió đi qua, cùng nàng thật chặt ôm cùng một chỗ. Sốt cục, có thể lần nữa cảm giác nàng nhiệt độ, mềm mại. Nàng dùng hết khí lực ôm lấy Lý Thiên Mệnh, hận không thể đem chính mình hòa tan tiến trong cơ thể của hắn. Tại Lý Thiên Mệnh trong ngực, nước mắt của nàng xôn xao mà ra, làm ướt vạt áo của hắn. Đây là 3 tháng khắc chế sau phát tiết, phóng thích. Những ngày qua, nàng cũng không dám tới gần Lý Thiên Mệnh, càng không dám nói lời nào, đối với lẫn nhau tới nói, tâm lý đều là tra tấn. May mắn lúc này thời điểm, có thể lại trở lại huyễn thiên chi cảnh. Không có chuyện, thời gian còn rất dài. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ phía sau lưng nàng nói. Nếu như nói trận kia phong hoa tuyết nguyệt, là tình yêu nở rộ cùng viên mãn, cái kia sau đó trở ngại, khoảng cách, băng xương, có lẽ cũng là trong tình yêu không thể không đối mặt chua xót cùng trở ngại. Đây đều là tồn tại, không có người có thể ngọt ngào đến vĩnh viễn. Đánh vỡ những thứ này ma chú, chúng ta sẽ tốt hơn. Lý Thiên Mệnh càng có lòng tin, bởi vì hắn quả thật, đang cố gắng trưởng thành, cường đại. Chúng ta cùng một chỗ. Trên mặt của nàng băng tuyết tan rã, nín khóc mỉm cười. Mấy tháng băng xương, tại cái này không có trở ngại thế giới bên trong lập tức hòa tan, về tới bọn họ bộ dáng lúc trước. Các ngươi làm gì nha? Cái này khiến vây xem 3 người, còn có cộng sinh thú nhóm đều rất kỳ diệu. Làm sao chỉnh đến sinh ly tử biệt giống như đó a? Không sao. Lý Thiên Mệnh buông lỏng ra nàng, Khương Phi Linh đã sớm thanh trừ nước mắt. Nàng bây giờ trên mặt chỉ có hoa một dạng nở rộ nụ cười, nàng nắm Lý Thiên Mệnh tay, nói, hắn lập tức muốn xuất chiến, tiếp đó, chúng ta cùng một chỗ, chấn kinh, đi. Ta không coi trọng, ta dự chắc ta ca lần này cần bị đánh thành bánh quai trèo. Lý Khinh Ngữ nói, cút. Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái, hắn nhéo nhéo Khương Phi Linh tay cầm, vẫn là như vậy ấm áp. Nhiên Linh Cung bên trong còn bảo lưu lấy bọn họ kịch chiến sau khí tức, đây quả thật là làm cho người hoài niệm. Nhưng hắn biết, đến đón lấy càng quan trọng hơn, là chiến đấu. Huyễn Thiên Tinh Linh, mang ta đến vạn tinh bầu trời chiến trường. Lý Thiên Mệnh mỗi một lần tiến về vạn tinh bầu trời chiến trường, Huyễn Thiên Tinh Linh liền sẽ thông báo toàn bộ Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh. Trong lúc nhất thời, ngay tại tu hành, nói chuyện phiếm giao hữu Tử Diệu Tinh những người tu luyện, ào ào mở ra quan chiến hình thức. Lý Thiên Mệnh hết thảy chung quanh, cấp tốc hiện ra tại mỗi người trên đỉnh đầu trong mây mù. Mọi người liền như là đi theo bên cạnh hắn, cùng một chỗ chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường, kiến thức tinh không vạn tộc.
thậm chí, trải nghiệm dương danh trật tự tinh không phóng khoáng. Cùng lúc đó, tin tức cấp tốc tại hiện thực thế giới truyền ra. Đại lượng tu luyện giả mở ra thiên vị kết giới, đi tới huyễn thiên chi cảnh. Không phải bọn họ thích tham gia náo nhiệt, mà chính là làm một cái vắng vẻ hằng tinh nguyên thế giới, mỗi người đối với ngoại giới đều có thiên nhiên hướng tới. Tuy nhiên tử diệu tinh cũng đủ lớn, có thể thăm dò vĩnh hằng thế giới, chính là nhân loại bản năng. Diệp thần còn tại cấp 2 thanh hư chiến trường lăn lộn, đánh đến bây giờ, mới hoàn thành 73 người chém, không có gì đáng xem. Mau nhìn, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện tại cấp 3 thanh hư chiến trường. Cái kia một cái tràn đầy ánh mắt cây cột, xem ra quá quỷ dị. Chúng ta tại cái này nhìn, hồn đều sắp bị hút đi vào. Tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh trong lúc nhất thời náo nhiệt gấp trăm lần. Huyền chi hữu huyền đảo, tử diệu tinh thần tháp, khắp nơi đều là hối hả người. Bọn họ thì cùng bị dẫn theo cổ vịt giống như, cùng nhau hướng trên trời nhìn. Cho dù là chen vai thích cánh, cũng không có người nào để ý. Lý Thiên Mệnh còn không có động đâu, đại đa số người ngược lại nhiệt huyết, kích động lên, trước tiên đem tim nhảy tới cổ rồi. Có thể thấy được đối với một cái tu hành thị tộc tới nói, Lý Thiên Mệnh loại này gánh vác vinh diệu bên ngoài chinh chiến người, đến cùng trọng yếu bực nào. Để tinh không vạn tộc nhìn xem. Chúng ta tử diệu tinh cũng có thể sinh ra bao trùm toàn bộ trật tự tinh không phía trên chí tôn thiên tài. Mọi người mang giống nhau khát vọng. Dù là rất nhiều thần diệu hệ người, đều cảm giác được khẩn trương. Đó là bởi vì, mặc kệ là thần diệu hệ vẫn là tử tiêu hệ, cuối cùng, đều là tử diệu tinh tu luyện giả, phong nguyệt cùng trời. Hô! Lý Thiên Mệnh nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu, cái kia từ lít nhít con mắt màu xanh tạo thành kình thiên trụ lớn. Ngay tại mảnh này rõ ràng chiến trường chính giữa. Tuy nhiên ngăn cách rất xa, nhưng mắt trần có thể thấy cái kia, vạn nhãn huyễn thần trụ, xung quanh, tối thiểu có mấy vạn người tụ tập, chính đang ra sức trèo lên trên. Đỉnh cấp hằng tinh nguyên thế giới, có thể đi vào vạn tinh bầu trời chiến trường người tham chiến sẽ rất nhiều. Đối bọn hắn tới nói, có thể tại thanh hư chiến trường bò lên trên một tầng, trở lại hiện thực thế giới, cá nhân địa vị cũng có thể bạo tăng. Vạn tinh bầu trời chiến trường khen thưởng. Đối bọn hắn mà nói chỉ là một phần nhỏ sức hấp dẫn. Địa vị, tư nguyên, mới là cái kia mấy vạn người, đều đang ra sức trèo lên trên nguyên nhân. Cũng không đủ sức hấp dẫn, người nào tại cái này tốn sức đâu. Dù sao nghe bọn hắn nói, tối thiểu ở trước mắt cái này thanh hư chiến trường, đạo huyền tinh vực cũng là thế lực bá chủ. Lý Thiên Mệnh hướng về cái kia vạn nhãn huyễn thần trụ cấp tốc bay vút đi. Nhìn như không khoảng cách xa. Lại trọn vẹn chạy như bay một canh giờ. Cái này chứng minh cái này cấp 3 thanh hư chiến trường rất lớn, có thể so với vài tòa đại lục liên hợp. Càng đến gần, càng là phát hiện cái kia vạn nhãn huyễn thần trụ to lớn. Tùy tiện một cái nhãn cầu màu xanh, đều giống như một khỏa tiểu tinh thần. Đến, đứng tại cái này vạn nhãn huyễn thần trụ sau ngẩng đầu nhìn, cái này cây cột tựa như là vô biên vách tường, hai bên đều không nhìn thấy cuối cùng. Thật cao a. Đi lên nhìn. Đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng. Cái kia chỗ cao nhất đã thẳng nhập trên đỉnh đầu khói xanh bên trong, khói xanh như là sóng biển, ở trên trời lăn lộn, phát ra từng đợt oanh minh. Xuất phát, Lý Thiên Mệnh chân đạp cái kia vạn nhãn huyễn thần trụ, bắt đầu trèo lên trên thăng. Cây cột thanh quang tại dưới chân hắn lướt qua, hắn tại nguyên một đám to lớn con mắt màu xanh mặt ngoài trèo lên trên, bò sát thời điểm, có thể rõ ràng nhìn đến dưới chân cái kia con mắt màu xanh đem con ngươi chuyển hướng mình. Tựa như là một người sống ánh mắt giống như, còn mơ hồ có nửa phần mỉa mai, miệt thị. Quả thực gọi người dùng mình. Có ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh bị con mắt này đã thấy nhiều, rất nhanh liền có hoa mắt váng đầu cảm giác. Cái này cây cột cầm giữ có vô hình mê huyễn năng lực, càng là đi lên, loại năng lực này khẳng định càng mạnh. Lý Thiên Mệnh tương đương với bước vào một cái huyễn cảnh kết giới, đang theo lấy trung ương tới gần. Theo hoa mắt váng đầu, đến hoa mắt. Lại đến sinh ra huyễn tượng, mất phương hướng. Cúi đầu thời điểm, từng đôi quỷ dị bệnh tăng nhãn áp, toàn bộ chuyển hướng hắn, giống như toàn bộ thế giới đều đang nhìn hắn. Trong lúc nhất thời não tử ông tác hưởng. Thần hồn thuế biến về sau, thiên hồn cũng theo thuế biến, hai cảnh tướng hồn để hắn thần trí càng rõ ràng. Ngay cả như vậy, ta mới không có bỏ bao xa, não tử cũng không rõ ràng, có thể thấy được cái này vạn nhãn huyễn thần trụ đối thần hồn yêu cầu rất cao. Có thể leo đến chỗ cao, sợ là đều tam cảnh vương hồn đi. Ngẩng đầu nhìn lên, cái này vạn nhãn huyễn thần trụ vẫn là không nhìn thấy cuối cùng,
loại cảm giác này dễ dàng để người tuyệt vọng. Ổn định. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn hòa hoãn một chút, chợt phát hiện chính mình cảm giác tốt hơn nhiều. Cúi đầu xem xét, hắn phát hiện manh mối. Cái kia chính là, trên thân thể của hắn, nổi lên nguyên một đám văn tự, đó là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Tam hồn thái nhất. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới. Kỳ thật hắn tam đại hồn linh, ngoại trừ thần hồn tháp bảo hộ mệnh hồn cái này đặc tính bên ngoài, hắn bởi vì phá vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, tam hồn bản thân đều có tạo hóa. Cái này tạo hóa cũng là tam hồn thái nhất. Mệnh hồn thái nhất, ngộ tính bạo tăng. Địa hồn thái nhất, thức thần vượt cấp. Thiên hồn thái nhất, thông ngộ truyền thừa. Nhưng nói thật, liên quan tới cái này tam hồn thái nhất bản chất, Lý Thiên Mệnh đến bây giờ cũng không có hiểu rõ. Hắn chỉ biết là những thứ này kiếp vòng văn tự tại hồn thượng du chuyển. Hắn giờ phút này là thiên hồn chi thân, tại vạn nhãn huyễn thần trụ mê huyễn dưới, cái này nguyên một đám cổ lão mà huyền ảo văn tự, lại lần nữa theo trên thân thể mình nổi lên. Tự theo bọn nó sau khi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh thì thanh tỉnh nhiều, tối thiểu có thể bảo trì lý trí. Tiếp tục cao tốc đi lên. Ta bắt đầu tu luyện thần hồn, chậm rãi quen thuộc về sau, nói không chừng có thể khai quật ra tam hồn thái nhất ảo diệu. Dù sao, đây là thuộc về Lý Thiên Mệnh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp năng lực. Huỳnh hỏa vũ trụ hỏa nhận, miêu miêu vạn giới lôi bạo các loại, kỳ thật đã khai quật đến phi thường tốt. Người còn không ít. Tại trèo lên trên được thời điểm, Lý Thiên Mệnh thấy được không ít muôn hình muôn vẻ đỉnh phong thiên tài. Bởi vì nửa trước đoạn, mọi người đối thủ đều là vạn nhãn huyễn thần trụ bản thân, mỗi người đều tại chống cự mê huyễn, cho nên cũng không người tranh đấu lẫn nhau. Thiên hồn thái nhất kiếp vòng văn tự tuôn ra, tăng thêm hai cảnh tướng hồn thuế biến, Lý Thiên Mệnh tại cái này vạn nhãn huyễn thần trụ nửa trước đoạn trèo lên rất thuận lợi, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Quả nhiên tốt nhiều tinh thần. Một đường lên hắn nhìn qua khá hơn chút người, trên cơ bản đều đến tự khác biệt hàng tinh nguyên thế giới. Cũng không biết, nào thuộc về đạo huyền tinh vực. Đỉnh đầu của mỗi người phía trên, chỉ có đánh dấu hàng tinh nguyên, cũng không đánh dấu tinh vực, khái niệm. Vù vù. Trước mắt từng tầng mê chướng, Lý Thiên Mệnh bão nguyên thủ nhất, bảo vệ tâm thần. Hắn mặc kệ những cái kia chợt xa chợt gần thanh âm, đụng nát nguyên một đám mê chướng, tiếp tục đi lên. Muốn chết. Bỗng nhiên mặt bên truyền đến một tiếng trầm thấp gào thét, ngay sau đó liền có một cỗ bàng bạc khí tràng, như núi lớn hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Người nào? Lý Thiên Mệnh vội vàng tránh ra. Cái kia ngân sắc phong mang đoạt mệnh ngân long. Đã quấn quanh ở hắn tay trái hắc ám tí phía trên. Màu bạc phong mang cùng màu đen chính hình sáu cạnh lân giáp dính vào cùng nhau, tùy thời đều có thể ma sát xẹt lửa. Cánh tay này là Lý Thiên Mệnh trên thân cuồng dã nhất bộ phận, để khí chất của hắn lộ ra âm tà rất nhiều. Tổng thể đến xem, thân hình hắn thon dài, mạnh mẽ, tóc trắng như sợi bạc, hai mắt một vàng một đen, mắt vàng bên cạnh còn có một đầu thanh sắc tiểu ngư du đi. Tướng mạo như vậy. Xem xét cũng là rồng trong loài người, muốn điệu thấp đều không được. Hắn xem ra không dễ chọc, người nào gặp mặt thì tiến công. Oanh! Cái kia đánh tới hắc ảnh nhất quyền đánh tới, bị Lý Thiên Mệnh né tránh đi, đánh vào vạn nhãn huyễn thần trụ phía trên, vang lên chói tai chấn động âm thanh. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, quả nhiên là ngươi. Ngươi xong! Một cái thô kịch, táo bạo thanh âm, đánh tới Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dịch ra mấy bước, tập trung nhìn vào. Trước mắt là cả người cao 2 mét, vô cùng khôi ngô cường tráng đại hán. Hắn một đầu màu đen tóc ngắn rất là rậm rạp, như từng cây kim nhọn giống như dựng đứng, hắn trên thân tuy nhiên mặc lấy rất dày nặng da thú, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra tuyệt đối bắp thịt cả người. Lớn như thế khổ người, Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu cho là hắn là quỷ thần tộc. Nhưng rất nhanh hắn thì minh bạch, cái này kỳ thật là một nhân tộc. Trưởng tu tinh, phi phi tử. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua tên của hắn, lại nhìn thoáng qua, phát hiện cái cằm của hắn có đồng dạng rậm rạp màu đen tròm râu. Cơ hồ đem một trương mọc đầy dữ tợn mặt, đều chặn lại. Lý Thiên Mệnh đương nhiên còn nhớ rõ lần trước trưởng tu tinh, Nhiêm Nhiêm tử. Người trước mắt này gọi Phi Phi tử, hiển nhiên quen biết hắn. Trách không được hắn thấy một lần ta thì công kích, đại khái ta lần trước giày vò Nhiêm Nhiêm tử, để hắn tại trưởng tu tinh huyễn thiên chi cảnh thấy được. Lý Thiên Mệnh tâm lý nắm chắc, có điều hắn vẫn là hé mắt, hỏi. Ngươi cùng vị kia Nhiêm Nhiêm tử có quan hệ đâu? Ta là tỷ hắn. Phi Phi tử chết nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hô lên một câu,
thanh âm kia to giống như là mãnh hổ giống như. Phốc, Lý Thiên Mệnh một miệng lão huyết kém chút phun ra. Tỷ, hắn nhìn kỹ, phát hiện ra hỏa này trước người hai ngọn núi gì sự hùng vĩ, quả thực là hai tòa núi sắt. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn coi là đó là cơ ngực. Đây quả thật là nữ. Hắn nhanh quỳ, có cá tính. Lý Thiên Mệnh thực sự không biết nói gì, cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Tặc tử, dám nhục nhã vốn phi phi công chúa. Đối phương giận dữ, sắc mặt trực tiếp tăng thành màu gan heo. Nàng tại chỗ xuất ra một thanh trường thương, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy hai mắt trợn trắng, vạn vạn không nghĩ đến nàng lại còn là trưởng tu tinh công chúa. Cái này cùng Tử Diệu tinh thần dụ công chúa so sánh, quả thực. Hắn còn không có ổn định tâm thần, đối phương quả thực một đầu cự thú nhào tới, trong lúc nhất thời đều có thanh thế to lớn cảm giác. Còn thật đừng nói, tuy nhiên không biết tuổi của nàng, nhưng thực lực cần phải có thần dương vương cảnh cấp thứ hai, cái kia nói rõ thiên phú so thần dụ công chúa tốt hơn không ít. Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng nàng dây dưa, hắn dự định tế ra thức thần trường kiếm, trực tiếp đem bước lui. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, thức thần vậy mà ra không được. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Ngốc hả ngươi, vạn nhãn huyễn thần trụ phía trên, thức thần cùng cộng sinh thú đều không thể sử dụng, chỉ có thể bản thể tác chiến. Cái kia phi phi tử trên tay trường mâu nặng nề như núi lớn, phủ đầu đánh tới, chợt dọa người. Cái này đều được. Đối với cái này Lý Thiên Mệnh ngược lại là không có ý kiến gì. Đây là huyễn thiên thần tộc thiết lập cạnh tranh quy tắc, tất cả mọi người một dạng. Vậy liền tuân thủ quy tắc là được. Tuy nhiên này bằng với cắt giảm ưu thế của hắn, tăng lên độ khó khăn, nhưng hắn không sợ. Như vậy, quỷ thần tộc chẳng phải là rất được lợi. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Quỷ thần tộc nạo nhục thân, nhưng không hạn chế thần thông, có chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng vẫn còn. Cút, lão nương tại sao muốn giải thích cho ngươi? Phi Phi công chúa nổi giận, ngậm miệng lại, bất chấp tất cả, trường mâu chọc ra. Quả nhiên, nàng cũng không dùng cộng sinh thú hoặc là thức thần. Cút đi ngươi. Lý Thiên Mệnh trong tay trái đoạt mệnh ngân long bạo loạn bay ra. Thần nữ tán hoa lưỡng tình tương duyệt. Sử dụng một chiêu này thời điểm, hắn còn mộng một chút. Dù sao chiêu này vừa ra, luôn có đoạt mệnh ngân long đầu đuôi hai đầu lưỡng tình tương duyệt ảo giác. Ông! Ngân sắc biển hoa nở rộ, đầy trời hoa ảnh bên trong, một đầu ngân sắc du long lập lòe mà ra, vô cùng mãnh liệt trong nháy mắt quất về phía phi phi tử. Đối phương thần dương vương cảnh cấp thứ hai thực lực, căn bản ngăn không được Lý Thiên Mệnh. Oanh! Lý Thiên Mệnh xem ra không bằng nàng cường tráng, có thể mạnh hơn tinh luân nguyên lực chấn động đến nàng trường mâu tuột tay. Ba! Đoạt mệnh ngân long cuốn lấy đầu của nàng, trên đó lưỡi đao sắc bén toàn bộ cắt chém tại nàng cái kia thô to trên cổ. Xoẹt! Đầu người phi lên! Trường tu tinh phi phi công chúa, tại chỗ vẫn lạc. Ông! Nàng hóa thành toái phiến tiêu tán. Giải quyết! Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ tay, thu hồi đoạt mệnh ngân long, tiếp tục đi tới. Hắn biết, đánh bại một cái đạo huyền tinh vực trưởng tu tinh đỉnh phong thiên tài, Tử Diệu tinh sẽ có một ít tán thưởng. Cái kia xa cuối chân trời trưởng tu tinh, đoán chừng sẽ tức giận. Đến đón lấy cái này hàng tinh nguyên thế giới người nhìn đến chính mình, đoán chừng đều sẽ không khách khí. Nhưng, đây đều là chuyện nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, càng đi về phía trước, liền muốn tiến thanh sắc mê vụ. Không biết đỉnh phong ở phương nào. Sau khi hít sâu một hơi, hắn tiếp tục đi tới. Hắn đo thử một chút, tại cái này vạn nhãn huyễn thần trụ phía trên, thức thần cùng cộng sinh thú quả nhiên đều không thể xuất hiện. Huỳnh hỏa bọn họ đều bị cố ổn định ở trên thân, chỉ có thể nói, ồn ào, không thể đi ra. Nói cách khác, nơi này càng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vù vù. Hắn tăng thêm tốc độ, trực tiếp tiến đụng vào xanh trong sương mù. Ảo cảnh mê huyễn, tăng cường. Từ giờ phút này bắt đầu. Dù là có tam hồn thái nhất, Lý Thiên Mệnh vẫn là cảm nhận được tinh thần hoảng hốt. Tại ánh mắt hắn quá trình bên trong, cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa. Nguyên một đám người xuất hiện tại trước mắt, bên tai thanh âm chợt xa chợt gần. Gần nhất thời điểm, như là dán ở bên tai thì thầm. Ca ca. Không ngoài dự liệu, xanh trong sương mù, Khương Phi Linh xuất hiện tại gần trong gang tấc trước mắt. Không mặc quần áo. Đây đều là Lý Thiên Mệnh trí nhớ chỗ sâu đồ vật. Cứ như vậy xuất hiện. Nàng phiêu hốt mà đến, treo ở Lý Thiên Mệnh trên thân,
giống như lúc đó một dạng nhiệt liệt, hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Lan. Đối với loại này muốn, Lý Thiên Mệnh tạm thời còn có thể cầm giữ được. Trong tay hắn nắm Đông Hoàng Kiếm, một phân thành hai, hắn bên trong kim sắc Đông Hoàng Kiếm mở đường, màu đen Đông Hoàng Kiếm trực tiếp chọc vào, Khương Phi Linh, trên thân. Ngươi, giết thích nhất người, ngươi thật là ác độc. Nàng khuôn mặt vặn vẹo, vô cùng tuyệt vọng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ta giết ngươi muội. Màu đen Đông Hoàng Kiếm cái kia khinh bạc thon dài thân kiếm một trận loạn vũ, đem trước mắt mỹ nhân nhi xoắn giết sạch. Có thể như thế quả quyết, nói rõ hắn tạm thời còn đầy đủ thanh tỉnh. Trên người kiếp vòng văn tự rất lóa mắt, trợ giúp hắn đâm rách chung quanh thanh sắc mê vụ. Bất quá, Khương Phi Linh, trước khi chết cái kia tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vẫn là để Lý Thiên Mệnh lòng dạ ác độc hung ác rung động run một cái. Tuy nhiên hình ảnh là giả, thế nhưng là mặc cho ai đều không cách nào nhìn tận mắt người yêu dấu nhất, kinh lịch dạng này một khắc. Điều này nói rõ cái này vạn nhãn huyễn thần trụ vẫn là lợi hại. Thiên Mệnh. Trong hoảng hốt, phía trước xuất hiện một đôi quen thuộc phu thê. Tới. Trong sương mù, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy rõ ràng bọn họ là ai. Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh. Ngươi rốt cục đi tới nơi này, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Vệ Tịnh lắc đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Đỏ bừng trong hốc mắt, tràn đầy đều là thâm tình. Thiên Mệnh, về sau con đường, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn bàn giao ngươi. Lý Mộ Dương cắn môi một cái, tâm tình phức tạp. Tới đi. Bọn họ đều tại hướng lấy Lý Thiên Mệnh ngoắc. Đến. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hắn chật vật nhắm mắt lại, đi quên thanh âm của bọn hắn, sau đó một tay nắm lấy một thanh Đông Hoàng Kiếm, ra sức hướng về phía trước phóng đi. Giết. Kiếp vòng văn tự tuôn hướng Đông Hoàng Kiếm, nương theo lấy thiếu niên cuồng loạn, hai thanh kiếm xé rách Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh. Thiên Mệnh, người vậy mà giết cha giết mẹ, người thiên đạo khó chứa. Hai người cùng kêu lên đau thương nói chuyện, cái kia thê lương thanh âm càng làm cho Lý Thiên Mệnh run rẩy. Huyễn cảnh chân thực lên, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn cúi đầu xem xét, dưới chân một cái kia cái tròng mắt màu xanh, vẫn quỷ dị nhìn lấy chính mình. Thậm chí, có thể nhìn đến bọn họ trong ánh mắt loại kia khinh miệt ý cười. Giống như Lý Thiên Mệnh có thể đột phá mê chướng, bọn họ cũng chẳng thèm ngó tới. Ha ha! Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi tới. Đỉnh chóp vẫn còn rất xa. Hắn cắn răng, mang, bi phẫn, tâm tình, càng lên càng nhanh. Ông! Phía trước mây khói biến hóa. Còn có! Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Phía trước cái kia mê huyễn dần dần biến hình. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng còn sẽ xuất hiện mê huyễn mình người, hắn đã làm tốt chống cự chuẩn bị. Vạn vạn không nghĩ đến, biến hóa vân vụ, thủy chung là vân vụ, vẻn vẹn chỉ là theo thanh sắc biến thành màu trắng. Đây là, trước mắt cái này màu trắng vân vụ, lại như sinh linh một dạng dãy giụa, thậm chí còn dài ra từng chiếc xúc tu. Cái này cùng ngân trần trong mộng cảnh một cái khác thái cổ hỗn độn cự thú, tương tự như vậy. Lý Thiên Mệnh, người thì tính là cái gì? Cái kia trong mây mù đột nhiên truyền tới một đè nén, trầm thấp, oán hận thanh âm. Thái cổ hỗn độn cự thú mệnh, há lại cho ngươi trưởng khống. Thanh âm này trùng điệp gõ hồn linh. Mà tại cái này chớp mắt trong nháy mắt, cái kia màu trắng vân vụ nhào tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, trong nháy mắt đem cả người chìm ngập. Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh có một loại chết đuối ngạt thở cảm giác. Ăn ngươi, ta chính là tự do. Nó cười lạnh, giống như là có vô số tay, gắt gao ghìm Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lục, Lý Thiên Mệnh ánh mắt trợn trắng. Hắn cảm giác mình sắp chết, linh hồn cơ hồ bị ăn hết. Không đúng, là huyễn cảnh. Tại thống khổ nhất ngạt thở thời khắc, hắn lại cảm nhận được trên thân kiếp vòng văn tự tồn tại. Nó lại một lần chừng cứu mình, để Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi, cảm thấy sinh mệnh cùng hồn linh tồn tại. Phá! Hắn tựa như là bị được đầu một dạng, một đường xông về phía trước. Hô hô hô! Sốt cục! Cái kia thuộc về cái thứ sáu thái cổ hỗn độn cự thú quỷ mị thanh âm không ngừng yếu bớt, tiếng gió trở về, trước mắt vẫn là thanh sắc mê vụ, dưới chân vẫn là vô số mê huyễn hai mắt, căn bản cũng không có Tiểu Lục. Tiểu Lục còn tại cộng sinh không gian bên trong đây. Ông! Mê chướng rốt cục phá. Cho dù là thiên hồn, Lý Thiên Mệnh đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Quá mệt mỏi. Vạn nhãn huyễn thần trụ so trong tưởng tượng khó làm. Sáng tạo đây hết thảy huyễn thiên thần tộc, so trong tưởng tượng càng mê huyễn. Sự hiện hữu của bọn hắn,
tựa như là vô tận mây, bao phủ hết thảy. May mắn lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh thấy được phía trước có một tia sáng. Thông hướng 4 cấp thanh hư chiến trường thông đạo, lập tức sắp đến. Nếu như vậy, hắn cảm giác đến giống như lại đơn giản, bình thường tới nói cần phải còn có khảo nghiệm. Đi! Lý Thiên Mệnh bước nhanh hơn, vào tới cái kia một điểm sáng. Đúng vào lúc này, cái kia ánh sáng phía trên rớt xuống tới một người. Hắn cơ hồ tại Lý Thiên Mệnh trước mắt nổ nát vụn, nói rõ người này bị giết chết tại huyễn thiên chi cảnh bên trong. Tiêu, chờ ta đến 4 cấp thanh hư, người sẽ biết tay. Cái kia bị giết chết người, sau cùng phát ra gầm lên giận dữ. Ông, tại hắn vừa nát bấy thời điểm, Lý Thiên Mệnh thì theo bên cạnh hắn lướt qua, va vào cái kia ánh sáng. Quang mang biến hóa. Soạt. Hắn xuất hiện ở một cái địa phương mới. Cúi đầu xem xét, dưới chân vẫn là lít nha lít nhít con mắt màu xanh, nhưng không phải trụ hình, mà chính là bình đài hình dáng. Hắn thì đứng tại một cái rộng lớn hình tròn trên bình đài, chung quanh tất cả đều là khói xanh, duy chỉ có bầu trời chỗ cao nhất xuất hiện một cái lỗ trống. Cái kia lỗ trống bên trong bày ra cảnh tượng, rất có thể cũng là 4 cấp thanh hư chiến trường. Nói cách khác, cái này, lỗ trống, cũng là thông hướng 4 cấp thanh hư chiến trường thông đạo. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy chắc chắn, là bởi vì hắn vừa đi tới nơi này thời điểm, cái này lỗ trống trước đang đứng một người. Hắn đang muốn hướng, lỗ trống, mà đi. Thế mà, Lý Thiên Mệnh cái này vừa tiến đến, vậy mà dẫn đến cái kia, lỗ trống, chi môn đột nhiên đóng lại. Toàn bộ, lỗ trống, đột nhiên biến mất. Cho nên, quy tắc của nơi này là, một cái thời gian đoạn bên trong, mặc kệ tiến đến bao nhiêu, giết đến chỉ còn lại một cái người, thông hướng 4 cấp thanh hư chiến trường thông đạo mới sẽ mở ra. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn vừa tiến đến, lỗ trống thì nhốt, đúng lúc đem người này chặn lại xuống tới, cho nên Lý Thiên Mệnh mới như vậy suy đoán. Ngươi nói đúng, ta đến sau này, giết 5 người, lập tức liền muốn tấn thăng. Ngươi lại mau tới cấp cho ta thêm phiền toái. Nam tử kia đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh nói chuyện, thanh âm cực kỳ trầm thấp, thậm chí có chút buồn tẻ. Bất quá, theo thân hình của hắn nhìn, Lý Thiên Mệnh phán đoán hắn tuổi tác không đại, đại khái chỉ là cái tiểu thiếu niên. Điều này nói rõ người này thiên phú tuyệt đối kỳ cao, mà lại thân phận, địa vị, đều muốn vượt qua cấp 3 thanh hư chiến trường phổ thông mức độ. Cái này quy tắc ngược lại là thật có ý tứ. Lý Thiên Mệnh tán thưởng một câu. Hắn lúc này thời điểm tiến đến, xem như đuổi kịp chuyến xe cuối. Lại đến muộn một chút, đoán chừng người này liền đi, hắn còn phải chờ người phía sau tới, cùng bọn hắn cạnh tranh lấy mở ra tấn thăng thông đạo. Nói cách khác, nếu như đến đón lấy không có những người khác đi lên lời nói, Lý Thiên Mệnh cùng người này phân ra thắng bại, thì có một người có thể tấn thăng. Lý Thiên Mệnh tại lúc nói chuyện, ngắm thiếu niên này trên đỉnh đầu liếc một chút. Thiên đạo tam tinh, bạch ngọc tiêu. Hắn đổ là không nghĩ tới, đầu người này phía trên văn tự, lại có 3 tổ từ ngữ. Thiên đạo tam tinh, muốn đến là hằng tinh nguyên tên. Tiêu, hẳn là tên của hắn. Như vậy, bạch ngọc, lại là có ý gì? Tại hắn nhìn chăm chú đối thủ thời điểm, đối thủ của hắn cũng quay đầu, đứng tại chỗ cao. Khi thấy rõ hắn bộ dáng trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đều sửng sốt một chút. Đây là một cái quái nhân. Đầu tiên, thân thể của hắn cùng thạch kiếm tộc một dạng, thoạt nhìn không có huyết nhục. Hắn toàn thân trên dưới, tựa như là một cái tạo hình tốt màu trắng ngọc thạch, nhất là đầu, tựa như là một khối hoàn chỉnh hình bầu dục bạch ngọc. Tiếp theo, hắn không có tai mắt mũi miệng các loại ngũ quan. Nói cách khác, đây là một cái thuần túy, người không mặt. Bộ mặt của hắn, đỉnh đầu, bóng loáng một mảnh, thậm chí còn phản quang. Vốn nên có mắt vị trí. Hơi hơi lõm lại không có hai mắt, vốn nên có cái mũi vị trí, hơi hơi nhô lên, nhưng cũng xác thực không có cái mũi. Hắn càng không có miệng, tựa như là dựa vào bụng phát ra âm thanh. Dạng này hình dạng, khuôn mặt, bao phủ tại một kiện trắng như tuyết trường bào phía dưới, có thể nói cực kỳ quái dị. Đã từng bồ đề, da thịt của hắn rất như là bạch ngọc, nhưng trước mắt người này, mới giống là chân chính, ngọc thạch người. Hắn không có có mắt. Bất quá Lý Thiên Mệnh có một loại bị nhìn cảm giác, có thể thấy đối phương thị lực, ngược lại tương đối tốt. Hắn thậm chí nhìn ra Lý Thiên Mệnh tâm lý rung động. Sau đó hắn hỏi, vô diện quỷ thần tộc, người chưa thấy qua sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm người này nhìn hồi lâu, cuối cùng nói, thiên đạo tam tinh, là thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới sao? Đối phương gật đầu,
thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới a. Rốt cuộc là tình hình gì? Lý Thiên Mệnh thật muốn nhìn một chút. Hắn có thể kết luận, thiếu niên trước mắt này tầng thứ cùng tương lai, có thể nói so với hắn thấy bất luận kẻ nào, cũng cao hơn. Cái kia, còn có thiên đạo nhất ngôi sao, thiên đạo nhị ngôi sao sao? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Đối phương tiếp tục gật đầu. Lý Thiên Mệnh còn muốn hỏi nhiều, hắn giơ tay lên, ra hiệu để hắn im miệng, sau đó nói, ngươi là mình nhảy đi xuống, vẫn là làm phiền ta động thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu, không có mắt, có thể Lý Thiên Mệnh giờ khắc này, lại có bị hắn băng lãnh nhìn chăm chú cảm giác. Vô diện quỷ thần tộc. Cái này như bạch ngọc người không mặt, lại là quỷ thần tộc, vậy nói rõ quỷ thần tộc chi nhánh, thật đúng là như nhiều không đếm xuể, vô số kể. Cái kia, thiên đạo tam tinh, nếu là, thần khư cấp, hằng tinh nguyên thế giới, muốn đến hẳn là đạo huyền tinh vực chí tôn thế giới, đây chẳng phải là nói rõ, cái này, vô diện quỷ thần tộc tại đạo huyền tinh vực cũng rất cường thịnh. Lúc này thời điểm, Tiêu cho Lý Thiên Mệnh hai lựa chọn, ước tương đương, tự sát, còn là hắn động thủ. Lý Thiên Mệnh ngược lại không gấp, đối mặt cái này vô diện thiếu niên lạnh lùng, hắn lại nhẹ nhõm cười, còn đang hỏi, ở trước đó, ta còn muốn hỏi hỏi, các ngươi, vô diện quỷ thần tộc tại đạo huyền tinh vực tính toán rất mạnh sao? So với, thiên đạo huyền tộc, lại như thế nào? Hắn trước đó nghe Nhiêm Nhiêm Tử nói, đạo huyền tinh vực từ huyễn thiên thần tộc cùng thiên đạo huyền tộc cùng một chỗ trưởng khống, thiên đạo huyền tộc khẳng định rất mạnh. A, à, không nghĩ tới nghe câu nói này về sau, toàn thân bạch ngọc Tiêu, lắc đầu, phát ra một tiếng mang theo châm chọc, tiếc nuối nụ cười, sau đó nói, các ngươi tử diệu tinh là không người đến hơn vạn tinh thiên khung chiến trường A. Vô diện quỷ thần tộc, cũng là thiên đạo huyền tộc một trong. Ba viên, thiên đạo tinh thần, đều là thiên đạo huyền tộc. Kỳ thật hắn tính toán khách khí, dù sao đang muốn tấn thăng, bỗng nhiên xuất hiện một cái trở ngại người, hắn còn có kiên nhẫn trả lời Lý Thiên Mệnh, không có chút nào kiến thức, vấn đề. Hắn khách khí, đến từ thiên đạo tam tinh, người xem, hắn biết rất nhiều người đều đang chăm chú hắn. Hắn còn trẻ, không muốn để cho người khác cho là hắn vênh váo hung hăng. À, đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đối phương nói ra huyền tinh vực, có ba viên, thiên đạo tinh thần, đoán chừng cũng là thiên đạo nhất tinh, thiên đạo nhị tinh, thiên đạo tam tinh, đều là thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới, đều là thiên đạo huyền tộc, trong đó thiên đạo tam tinh, vô diện quỷ thần tộc, là thuộc về thiên đạo huyền tộc. Ý tứ chính là, thân phận của ngươi tại, thiên đạo huyền tộc, tại đạo huyền tinh vực đều tính toán tương đối cao rồi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Đối mới nở nụ cười cười, nói, ngươi có thể thật có ý tứ, cái này cấp ba thanh hư chiến người trong sân, mặc kệ đến từ cỡ nào xa xôi hằng tinh nguyên thế giới, cần phải đều biết ta. Dạng này a, đại khái là bởi vì ta thăng được quá nhanh. Lý Thiên Mệnh cũng cười nói. Bình thường tới nói, đại đa số người đều phải tại cùng một cái thanh hư chiến trường, lưu lại so thời gian hơi dài, trăm tuổi trong vòng đều tại cái này chín cái cấp bậc thanh hư chiến trường lăn lộn. Thời gian dài, khẳng định thì quen thuộc cái này thanh hư bên trong chiến trường cục diện, nhân vật. Đây là trật tự tinh không tối đỉnh phong chiến trường, chỉ có các đại hằng tinh nguyên thế giới thiên tài đứng đầu mới có thể đi vào, thế mà, coi như bình quân mức độ rất cao, thanh hư bên trong chiến trường vẫn có thể bày biện ra, tháp, kết cấu. Đứng tại ngọn tháp người, đã định trước nổi tiếng trật tự tinh không? Tiêu, chính là người như vậy. Hắn cũng là Lý Thiên Mệnh muốn tìm người. Hắn lường trước, tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong, nghe nói Tiêu thân phận về sau, rất nhiều người cũng đã kích động. Cái này không phải liền là thần quy lão tổ trong miệng thần khư cấp thế giới chí tôn thiên tài a? Sau cùng hỏi một câu, người mấy tuổi? Lý Thiên Mệnh hời hợt nói. Tiêu toàn thân đứng im, dừng lại tại Lý Thiên Mệnh trước người, hắn không nói chuyện, điều này nói rõ hắn hơi có chút mệt mỏi. Bởi vì... Lý Thiên Mệnh vừa rồi một câu kia, đại khái là bởi vì ta thăng được quá nhanh, có mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi. Tại, Tiêu, trước mặt khoe khoang, có chút múa búa trước cửa lỗ ban. Phải biết, thanh hư bên trong chiến trường đại đa số người, đều là hai mươi mấy tuổi theo nhất cấp thanh hư chiến trường bắt đầu. Sau đó, có người thăng được nhanh, có người thăng được chậm, thậm chí có người trăm tuổi trước đều lưu tại trước mấy cấp. Phàm là thăng được nhanh, đều là chí tôn thiên phú. Chí tôn, cao hơn, đỉnh phong. Tại vạn tinh bầu trời chiến trường, Dương Phàm cấp hằng tinh nguyên thế giới trước ba thiên tài, chỉ có thể coi là đỉnh phong thiên phú ở chỗ này chỉ là trung hạ tầng.
có thể xưng là chí tôn, tối thiểu đều đến tự động thiên cấp hằng tinh nguyên thế giới. Lý Thiên Mệnh nói mình thăng được nhanh, tại Tiêu, cùng hắn sau lưng vạn vạn ức thần khư cấp thế giới, chí tôn chủng tộc, trong mắt, là ếch ngồi đáy giếng mèo khen mèo dài đuôi, rất là buồn cười. Nhưng Tiêu, lại không cảm thấy buồn cười. Hắn gặp thêm loại này đến từ dương phàm cấp hằng tinh nguyên thế giới thiên tài, mới tới vạn tinh bầu trời chiến trường, bọn họ còn tưởng rằng nơi này là cái kia bị bọn họ đã chinh phục thế giới, cho nên nguyên một đám rất kiêu ngạo. Gặp nhiều, hắn cũng đã cảm thấy nhàm chán. Ta 19, thần dương vương cảnh tầng thứ 3. Tiêu có chút lãnh mạc mà nói. Câu nói này sau khi nói xong, không ngoài dự liệu, hắn thấy được Lý Thiên Mệnh, chấn kinh, biểu lộ. Đặt ở trật tự chi địa, lấy đế tôn chi tử mức độ đến nêu ví dụ, 19 tuổi, cao nữa là tinh tướng thần cảnh cấp 7 đi. Đừng nhìn giống như chỉ kém thất, bát giai, kỳ thật cái này 7-8 giai, mới là trời cùng đất khác biệt. Các loại Lý Hạo Thần đến thần dương vương cảnh tầng thứ 3, khả năng đến tiếp cận 100 tuổi. Lý thần dám hơn 50, còn không có phá thần dương đây. 19 tuổi, so Lý Khinh Ngữ đều còn nhỏ. Lý Thiên Mệnh chấn kinh thì chấn kinh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia thấy đều chưa thấy qua thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới, xưng bá trật tự tinh không thiên đạo huyền tộc, có tài nghệ này rất bình thường. Còn rất lợi hại. Lý Thiên Mệnh cho hắn giơ ngón tay cái lên. A, à, Tiêu, thực sự đối với hắn không thể nhịn được nữa. 19 tuổi, thần dương vương cảnh tầng thứ 3, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc một chút về sau, thì nói một câu còn rất lợi hại. Hắn nói cái gì ngược lại không quan trọng, chủ yếu là Lý Thiên Mệnh cái kia một loại, trưởng bối tán thưởng, thức thái độ, quá cần ăn đòn. Người này thật sự là tiện như vậy, Tiêu có thể chịu hắn thời gian dài như vậy, thật sự là rất có tu dưỡng. Cái này Tử Diệu Tinh lại là cái góc nào bên trong địa phương rách nát. Làm sao vạn tinh bầu trời bên trong chiến trường, loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa thiểu năng trí tuệ nhiều như vậy chứ. Bình thường đi, dù sao 20 mấy tuổi tinh tướng thần cảnh 7-8 giai, cũng có thể coi là dương phàm cấp hằng tinh nguyên thế giới trước 3. Bọn họ cái nào tại hiện thực thế giới, không phải là bị nâng lên trời nhân vật. Ếch ngồi đáy giếng, ha ha, đều thiếu nợ thiếu giáo dục. Đạo huyền tinh vực bên trong dương phàm cấp thế giới, những cái kia có tư cách tiến vạn tinh bầu trời chiến trường đệ tử, đều bị giáo huấn nhiều, cho nên mới đàng hoàng, lớn nhất đùa cũng là loại này không biết đến từ cái góc nào. Một cái không biết ở phương nào thần khư cấp thế giới, thiên đạo tam tinh, phía trên, chính có vô số ánh mắt tập trung tại Lý Thiên Mệnh trên thân, vấn đề này bản thân thì rất thần kỳ. Tiêu, cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên, để hắn hoài nghi nhân sinh. Rất nhiều người cười. Như bọn họ nghĩ như vậy, Tiêu, đã lười nhác tại Lý Thiên Mệnh trước mặt duy trì phong độ, cái kia ngón tay như bạch ngọc, rút ra một thanh màu trắng tinh ngọc thạch trường kiếm. Thanh kiếm này dài 1 mét, bao quát chỉ có 2 cm, vô cùng mỏng, sắc bén đến có chút để đầu tóc nha, trên đó có đạo đạo màu đen trật tự thần văn du tẩu, kết thành một cái lạnh lẽo đồ án. Những cái kia màu đen thần văn một mực lan tràn đến Tiêu trên ngón tay, để cái này trật tự thần binh cùng ngón tay của hắn, hoàn toàn kết hợp với nhau. Oa, thanh kiếm này đẹp mắt như vậy, tối thiểu phải là cấp 6 trật tự thần binh A. Lý Thiên Mệnh, kinh ngạc, nói. A, Tiêu lắc đầu, chỉ là cười khẽ một tiếng. Hắn biết, hắn sau lưng thiên đạo tam tinh, nhất định có vạn vạn ức người bị Lý Thiên Mệnh câu nói này làm cho tức cười. 6. Hơi có chút kiến thức, đều biết đây là bát giai trật tự thần binh. Mà lại là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Vốn là hắn thẳng phiền chán Lý Thiên Mệnh, lúc này thời điểm chợt phát hiện hắn vô tri còn có chút xuẩn manh, thẳng khiến người ta cảm khái. Nếu có một ngày, chúng ta đạo huyền tinh vực tinh hải thần hạm buông xuống đến các ngươi Tử Diệu Tinh, tại hiện thực thế giới chém giết, các ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì gọi là trung ương tinh vực, chí tôn chủng tộc. Câu nói này Tiêu cũng liền tâm lý nói một chút. Hắn tay nắm bạch kiếm, đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo bạch sắc huyễn ảnh, làm quỷ thần tộc, hắn dù là bị tước mất nhục thân ưu thế, tốc độ, linh hoạt phía trên, đều không phải là phổ thông nhân tộc có thể so sánh. Xoẹt! Kiếm trong tay thế đột nhiên biến hóa. Bạch Nguyệt đạo nguyên kiếm ngục. Nói thật, đây đã là Tiêu, tương đối lợi hại chiến quyết, dùng một chiêu này, nói rõ hắn muốn cho Lý Thiên Mệnh cảm nhận được bị chi phối hoảng sợ. Một kiếm kia giết ra, hùng hồn tinh luân nguyên lực phóng xuất ra, theo trên mũi kiếm nổ bắn ra, ngưng tụ thành một đạo bạch sắc ánh trăng, về sau màu trắng ánh trăng không ngừng phân liệt, phút chốc bao phủ chiến trường. Ông, mỗi một cái bạch nguyệt,
đều nổ nát vụn thành kiếm khí màu trắng, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, như là kiếm chi địa ngục, hoàn toàn kín không kẽ hở, trực tiếp tạo thành một cái to lớn bạch nguyệt, trên đó kiếm khí màu trắng như hải dương, lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm bắt đầu co vào. Bất kể nói thế nào, thiếu đi thức thần cùng cộng sinh thú, quỷ thần tộc vẫn là chiếm cứ ưu thế. Đối mặt dạng này chí mạng công kích, mọi người trong dự tưởng, Lý Thiên Mệnh khẳng định là trong nháy mắt, thần hình câu diệt. Trở về hỏi nhiều hỏi trưởng bối, liền có thể thiếu mất mặt xấu hổ. Tiêu Lãnh Đạm nói, tại cái này, Bạch Nguyệt Đạo Nguyên kiếm ngục, bên trong, Lý Thiên Mệnh trên mặt cũng không biểu lộ, tiến vào chiến đấu về sau, hắn cũng không đùa, trong lúc nhất thời, hắn hắc kim sắc đông hoàng kiếm xuất hiện tại trong tay, làm hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm thời điểm, cái này cự kiếm phía trên đột nhiên bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Xì xì xì, cây hình dáng hàn khí, theo Lý Thiên Mệnh thân thể điên cuồng hướng về đông hoàng kiếm phía trên lan tràn. Đây là nguyên một khỏa băng phong lưu ly thụ, nó để Lý Thiên Mệnh thành tựu hoàn chỉnh băng phong lưu ly kiếm thể, làm cái này hoàn chỉnh bát giai thần tai kiếm khí hội tụ tại đông hoàng kiếm phía trên thời điểm, đông hoàng kiếm hàn khí tuôn ra, làm đến nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, chí mạng âm hàn phút chốc bao phủ tiêu. Ma Long, kiếm huyết phù sinh. Giết! Lý Thiên Mệnh khí chàng đại biến, chưa từng mà biết bối biến thành sát lục kiếm khách, hắn đông hoàng kiếm thô to mà bá đạo, hai tay cua múa, bá khí nảy sinh, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Xoẹt! Băng phong lưu ly thụ chỗ tạo nên kiếm thể, phối hợp Ma Long một kiếm, tại Lý Thiên Mệnh máu tươi kích thích dưới, một kiếm này uy lực dù là không có thức thần tăng thêm, đều là trước đó chưa từng có. Giống! Một đầu quấn quanh lấy băng phong lưu ly thụ Ma Long kiếm khí bạo sát mà ra, khí thế phút chốc tạo thành mãnh liệt rung động, cái kia gào thét kiếm huyết phủ sinh dung hội băng phong lưu ly thụ uy lực, nhìn như hàn băng, kỳ thực liệt hỏa. Xoẹt! Cái kia Bạch Nguyệt Đạo Nguyên kiếm ngục bị cuồng bạo kiếm khí, tại chỗ xé rách ra một cái hố hang, hình thành bẻ gãy nghiền nát tình thế, giết tới tiêu trước mắt. Quá mạnh! Cái kia Bạch Nguyệt giống như kiếm khí, tựa như là cây bông vải một dạng, trực tiếp bị thô bạo xé nát, đến mức vô diện quỷ thần tộc, tiêu, hoàn toàn bại lộ tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Buồn cười chính là, hắn không có mắt miệng tai mũi, cho nên Lý Thiên Mệnh căn bản không biết hắn là biểu tình gì. Chỉ có thể nhìn ra, liền xem như hắn cái này một trương bóng loáng như mặt gương một dạng mặt, giờ khắc này đều bóp méo. Mà lại, vặn vẹo biên độ vẫn còn lớn. Không có ý tứ. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười gằn. Băng phong lưu ly thụ kiếm khí thần uy thô bạo đụng vào tiêu trước mắt. Ong ong ong. Kiếm khí tàn phá bừa bãi. Đương đương đương. Tiêu tại dưới tình thế cấp bách, khua tay bạch kiếm vội vàng ứng đối, liền liền thi triển ba kiếm, mới chặn kiếm huyết phù sinh. Ngay cả như vậy băng phong lưu ly thụ vẫn là trùng kích đến trên người hắn. Bạo loạn kiếm khí xé rách hắn như bạch ngọc thân thể, xé rách ra rất nhiều vết thương, thậm chí để hắn một cánh tay thêm nửa bên bả vai, hoàn toàn đóng băng. Tiêu đập xuống đất, đau đến hét thảm một tiếng. Tại cái này đập xuống đất quá trình bên trong, cái kia bị đóng băng cánh tay cùng bả vai nhất thời nổ nát vụn, hóa thành băng phấn vẩy xuống đầy đất, thiệt hại nặng như vậy liền xem như thiên hồn, đó cũng là rất đau. Cái này cũng chưa chết. Lý Thiên Mệnh một chút kinh dị một chút. Có điều hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt, đối phương có chết hay không, quyết định bởi tại huyễn thiên chi cảnh, phán định, quỷ thần tộc trời sinh sinh mệnh lực ương ngạnh. Có còn lại một cái đầu cũng còn có thể kéo dài hơi tàn. Cái này vạn nhãn huyễn thần trụ chiến trường, tuy nhiên cắt giảm nhục thể của bọn hắn chiến đấu lực tăng thêm, nhưng lại không có sửa đổi bọn họ, sinh mệnh lực, thuộc tính, coi như tại hiện thực thế giới, cái này, tiêu, bị đánh rơi nửa bên bả vai cùng một cái tay, hẳn là cũng sẽ không chết. Ngươi còn có thể. Tiêu thanh âm khàn khàn gầm nhẹ một tiếng, ra sức từ dưới đất bò dậy, vậy không có khuôn mặt đầu mặt hướng Lý Thiên Mệnh. Theo bộ mặt hắn vặn vẹo đó có thể thấy được hắn thời khắc này phẫn nộ. Có điều, rõ ràng có mấy lần tại số tuổi của ta, còn giả bộ như tân nhân, giả heo ăn thịt hổ có ý tứ a. Điểm này, để tiêu cảm thấy vô cùng trơ trẽn. Lý Thiên Mệnh, vô chi, để tiêu cũng cho là hắn tuổi không lớn lắm, thế nhưng là hắn một chiêu đánh tan tiêu, cái kia cũng chỉ có một giải thích, từ đầu tới đuôi, hắn đều tại, giả bộ nai tơ, trang không hiểu. Cái này càng buồn nôn hơn. Tiêu cảm thấy mình bị chơi xỏ, hắn sau lưng thiên đạo tam tinh, người quan chiến, cũng cảm thấy mình cùng ăn cứt chó giống như, trong lúc nhất thời dẫn phát nhiều người tức giận. Thật là vô sỉ người này. Nhìn hắn lúc trước như vậy ngu xuẩn, ta còn thực sự cho là hắn là vừa mới tiến thanh hư chiến trường. Kết quả lại là kẻ già đời đâu. Ha ha,
đều lăn lộn đã lâu như vậy, còn một chút nhãn giới đều không có, đắc tội chúng ta thiên đạo huyền tộc, thật không sợ xuống chàng thê thảm. Phải biết, bọn họ đạo huyền tinh vực, cũng không chỉ tại huyễn thiên chi cảnh xưng bá. Phẫn nộ của bọn hắn có thể lý giải, bởi vì, lừa gạt, bản thân cũng làm người ta chán ghét. Thế nhưng là, Tử Diệu Tinh vạn vạn ức chúng sinh, đều biết Lý Thiên Mệnh căn bản không có lừa gạt. Hắn thì là người mới. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng hắn dự tính đây cũng là Tử Diệu Tinh náo động nhất một lần. Đối mặt cái này chấn nộ tiêu, trên bả vai hắn gánh lấy Đông Hoàng Kiếm, ánh mắt lãnh đạm nói, người nói như thế chắc chắn, có thể vạn nhất cùng ta và ngươi cùng tuổi đâu. Câu nói này càng làm cho tiêu chỉ muốn cười lạnh. Ngay cả ta cũng dám đùa nghịch, thật đủ lớn mật ngươi, ta nhớ kỹ ngươi trên đỉnh đầu cái này 6 cái chữ, trở về thật tốt hỏi một chút trưởng bối của ngươi, hôm nay ngươi gây họa gì. Tiêu bò lên, toàn thân trên dưới thuộc về quỷ thần tộc sát khí không ngừng phóng thích, dù là gãy mất một cánh tay, uy hiếp của hắn không giảm trái lại còn tăng. Cả người xương trắng lượn lờ, cái kia ngọc thạch một dạng thân thể không ngừng phát sáng, lộ ra phá lệ khủng bố. Mà lại, người cho ta vô diện quỷ thần tộc, là ăn chay đây này. Hắn âm u nở nụ cười. Bọn họ có thể trật tự tinh không chí tôn chủng tộc, hoành hành không sợ tồn tại. Câu nói này sau khi nói xong, thân thể của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng là sử dụng bản lĩnh cuối cùng, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rất rõ, bộ mặt của hắn biến hóa rất lớn. Xoẹt, ánh mắt vị trí, xé rách hai cái khe hở. Miệng vị trí, không ngừng xé rách khe hở, còn biến đến nhan sắc. Cái mũi, lỗ tai lần lượt xuất hiện, thậm chí ngay cả lông mày đều xuất hiện. Cơ hồ trong thời gian thật ngắn, một cái vô diện quỷ thần tộc, rốt cục có mặt mũi. Để Lý Thiên Mệnh trợn mắt hốc mồm là, tiêu mặt mũi, cùng mặt của hắn hoàn toàn tương tự. Nếu như không phải dáng người có khác biệt, hắn còn tưởng rằng đối diện thành vì phân thân của mình nữa nha. Đương nhiên, tuy nhiên khuôn mặt cùng tai mắt mũi miệng tương tự, nhưng chân chính so sánh xem xét, bởi vì ánh mắt, thần thái khác biệt, có thể rõ ràng phân biệt bọn họ. Ngươi biến thành ta làm cái gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Đừng giả bộ choáng váng, đây là chúng ta nhất tộc ra mặt. Ý tứ cũng là, ra mặt, liền sẽ hiện ra một chương địch nhân mặt mũi. Có làm được cái gì? Lý Thiên Mệnh chính nghi ngờ thời điểm, tiêu trên mặt đột nhiên bay lên lên xương trắng, có thể rõ ràng cảm giác được, ra mặt, về sau, hắn biến đến mạnh hơn, cùng lúc đó cái kia xương trắng không ngừng phiêu tán, trong nháy mắt bao vây Lý Thiên Mệnh. Cái này tựa như là một loại thần thông. Ong ong ong, xương trắng ở bên cạnh hắn ngưng kết, hóa thành từng chương to lớn mặt, đem Lý Thiên Mệnh vây quanh. Hết thảy hơn ngàn cái. Mỗi khuôn mặt đều là Lý Thiên Mệnh, mỗi cái đều có vài chục mét bao quát, mặc dù chỉ là khuôn mặt, đều cùng sống tới giống như, lấy đủ loại quỷ dị biểu lộ, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Những thứ này gương mặt khổng lồ, trải rộng Lý Thiên Mệnh trên dưới trái phải. Thứ đồ gì đâu, Lý Thiên Mệnh nhìn trước mắt cái này rốt cục có mặt mũi, tiêu, mười phần không hiểu hỏi. Thiên diện lao lung. Tiêu gầm nhẹ một tiếng, một tay cầm kiếm. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, có thể thấy rõ ràng, hắn hiện tại gương mặt này cùng cái kia thiên diện lao lung vẫn có xương trắng liên tiếp. Xác thực rất quỷ dị. Quản ngươi thứ gì, phá chính là. Lý Thiên Mệnh càng thêm thô bạo, tại cái này thiên diện lao lung uy hiếp phía dưới, hắn nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, lại lần nữa bạo giết tới. Lần này, trong thân thể 6 đại thần tai kiếm khí toàn bộ bạo phát. Ngân Long, Bạch Long, Hắc Long, Viêm Long, Huyết Long, Ma Long. Lục Long Thiên Kiếp kiếm dung hợp một thể, một kiếm bên trong 6 đại thần tai kiếm khí hội tụ 6 đại dung hợp kiếm quyết bên trong, 6 kiếm tụ hợp một kiếm. Chết. Dứt bỏ thức thần, cộng sinh thú, đây đã là Lý Thiên Mệnh một kích mạnh nhất. Siêu. Hắn phóng lên tận trời, một kiếm chặt chém, nhất thời Lục Long gào thét, kiếm khí bạo trời. Hừ. Tiêu Lạnh hừ một tiếng, cơ hồ trong một chớp mắt, cái kia 1000 tấm thuộc về Lý Thiên Mệnh mặt thu sạch về, trong nháy mắt chồng chất tại hắn cùng Lý Thiên Mệnh trung gian, 1000 tấm mặt mũi chồng vào nhau, mà hắn ngay tại mặt mũi về sau. Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại cái này thiên diện trước đó. Ông, cái kia thiên diện phía trên hai mắt bắn ra chướng mắt ánh kiếm màu trắng, cùng lúc đó, hắn miệng há mở, phát ra chói tai rít lên, còn có cái kia trên mũi tuôn ra gai mũi xương trắng, 3 loại công kích cùng một chỗ ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Tiêu tựa như là nắm một cái có thể tự động công kích thiên trọng thuẫn bài một dạng, tại mặt bên bạch kiếm, kiếm quang đâm ra,
đồng dạng có thần tai kiếm khí bạo phát. Cường cường quyết đấu. Phá. Lý Thiên Mệnh một kiếm này lại nhanh lại mãnh liệt vừa thô bạo. Đông Hoàng kiếm giơ lên, ầm vang chém xuống, bất chấp tất cả, cái kia cuồng bạo kiếm khí trực tiếp bổ ra thiên diện lao lung ba loại tiến công, thế như trẻ tre, tại chỗ chạm tại cái kia 1000 tấm trên mặt. Đương. Âm thanh chói tai bạo phát. Sụp đổ. Trọn vẹn 1000 tấm mặt tại chỗ phá nát, tại Đông Hoàng kiếm bạo lực phía dưới, tiêu lại lần nữa xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lần này, hắn càng là sửng sốt một chút, bởi vì có mặt mũi, Lý Thiên Mệnh có thể tính nhìn đến hắn kinh ngạc. Chết! Điện thạch hỏa quang ở giữa, căn bản không cho đối phương chống cự, Đông Hoàng kiếm trực tiếp chặt chém tại trên đầu của hắn, cái kia thuộc về Lý Thiên Mệnh mặt tại chỗ vỡ tan. Ngươi! Tiêu Mang nổi giận tâm tình, lại bị Lý Thiên Mệnh thô bạo đánh nát, lần này tại 6 đại thần tai kiếm khí tàn phá bừa bãi phía dưới, hắn quỷ thần thân thể toàn diện sụp đổ, trực tiếp hóa thành khói bụi, tại chỗ tiêu tán, tương đương với chiến tử. Phanh phanh phanh, thiên diện lao lung cũng toàn bộ nổ nát vụn. Xương trắng cái này mới chậm rãi tiêu tán, mặt tiêu cái kia phẫn nộ, không cam lòng tiếng giống, còn trong không khí quanh quẩn. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh thắng. Đảm nhiệm ngươi thủ đoạn cao đoan, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, ngươi không chơi nổi nhiều kiểu tới. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai. Nói thật, tuy nhiên giao phong rất ngắn, thế nhưng là cái này 19 tuổi thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, vô diện quỷ thần tộc, vẫn là cho Lý Thiên Mệnh lưu lại ấn tượng thật sâu. Muốn là hắn số tuổi lớn hơn chút nữa, tiếp cận 30 tuổi, cảnh giới lại cao hơn 1-2 trọng, vậy liền khó đối phó. Đối phương cũng hơi có chút khinh địch. Cho nên có một ít thủ đoạn không có thi triển đi ra, liền bị Lý Thiên Mệnh bạo lực chém giết. Chỉ là vừa mới cái kia, ra mặt, thủ đoạn, liền có chút không thể tưởng tượng. Có chút chủng tộc, hắn có thể đứng ở thiên địa vũ trụ ngọn núi cao nhất, lại còn có thể chiếm cứ thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới, nhất định là có lý do. Lý Thiên Mệnh không phủ nhận sự đáng sợ của bọn họ, càng hâm mộ bọn họ sau lưng, hắn đều không cách nào tưởng tượng bối cảnh cùng truyền thừa. Bất quá, cái này cũng khơi dậy khiêu chiến của hắn muốn. Đánh bại tiêu, chỉ là hắn chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường bắt đầu. Cái kia thiên đạo tam tinh người, khẳng định đều đang mắng ta, lấy lớn hiếp nhỏ, dựa vào mấy lần tuổi tác ưu thế, nhưng... Bọn họ trời cao hoàng đế xa, không có quan hệ gì với ta, trọng yếu là, tử diệu tinh người biết ta có bao nhiêu lợi hại, cái kia là có thể. Lý Thiên Mệnh đều có chút muốn về tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh nhìn xem. Bên kia đến cùng sôi trào tới trình độ nào. Bất quá, hắn có chút không có đánh thoải mái. Cái này tiêu, số tuổi quá nhỏ, còn nhỏ hơn ta, nơi này còn không thể dùng cộng sinh thú, thức thần, cho nên không có ý gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên không vừa mới mở ra lỗ trống, đó là thông hướng 4 cấp thanh hư chiến trường thông đạo. Hy vọng 4 cấp thanh hư chiến trường, sẽ có tiêu, cái thiên phú này mức độ, nhưng là so với hắn năm lâu một chút. Tối thiểu cùng ta cùng tuổi, chí tôn thiên tài. Lấy thêm phía dưới mấy cái lại về tử tiêu đế cung, vậy ta cái thứ hai, đế tôn thần nguyên, luôn có thể ổn a. Mang dạng này nhiệt liệt ý nghĩ, Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm, tại trước mắt bao người, hời hợt xông lên lỗ trống, thay thế tiêu, tiến về 4 cấp thanh hư chiến trường. Chỗ đó, mới là Lý Thiên Mệnh lần này chinh chiến mục tiêu cuối cùng, bởi vì hắn nghe nói, 30 tuổi trở xuống tiểu bối đệ tử. Cơ bản còn không có nhiều tiến cấp 5 thanh hư chiến trường. Nói cách khác, trật tự tinh không bên trong, tất cả nắm giữ huyễn thiên chi cảnh thế giới, 30 tuổi trở xuống mạnh nhất tiểu bối đệ tử, rất có thể thì ở trên đỉnh đầu. Chỗ đó mới là kích thích nhất chiến trường. Đương nhiên, tại đi cái kia trước đó, Lý Thiên Mệnh đầu tiên đến nhận lấy khen thưởng. Không ra Lý Thiên Mệnh đoán trước, tử diệu tinh cùng thiên đạo tam tinh vạn chúng, đối với trận chiến đấu này, biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại phản ứng. Thiên đạo tam tinh phía trên, có rất nhiều chen chúc tiêu người, bọn họ bị tức đến tam thi nhảy loạn. Tiêu là phi thường khát vọng tiến vào 4 cấp thanh hư chiến trường, bởi vì 4 cấp thanh hư chiến trường được vinh dự 30 tuổi phía dưới tiểu bối đệ tử, đỉnh phong chiến trường. Chỗ đó hội tụ rất nhiều đỉnh cấp thị tộc chí tôn thiên tài, là phong quang nhất địa phương một trong. Huynh trưởng của hắn, tỷ tỷ, cũng đều ở bên kia. Vì trùng kích 4 cấp thanh hư chiến trường, hắn chuẩn bị một đoạn thời gian. Chống nổi vạn nhãn huyễn thần trụ khảo nghiệm, thông đạo đều đã mở ra, bỗng nhiên toát ra một cái Lý Thiên Mệnh, nửa đường kết thúc. Những thứ này đều không có gì, mấu chốt là quá trình này, để tiêu, có chút khó tiếp nhận, càng làm cho tùy tùng của hắn nhóm phiền muộn.
Tất cả mọi người đang chờ Tiêu giáo huấn cái này ếch ngồi đáy giếng, kết quả Tiêu bị dạy dỗ, còn bị nghiền ép. Những thứ này ngu xuẩn, ngốc già này nhiều như vậy, liền biết tại trước mặt người tuổi trẻ trang, Tiêu ngươi yên tâm, chúng ta cái này bốn cấp thanh hư chiến trường, đánh hắn tới liền mẹ cũng không nhận ra. Trong lúc nhất thời, thiên đạo tam tinh rất nhiều vô diện quỷ thần tộc, chỉ cần phù hợp tuổi tác yêu cầu, đều bước vào bốn cấp thanh hư chiến trường. Tử Diệu Tinh thì hoàn toàn ngược lại. Theo Tiêu bị liên tục nghiền ép hai lần bắt đầu, những cái kia sâu biết rõ được vô diện quỷ thần tộc địa vị các trưởng bối, đều đã bị Lý Thiên Mệnh sợ choáng váng. Tiếp tục như vậy, hắn đây là muốn tại toàn bộ trật tự tinh không, leo lên người đồng lứa đệ nhất A. Thật nhiều người đều hít thở không thông. Đương nhiên, vạn tinh bầu trời chiến trường, là có hay không tương đương, toàn trật tự tinh không, như thế cái nghi vấn. Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh nhiên linh cung bên trong. Lâm Tiêu Tiêu hai tay giao nhau trước người, tại trên mặt tuyết dạo bước, nàng nghĩ một hồi, sau đó đối ba người khác nói, ta đi ra xem một chút phía ngoài phản ứng. Ân, Lý Khinh Ngữ cũng là muốn nhìn một chút bên ngoài trạng thái gì, nhưng Khương Phi Linh trạng thái không tốt, nàng có thể không dám rời đi, liền ở lại đây. Bọn họ đều phải đến Lý Thiên Mệnh cho phép, tại Lý Thiên Mệnh không có phong bế tình huống dưới, có thể tự do ra vào cái này, nhiên linh cung. Lâm Tiêu Tiêu sau khi ra ngoài, không ra dữ liệu của nàng, Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong các nơi địa phương, đều là tiếng người huyên náo. Rất hiển nhiên, theo Lý Thiên Mệnh biểu hiện càng thêm xuất sắc, cái này Tử Diệu Tinh những người tu luyện, đa số đã đối nó sinh ra cuồng nhiệt sùng bái. Hai mươi mấy tuổi, đánh bại thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới cùng tuổi thiên tài, dương danh đạo huyền tinh vực. Nhìn những người này ánh mắt, ta đoán chừng không sai biệt lắm. Thái cổ tà ma ở trên người nàng, ngữ khí sâu kín nói. Cái gì không sai biệt lắm, Lâm Tiêu Tiêu nói. Cùng Viêm Hoàng Đại Lục một dạng A, dù sao một ngày nào đó, những người này cùng đối với hắn sinh ra tín ngưỡng, cùng tẩy não giống như, sau đó hắn có thể sử dụng chúng sinh lực lượng, đây mới là trên người hắn kinh khủng nhất địa phương. Thái cổ tà ma trong thanh âm, hơi có hoảng sợ. Cái kia chẳng phải rất tốt, Lâm Tiêu Tiêu hỏi ngược lại. Tốt thì tốt. Chính là, giả dụ ngươi buông ra một số, trực tiếp tại đế tôn khư nuốt ăn đế tôn thiên hồn tu hành, chúng ta tiến độ có thể lấy vượt xa qua hắn. Nói như vậy, tối thiểu nhất, ngươi trong lòng hắn địa vị, sẽ tăng lên càng nhiều, không giống bây giờ, người ta chính quy trở về, ngươi liền thành tiểu trong suốt. Thái cổ tà ma nói, Vu U, ngươi thật sự là tốt phết sẹo quên đau, thành thật một chút đi, tránh khỏi còn phải chịu đau khổ. Lâm Tiêu Tiêu nói, ai? Ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, không có không dã tâm. Im miệng, muốn không thương lượng với hắn một chút, những cái kia đế tôn thiên hồn, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a? Nói cho cùng, nó vẫn là thèm ăn, mà lại không cam tâm bị áp chế, khống chế. Một khi có chút hy vọng, thì dục dịch. Tiêu Tiêu, ngươi muốn thật vì chúng ta hai cái suy nghĩ, liền nghĩ biện pháp đem cái kia nữ giết, dạng này ngươi liền thành chính quy. Ta cũng theo cái kia xác vi huyết chú bên trong giải thoát đi ra, tất cả đều vui vẻ. Thái cổ tà ma hướng dẫn từng bước nói. Ngươi lại nói lời, ta liền đem ngươi, toàn bộ thuật lại cho Linh Nhi. Ai? Thái cổ tà ma liên tục thở dài. Ưa thích một người, ngươi lại hèn mọn giống như một gốc trong góc thảo, ngươi thật đúng là uất ức. Nó thầm nói. Lâm Tiêu Tiêu dừng bước. Nàng vô cùng an tĩnh, nhìn trước mắt huyền chi hữu huyền đảo phía trên. Cái kia vô số ngửa đầu nhìn lên bầu trời Tử Diệu Tinh tu luyện giả. Bọn họ ánh mắt thả chỉ nhìn trong hình ảnh Lý Thiên Mệnh. Bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, cùng Lâm Tiêu Tiêu một dạng. Đó là bởi vì, ngay tại Viêm Hoàng Đại Lục thời điểm, nàng cũng là chúng sinh thần niệm một phần tử. Nàng thần ý từ đầu đến cuối, đều làm chúng sinh thần ý, cùng hắn đế hoàng thần ý liên tiếp. Cùng những thứ này Tử Diệu Tinh nhân tướng so, nàng xem như tiền bối. Bọn họ hiện tại kinh lịch qua, Lâm Tiêu Tiêu cũng trải qua, nhất là tại Nguyệt Chi Thần cảnh sắp vẫn lạc một khắc này. Phu U, người căn bản không hiểu rõ ta, ta cái này không gọi ưa thích, ta cái này gọi sùng bái, tín ngưỡng, ta là tự cam hèn mọn, ngươi hiểu không? Lâm Tiêu Tiêu nói ra câu nói này, ngược lại có chút bình thường trở lại. Thái cổ tà ma mắt trợn trắng. Minh bạch, những người này đều là tín đồ, ngươi là tín đồ đầu, tên gọi tắt tin đầu. Vấn đề là, thái cổ tà ma không cam tâm a. Ta đường đường thái cổ tà ma, cũng bởi vì cùng ngươi cộng sinh tu luyện, liền muốn theo ngươi cùng một chỗ sùng bái một cái tiểu hài tử,
thật sự là lãng phí chính mình, nhớ ngày đó ta muốn là không có chọn ngươi tốt biết bao nhiêu a. Thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Ông, bước vào thông đạo về sau, trước mắt cảnh vật biến hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thiên Mệnh lần nữa đi tới cái kia một tòa thanh sắc cung điện. Đây là nhận lấy khen thưởng địa phương. Lý Thiên Mệnh đối cái này đã rất quen thuộc. Hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp đi lên, nhặt lên một cái thanh sắc pha lê bóng, sau đó hắn thiên hồn chui vào cái này pha lê bóng trong không gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một môn chiến quyết, dù sao tại huyễn thiên chi cảnh, khen thưởng công pháp, chiến quyết các loại thứ nhất thuận tiện. Thiên trọng tụ tinh trùng quyền. Để Lý Thiên Mệnh một chút ngoài ý muốn chính là, đây là một môn quyền pháp, cường độ đạt đến 7 cảnh thần quyết đỉnh phong. Phải biết, trật tự thần binh bản thân liền là chiến đấu lực vô cùng đại tăng thêm, lấy binh khí thi triển chiến quyết, lực sát thương đương nhiên càng mạnh. Cho nên, quyền pháp thuần túy, trường pháp, chỉ pháp các loại cũng không quá nổi tiếng, chỉ thích hợp đặc biệt đám người. Đương nhiên, nếu có thích hợp quyền sáo các loại trật tự thần binh, vậy cũng không tệ lắm, nhưng loại binh khí này tương đối khó chế tạo, số lượng rất ít. Loại này chiến quyết, cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là, nếu như binh khí mất đi, đứt gãy, tại rất nhiều điện thạch hỏa quang trước đó, mạnh mẽ quyền pháp, trưởng pháp, sẽ đem tinh luân nguyên lực bạo phát đến mạnh hơn, đưa đến quan trọng hiệu quả. Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám tí so những bộ vị khác đều muốn hung mãnh rất nhiều, rất thích hợp quyền pháp. Thì không tính là quyền sáo, lực sát thương đều có thể so với ngũ lục giai trật tự thần binh, tại độ cứng phía trên càng là không sợ đỉnh phong trật tự thần binh. Mấu chốt là, hắn còn tu hành kiếm thể. Kiếm thể cũng là luyện thể một loại, mặc dù không có phòng ngự thuộc tính, nhưng xác thực công kích thuộc tính mạnh nhất luyện thể. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể mượn nhờ quyền pháp, đem cái này thần tai kiếm khí uy lực bộc phát ra đi, hình thành kiếm quyền. Đây cũng là tinh không người tu hành một cái trường phái. Nói như vậy, huyết nhục cường hãn quỷ thần tộc, tu luyện quyền pháp, thân pháp tương đối nhiều. Tụ tập tinh luân nguyên lực, trên cánh tay lưu chuyển thiên trọng, không ngừng áp xúc, đè ép, đánh ra nặng cân nhất quyền, vẫn là tương đối thô bạo, hung mãnh, đáng tiếc ta không có thần dương, không phải vậy có thể phối hợp càng tốt hơn. May mắn, Lý Thiên Mệnh khoảng cách thần dương vương cảnh không xa. Chỉ là lấy hắn hỗn độn tinh tướng. Luân hồi tinh tướng tại huyễn thiên chi cảnh không nổi tiếng tình huống đến xem, hỗn độn thần dương cùng luân hồi thần dương, cũng sẽ không hiệu quả quá tốt. Bất kể nói thế nào, có thể cùng thần nữ tán hoa, một dạng, phong phú ta chiến đấu thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh trong mắt, cái kia thương thiên phía trên, ước vạn tinh thần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái tinh hà thật lớn quyền đầu. Cái kia quyền đầu nội bộ tinh quang lưu chuyển, đập vào, trong thời gian ngắn luân hồi áp xúc nghìn lần. Lại trong nháy mắt bạo phát đi ra, từ trên trời giáng xuống, nhất quyền oanh ở một tòa trên lục địa, nhất thời núi lở đất nứt, cả tòa đại lục ầm vang phá nát, núi thạch phi thiên. Khí thế kia, quả thực dung chuyển trời đất. Đây chỉ là quyền pháp ý tưởng, thật nghĩ đạt tới quyền oanh đại lục hiệu quả, còn phải nhìn Lý Thiên Mệnh bản thân cảnh giới. Theo lý thuyết loại này đỉnh phong 7 cảnh thần quyết, thần dương vương cảnh đỉnh phong, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Vạn tinh bầu trời chiến trường đối với ta cũng không tệ lắm, ba lần khen thưởng, ngoại trừ quy hồn bảo điển bên ngoài, đều rất thích hợp ta. Lý Thiên Mệnh nói, kỳ thật thần quy bảo điển cũng thích hợp ngươi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói, lan, Lý Thiên Mệnh cười mắng một tiếng. Tại hắn nhớ pháp quyết, ý tưởng, vừa từ bên trong lúc đi ra, cái này thanh sắc cung điện ngay tại, hòa tan. Trước mắt quang mang biến hóa. Cái này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh đem về rất nhanh chính thức đến, 4 cấp thanh hư chiến trường. Đây mới là hắn khát vọng chi địa. Xuất phát, ong ong ong, quang ảnh lấp lóe bên trong, huyễn thiên tinh linh bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nó vô cùng chính thức dò hỏi, tử diệu tinh Lý Thiên Mệnh, 4 cấp thanh hư chiến trường chi, vũ tinh mê tàng, tức sắp mở ra, xin hỏi ngươi là có hay không quyết định tham gia. Vũ tinh mê tàng, tham gia có chỗ tốt gì sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Rất hiển nhiên, nghe 4 cấp thanh hư chiến trường quy tắc thiết chí, cùng cấp 3 thanh hư chiến trường lại khác biệt. Cái này giấu là tiếng thứ tư, là bảo tàng ý tứ. Vũ tinh mê tàng là 4 cấp thanh hư chiến trường trước mắt, tấn thăng hạng mục, nó cụ thể thiết chí, hoàn cảnh, đồng đều đến từ một chỗ chân thực tinh không bí cảnh. Tại vũ tinh mê tàng bên trong thắng được, chẳng những có thể tấn thăng cấp 5 thanh hư chiến trường, có thể được trọng bảo. Lần này, vũ tinh mê tàng, mở ra,
thuộc về trăm năm một lần màn kịch quan trọng, khen thưởng vì kỳ trước tối cao. Huyễn Thiên Tinh Linh nghiêm túc tuyên cáo. Được, vậy liền tham dự. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều đáp ứng. Hắn vốn là muốn đi bốn cấp thanh hư chiến trường, cùng tinh không vạn tộc người trẻ tuổi tranh phong, lấy thu hoạch được đế tôn thần nguyên cùng tử diệu tinh vạn chúng chèo trống. Bốn cấp thanh hư bên trong chiến trường cụ thể là cái gì hạng mục, hắn cũng không đáng kể. Phú Tinh Mê Tàng sau 13 ngày mở ra sau tối cao tiếp tục, 15 ngày, tại Vũ Tinh Mê Tàng kết thúc hoặc là người bị giết chết trước, người đều không được chủ động rời đi vạn tinh bầu trời chiến trường, nếu không sẽ bị phán định làm trái quy tắc, trong vòng nửa năm cấm nhập vạn tinh bầu trời chiến trường. Người xác định thời gian là 0:0, ngoại giới hoàn cảnh phải chăng an toàn, không người quấy rầy. Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Lý Thiên Mệnh tại cái này nói lời, bên ngoài đều có thể nghe được. Nghe nói hắn muốn tham dự, Vũ Tinh Mê Tàng, ngoại giới khẳng định càng thêm sôi trào. Thân thể của hắn tại Tử Chân Tinh Thành bên trong, có trùng điệp bảo hộ, tại loại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên cũng sẽ không có nhân quấy nhiễu hắn. Lưu tại vạn tinh bầu trời chiến trường thời gian cao nữa là không cao hơn một tháng, lại bị giết chết, về sau, cũng sẽ lui ra, điểm này không cần lo lắng nhiều. Sau đó Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, ta không có vấn đề. Ông, hắn tại phía xa thanh hư chiến trường, đều có một loại thiên hồn chấn động cảm giác. Tuy nhiên ngăn cách rất rất xa, nhưng là hắn có trực giác, quyết định này của hắn, lại để cho Tử Diệu Tinh những người tu luyện sôi trào. Không phải bọn họ, điểm sôi thấp, mà chính là Lý Thiên Mệnh làm mỗi một việc, đều tại khai thác Tử Diệu Tinh mấy triệu năm lịch sử. Đã như vậy, mời đến bốn cấp thanh hư chiến trường, chuẩn bị chiến đấu đài, Vũ Tinh Mê Tàng mở ra trước trong 13 ngày, ngươi chỉ cần làm một việc, cái kia chính là hoàn thành, tổ đội. Huyễn Thiên Tinh Linh nói câu nói này thời điểm, nó liền bắt đầu hư hóa, mà Lý Thiên Mệnh quanh thân quang mang cường thịnh hơn. Hắn thiên hồn bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước bay đi. Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, căn cứ ngươi thiên hồn tuổi thật, ngươi đem tiến về bốn cấp thanh hư chiến trường, chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài. Ghi chú, chỉ cần ngươi không chủ động công bố, Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ không công bố ngươi ngoại trừ, nơi phát ra tinh thần cùng tính danh, bên ngoài hết thảy tin tức. Bao quát ngươi cụ thể tuổi tác. Huyễn Thiên Tinh Linh sau cùng hai câu nói, ngược lại để Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài. Nói cách khác, có còn lại chuẩn bị chiến đấu đài. Có thể lên bốn cấp thanh hư chiến trường, nói rõ mọi người thực lực đều không khác mấy. Kể từ đó, tuổi tác càng nhỏ, chuẩn bị chiến đấu đài cấp bậc khả năng càng cao. Nếu như vậy, liền có khả năng tại tinh không vạn tộc trước mặt, bại lộ Lý Thiên Mệnh tuổi tác giai đoạn, đây là quy tắc chấp hành hạ bị động bại lộ, không là người khác chủ động tìm đọc. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận Vũ Tinh Mê Tàng khiêu chiến, liền tương đương với tiếp nhận bị động bại lộ. Tuy nhiên tạm thời không xác định cụ thể như thế nào tuổi tác phân cấp, nhưng tối thiểu nhất, đoán chừng rất nhiều người sẽ không lại hiểu lầm Lý Thiên Mệnh là tiếp cận trăm tuổi vạn tinh bầu trời chiến trường, người bình thường. Thật muốn bại lộ, vậy cũng không cách nào. Dù sao, Huyễn Thiên Tinh Linh đem việc này thả ở phía sau nói. Lý Thiên Mệnh đã quyết định tham dự Vũ Tinh Mê Tàng, hắn muốn lúc này thời điểm lui ra, nhưng là nửa năm không thể lại đi vào. Đó mới gọi bệnh thiếu máu. Ông. Bốn cấp thanh hư chiến trường, chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài, đến. Chung quanh hơi có chút hắc ám, vẫn có khói xanh lượn lờ, nhưng lại so cấp một cấp hai thanh hư chiến trường muốn rõ ràng một chút. Dưới chân rất cứng, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, hắn bây giờ đứng tại một cái to lớn thanh sắc trên bình đài. Hướng bốn phía nhìn, tạm thời không nhìn thấy cuối cùng. Người còn không ít, ánh mắt xuyên qua khói xanh, hướng chung quanh nhìn qua. Liền có thể phát hiện cái này thanh sắc trên bình đài top 5 top 3. Lý Thiên Mệnh đếm một chút, khả năng có hơn 1.000, tiếp cận 2.000 người. Những người này đều tại, chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài, phía trên, nói rõ thực lực bọn hắn cao, nhỏ tuổi. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn lướt qua, liền phát hiện khắp nơi đều là cùng loại, tiêu, loại nhân vật cấp độ kia. Đương nhiên, đa số đều so 19 tuổi tiêu, có thể muốn lớn hơn một chút. Loại này cấp bậc. Lại có hơn 1.000 người. Lý Thiên Mệnh vừa mới không có nghĩ lại, bây giờ tỉnh táo lại, nhất thời có một loại im lặng cảm giác. Tuy nhiên tại chỗ cơ bản đều so, tiêu, phải lớn, nhưng đoán chừng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đây là một cái để hắn cảm giác được uy hiếp địa phương, tựa như khắp nơi đều là diệp thần loại này người. Hết thảy có mấy cái, chuẩn bị chiến đấu đài.
Lý Thiên Mệnh tại cái này cũng không có người quen, cho nên hắn cũng không có thể kết giao nói đối tượng. Hắn hướng cái này chuẩn bị chiến đấu đài biên giới mà đi. Không lâu sau đó, hắn cuối cùng thấy được mặt khác một tòa, chuẩn bị chiến đấu đài. Nhiều người như vậy. Cái kia một tòa chuẩn bị chiến đấu đài, ngay tại, chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài, cách đó không xa, nhìn nó lớn nhỏ, so bên này phải lớn hơn gấp mấy chục lần, trên đó nhân số thô sơ giản lược đoán chừng đều có mấy trăm ngàn, chen lấn tràn đầy. Cùng bên này rất thưa thớt, quả thực có một trời một vực. Trừ cái đó ra, Lý Thiên Mệnh thì không thấy được còn lại chuẩn bị chiến đấu đài. Thì hai cái. Nếu quả như thật chỉ có hai cái kia Lý Thiên Mệnh cũng rất dễ dàng có thể ra kết luận. Đối diện cái kia, phổ thông chuẩn bị chiến đấu đài, trên đó tu luyện giả, hẳn là 30 tuổi đến 100 tuổi thanh hoa đệ tử. Mà dưới chân cái này, chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài, rất có thể đều là 30 tuổi trở xuống tiểu bối đệ tử. Chỉ có dạng này, mới có thể bày biện ra nhân số, gấp trăm lần, chênh lệch. Dù sao có thể đi vào vạn tinh bầu trời chiến trường, 8, 90 tuổi đạt tới thần dương vương cảnh sơ kỳ không khó. Nhưng... muốn tại 30 tuổi phía dưới đạt tới cảnh giới này, lại có thể tới đến 4 cấp thanh hư chiến trường, vậy liền khó nhiều. Tất cả nắm giữ huyễn thiên chi cảnh thế giới, loại này người cộng lại không tới 2.000 người, đây là bình thường. Hắn đem ngân trần phân bố một số ra ngoài, nghe người khác trò chuyện. Cuối cùng, hắn lấy được kết luận cùng suy đoán của hắn nhất trí. Nói cách khác, chuẩn bị chiến đấu đài hết thảy có 2 cái. 30 tuổi phía dưới chỗ chí tôn cấp. Hết thảy không đến 2.000 người. 30 tuổi trở lên, gọi là, phổ thông cấp, trọn vẹn mấy chục vạn người. Mà lại giống như nghe nói, phổ thông cấp bên kia, cùng chí tôn cấp bên này, không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Lý Thiên Mệnh bởi vì 30 tuổi trở xuống, cho nên bị tự động phân đến chí tôn cấp tới. Hắn không tính bại lộ cụ thể tuổi tác, nhưng cái này phân loại nói rõ hắn thuộc về 30 trở xuống, không thuộc về huyễn thiên thần tộc bại lộ, tư ẩn, phạm trù. Muốn là ở chỗ này đụng phải, tiêu, đoán chừng hắn liền phải trợn tròn mắt, đáng tiếc, hắn bị ta đào thải, tham dự không được lần này vũ tinh mê tàng. Lúc ấy trách không được hắn gấp gáp như vậy đây. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười cười. Hắn đây cũng là bị động vào cuộc, không thể không tham chiến. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn lấy này 1.000 nhiều đứng tại vũ trụ đỉnh phong phía trên người trẻ tuổi. Nơi này mỗi người khí chất đều không đơn giản. Cái gì tướng mạo đều có, chủng tộc gì cũng đều có. Cũng chỉ có huyễn thiên chi cảnh, mới có thể đem những thứ này phân bộ tại vũ trụ tinh không các nơi, thần nhân tụ tập ở chỗ này. Khả năng đại bộ phận dương phàm cấp hàng tinh nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất tiểu bối đệ tử, đều tới không được nơi này. Lý Thiên Mệnh dự đoán, thấy người, tối thiểu đều có thần dương vương cảnh cấp thứ hai đi. Tại 30 tuổi phía dưới đến trình độ này, hoàn toàn không phải Lý Hạo Thần. Thần dụ công chúa bọn người có thể so sánh. Đối thủ như vậy, tự nhiên sẽ để Lý Thiên Mệnh nội tâm lửa nóng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tại cái này 4 cấp thanh hư chiến trường, đối thủ của hắn đa số đều là 7-80 tuổi đâu, không nghĩ tới bị tách ra. Như vậy, chúng ta bên này vũ tinh mê tàng, cùng sát phách, phổ thông cấp, khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều chi tiết. Hắn có nhiều thời gian, dù sao vũ tinh mê tàng sau 13 ngày mở ra. Vừa mới huyễn thiên tinh linh nói, còn giống như muốn tổ đội. Lý Thiên Mệnh gặp những thứ này người đại đa số đều top 5 top 3, đại đa số người rõ ràng đều tổ đội hoàn thành. Rất hiển nhiên trong bọn họ có thật nhiều người đều biết nhau. Một người người quen biết càng nhiều, thường thường nói rõ lúc nào tới tự đạo huyền tinh vực. Đại đa số đều là, 5 người, tụ thành một đoàn, cho nên, vũ tinh mê tàng, cần ngũ nhân tổ đội. Cái này không thể nghi ngờ cho Lý Thiên Mệnh ra nan đề. Bởi vì hắn xác thực một người cũng không nhận ra. Tìm một chút đi. Hắn lọt vào trong đám người, bắt đầu quan sát nơi này mỗi một cái, thần nhân, tìm kiếm tổ đội mục tiêu. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, tiếp xuống, tổ đội hành trình, ít nhiều có chút xấu hổ. Dù sao hắn mới đến, lại không có tên tuổi, tự nhiên một người cũng không nhận ra. Vẻn vẹn chỉ dùng 3-4 tháng. Thì theo nhất cấp thanh hư chiến trường vào tới 4 cấp, hơn nữa còn có thể bởi vì tuổi tác được đưa đến, chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài, người, đoạn này thời gian bên trong, đoán chừng cũng chỉ có chính hắn. Chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài tồn tại có rất nhiều ngày. Vì tham chiến, những người này trên cơ bản đều sớm tiến đến chuẩn bị,
thậm chí sớm giao hữu, thậm chí sớm diễn luyện chiến thuật, quen thuộc lẫn nhau. Lấy đến mức hiện tại khắp nơi đều là hết thành 5 người tổ đội, rất ít địa phương có phòng trống. Có mấy cái đội ngũ nhỏ, Lý Thiên Mệnh đi ra phía trước, còn chưa lên tiếng đâu, đối phương liền nói. Chúng ta đủ quân số, chỉ là đang chờ người mà thôi. Tốt a, xấu hổ. Tránh thức đến hỏi, mới biết được đủ quân số đội ngũ, đã rất nhiều. Thông qua Ngân Trần hiểu rõ, Lý Thiên Mệnh biết cái này chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài đã mở ra 17 ngày. Nói cách khác, nơi này đã tổ đội, hơn nửa tháng, rất nhiều đội ngũ đương nhiên ổn định. Rất hiển nhiên, tiếp xuống tranh phong dính đến 5 người đoàn chiến, phải phối hợp tác chiến, sớm diễn luyện, hiểu rõ lẫn nhau là tương đối quan trọng. Muốn là Linh Nhi, Tiểu Phong, khẽ nói cùng Tiêu Tiêu đều có thể đi vào liền tốt, chúng ta vừa vặn 5 cái. Tuy nhiên thực lực bọn hắn không bình quân, nhưng phối hợp cũng không tệ lắm, ta mang bay là được rồi. Tỷ như Dạ Lăng Phong, có rất mạnh thần hồn năng lực tiến công. Tỷ như Lâm Tiêu Tiêu, Long Huyết Thần Hoang đã dùng đến xuất thần nhập hóa, viễn trình lực sát thương rất hung mãnh. Tỷ như Khương Phi Linh, cảnh giới của nàng bây giờ chậm rãi đuổi kịp mọi người, bản thân tu vi tăng thêm 10 cái móng tay phong ấn thời không, phụ trợ năng lực, lại phối hợp tiên tiên, hiệu quả cũng rất mạnh. Cũng chỉ có Lý Khinh Ngữ tổng thể phối trí cùng Lý Thiên Mệnh tương tự. Nàng có thể coi như một cái, tiểu Lý Thiên Mệnh, dùng, đánh một trận ra tay còn có thể. Lý Thiên Mệnh được chứng kiến nàng chín đại thức thần, vẫn là tương đối mạnh. Làm, thiên chi thức thần, nàng thức thần cùng Lý Thiên Mệnh kiếm chi thức thần, có căn bản khác biệt. Tăng thêm còn có côn bằng cộng sinh thú, kỳ thật tương lai của nàng, thậm chí tại bất luận cái gì cửu kiếp thức thần thiên tài phía trên. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút. Bởi vì chỉ có ngắn ngủi 13 ngày, bọn họ không có khả năng đi tới nơi này. Chỉ là thu hoạch được vạn tinh bầu trời chiến trường vào tràng tư cách, đều phải vô cùng lâu. Bên này, có cái, mục tiêu. Đang lúc Lý Thiên Mệnh lâm vào, quẫn bách, tình trạng thời điểm, Ngân Trần đề cử cho hắn một cái khả năng. Nghe Ngân Trần nói, bọn họ giống như 4 thiếu 1, còn kém một cái. Cái này vừa vặn. Mới đến, không người nhận biết, có thể tổ đội thành công cũng không tệ rồi, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không soi mói. Vấn đề này xem duyên phận. Sau đó, Lý Thiên Mệnh theo Ngân Trần chỉ thị phương hướng, chủ động đi cùng nó nói người kia, ngẫu nhiên gặp. Rất nhanh, bọn họ liền dựa vào tới gần. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ngắm nhìn trước mắt khói xanh, sương mù tràn ngập bên trong, một bóng người xuyên qua top 5 top 3 đám người, hướng hắn cái phương hướng này đi tới. Đảo mắt liền tới trước mắt. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, không nghĩ tới cái này lại là một nữ tử. Lúc trước nhìn bóng người, nàng đi bộ phong cách có chút, phóng khoáng, cho nên Lý Thiên Mệnh cho là nàng là nam. Bất quá, nữ tử này có thể cùng lúc trước cái kia trưởng tu tinh, phi phi công chúa, khác biệt, nàng tuy nhiên tư thế hiên ngang, có loại, hào khí vượt mây, đại khí bàng bạc cảm giác, nhưng nhìn hắn khuôn mặt, ngũ quan, trên bản chất tinh xảo. Nếu như đổi một cái tạo hình, khả năng cũng là thiên kiều bá mị khuynh thành mỹ nhân. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cho rằng, trước mắt cái này tạo hình, tuy nhiên khuynh hướng nam phong, nhưng trên thực tế là thích hợp nhất nàng. Nữ tử này giữ lấy một đầu tóc ngắn, so Lý Thiên Mệnh đều ngắn đến nhiều, cái kia sợi tóc vì màu trắng bạc, từng tia trong suốt, lộ ra rất có sáng bóng. Nàng người mặc rất bó sát người màu xám áo da, buộc vòng quanh nóng nảy lại mạnh mẽ tư thái, cả người lộ ra sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, rất có một loại nhanh chóng quyết đoán lực lượng cảm giác. Cái kia một đôi màu tái nhợt đôi mắt sáng phía trên tinh quang thôi sán, chứng minh nàng là một cái quỷ thần tộc. Cũng chứng minh nàng cái này mạnh mẽ thân thể mềm mại, trên bản chất cũng tương đương cường tráng, hung mãnh. Lý Thiên Mệnh tại trên da rẻ của nàng, còn chứng kiến một chút màu trắng vảy rồng. Trên cổ của nàng, trên mu bàn tay cùng phần eo đều có, cái này cũng là quỷ thần tộc đặc thù. Khí chất như vậy, thần thái, còn có từ nội ra ngoại tản ra tự tin, dũng mãnh cảm giác, để Lý Thiên Mệnh có thể phán đoán, tại cái này hơn 1000 người đoàn thể bên trong, nữ tử này thiên phú và xuất thân. Tối thiểu ở vào trung thượng tầng. Lý Thiên Mệnh hướng đỉnh đầu nàng bên trên nhìn một chút. Kỷ phấn trắng ngôi sao, Bạch Phong. Cái tên này cũng là nam tính hóa, mà lại đơn giản lưu loát. Phối hợp nàng hình tượng như vậy, rất dễ dàng cũng làm người ta khắc sâu ấn tượng. Trên thực tế, một người ngoại hình chỗ bày biện ra, nội dung, cùng hắn thân phận, địa vị, thiên phú đều có quan hệ.
Như, Bạch Phong, nhìn như vậy liếc một chút liền có thể nhớ kỹ cả đời người, nơi này cũng không tính thiếu. Bạch Phong trên người có một loại, long khí, có vẻ hơi uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Điều này nói rõ, nàng cái này một loại, quỷ thần tộc, còn cầm giữ có thần long huyết mạch. Bởi vì, bốn thiếu một, cho nên nàng đi ngang qua thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lý Thiên Mệnh. Bốn mắt nhìn nhau. Anh em, ngươi là một người. Bạch Phong dừng bước, rất thẳng thắn hỏi. Lẻ loi một mình, không ràng buộc, chính thích hợp, bốn thiếu một, đội ngũ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch Phong ngơ ngác một chút, nói, ngươi thế nào biết ta, bốn thiếu một, đâu? Đoán. Cái này đều được, bất quá ngươi xác thực đoán không sai, ta xác thực chỉ kém một cái, nhìn ngươi, hợp ý, vậy liền một đạo A. Bạch Phong hỏi. Thành A. Bất quá muốn là, đầu dẹp, có phải hay không liền không có cái này vinh hạnh rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cảnh quá hạn. Bạch Phong lông mày nhướn lên, khẽ cười một cái. Chỉ cần ngươi cười, đã nói lên nó vừa đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Miệng lưỡi trơn tru, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi gọi, Lý Thiên Mệnh, đúng không? Ta trước theo ngươi thanh minh một chút, ta không thích nam nhân, cho nên, đừng nghĩ tại tổ đội thời điểm làm mập mờ. Hoặc là tận lực hấp dẫn lực chú ý của ta, minh bạch. Bạch Phong trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút như quen thuộc, đồng thời cũng là một chút kiểm tra một chút, Lý Thiên Mệnh sức chịu đựng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không thích ngươi cái này một cái. Chịu nàng một bàn tay, Lý Thiên Mệnh lại mây trôi nước chảy, một chút cũng không có lùi bước, cái này khiến Bạch Phong rất hài lòng. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy đối phương còn thật có ý tứ. Dù sao thân là nữ nhân, Quang Minh Chính Đại nói mình cũng ưa thích nữ nhân, Lý Thiên Mệnh còn chưa từng gặp qua. Vậy thì thật là tốt, không có tạp niệm đội ngũ chiến đấu lực mới cường. Bạch Phong nói. Nàng nói đến xác thực cũng có đạo lý. Một đội ngũ bên trong nam nam nữ nữ hỗn hợp hơn nhiều, luôn luôn dễ dàng đều mang tâm tư, không bằng thuần giới tính chiến đấu lực cường. Đi, ta dẫn người đi gặp còn lại đồng đội đi. Bạch Phong trêu khẽ một chút bên tai tóc ngắn nói. Mặt khác ba vị sẽ không tiếp thụ ta đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không, tại cái tiểu tổ này ta là thủ lĩnh, bọn họ đều nghe ta, lại nói, hiện tại rất nhiều đội ngũ đã sớm, cướp người, hoàn thành, lại kém cỏi đều bị lấy đi, chúng ta tới trễ, có thể tìm được người cũng không tệ. Bạch Phong bất đắc dĩ cười nói. Ý của ngươi là, trình độ của ta được thông qua là được. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên ngươi nếu có thể mang bay, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bạch Phong cười nói. Thông qua ngắn gọn nói chuyện với nhau, Lý Thiên Mệnh phát hiện nàng đúng là một cái người sảng khoái. Sự tình gì đều nói rõ, không che giấu, tính cách xác thực rất nam tính hóa, thực chất bên trong cũng tương đương cứng rắn. Cùng loại này người ở chung, xác thực dễ dàng, nhẹ nhõm. Có thể đụng tới nàng, Lý Thiên Mệnh cảm giác vận khí cũng không tệ lắm. Bọn họ cùng một chỗ hướng chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài trung ương đi đến. Đội ngũ của nàng thì ở vị trí này. Gặp mặt về sau, bọn họ cũng muốn tại thời gian kế tiếp bên trong, hiểu nhau, lấy tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn, hình thành chiến đấu phối hợp. Tại mỗi cá nhân bản sự đều cố định tình huống dưới, đoàn chiến phối hợp lại là mấu chốt thắng bại. Dọc theo đường phía trên, Lý Thiên Mệnh đã thấy rất nhiều tiểu tổ, đều tại mưu đồ bí mật đối sách. Trên đường, Tử Diệu Tinh, chưa từng nghe qua cái này cái ngôi sao. Là động thiên cấp vẫn là dương phàm cấp. Bạch Phong thân hình mạnh mẽ, một bên hành tẩu, vừa nói. Dương phàm cấp, Lý Thiên Mệnh nói. Thuộc về đạo huyền tinh vực sao? Bạch Phong hỏi. Cùng một chỗ chiến đấu, đương nhiên cần hiểu nhau, cho nên nàng lựa chọn trước đem Lý Thiên Mệnh hiểu rõ ràng. Không thuộc về, Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia khoảng cách đạo huyền tinh vực có xa hay không? Bạch Phong hỏi lại. Ta đây cũng không biết. Dù sao ta chưa từng rời đi Tử Diệu Tinh, chung quanh cũng không có còn lại hàng tinh nguyên thế giới. Lý Thiên Mệnh nói. Há, ta đã hiểu. Bạch Phong có một loại đối Lý Thiên Mệnh nhìn với con mắt khác ý tứ, nói, xa xôi dương phàm cấp thế giới, có thể sinh ra 30 tuổi phía dưới thì đi tới nơi này người, đã rất không dễ dàng, người rất khiến người khâm phục. Theo khó khăn góc độ phía trên nhìn, người muốn tới nơi này càng khó. Tại thế giới của ngươi. Ngươi nhất định là chúng sinh phía trên độc nhất vô nhị, thần thoại giống như tồn tại a. Tạm được, ha ha, Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói thật cho ta biết, tại trên địa bàn của ngươi, ngươi có phải hay không vạn người mê? Có bao nhiêu hậu cung rồi?
Bạch Phong tề mi lộng nhãn nói. Khụ khụ, ta không phải loại người như vậy, Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Khiêm tốn, ngươi loại thiên tài này ta gặp nhiều, đừng nhìn mới 20 mấy tuổi, thường thường toàn bộ hàng tinh nguyên đẹp nhất cô nương, ngàn vạn, đều bị ngươi nhóm cho chiếm đoạt. Bạch Phong vui vẻ nói. Ngươi chú ý cái này làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ghen ghét, các ngươi tại chiếm trước ta cô nương tư nguyên. Bạch Phong nói. Ha ha, ai ai, tuy nhiên ta thẳng khâm phục ngươi, nhưng vẫn là được rõ ràng, tranh cãi độ, ngươi xác thực rất lớn, nhưng nơi này là công bình địa phương, bao quát đạo huyền tinh vực ở bên trong, đỉnh phong nhân vật nhiều lắm, nhất là cái kia tam đại thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới. Nghe nói toàn bộ trật tự tinh không mạnh nhất thiên phú người, đều tại cái này chí tôn cấp chuẩn bị trên chiến đài, bọn họ mới là tiêu điểm. Bạch Phong nói lên những người này, ánh mắt vẫn có một ít kinh úy. Thật sao? Lý Thiên Mệnh tâm lý chính có rất nhiều nghi vấn đây. Đúng lúc nhiều giao một người bạn, sau đó hắn liền cả sửa lại một chút suy nghĩ, mở miệng hỏi, Phong tỷ, Bạch Hắc Tinh là cấp bậc gì hàng tinh nguyên thế giới? Động thiên cấp, Bạch Phong nói. Cái kia chính là cấp 2 hàng tinh nguyên thế giới. Trách không được mạnh như vậy. Tại đạo huyền tinh vực bên trong, Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Không tại, bất quá khoảng cách không tính xa, bằng không mà nói. Ta cái này tiểu đội đã sớm đủ quân số, đạo huyền tinh vực người, đại bộ phận đều là tổ tốt đội tới, bọn họ mới là chủ lưu, mỗi người bằng hữu, huynh đệ cũng rất nhiều. Bạch Phong lắc đầu. Đây là nàng thế yếu. Minh Bạch. Chúng ta Bạch Hắc Tinh xem như đạo huyền tinh vực bên ngoài, lớn nhất hàng tinh nguyên thế giới một trong, bất quá, chúng ta, Bạch Hắc Long tộc, vẫn là thuộc về thần khư cấp thế giới, thiên đạo tam tinh, vô diện quỷ thần tộc quản hạt, lấy bọn họ vi tôn. Bạch Phong nói, nếu là không lấy bọn họ vi tôn, sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói như thế, Bạch Phong giật mình, bỗng nhiên cười nói, anh em, ngươi cũng đừng cho ta đào hố, sau lưng ta cả một cái Bạch Hắc Tinh người, đều đang nghe chúng ta nói chuyện đây. Há, là ta đường đột, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Kỳ thật Bạch Phong trả lời như vậy, cũng là một loại đáp án. Bạch Hắc Tinh khoảng cách đạo huyền tinh vực không tính xa. Đã bị vô diện quỷ thần tộc quản hạt. Đã là phụ thuộc, làm sao có thể thoát ly? Bạch Hắc Tinh khoảng cách đạo huyền tinh vực bao xa a? Lý Thiên Mệnh đổi cái vấn đề. Lấy tinh hải thần hạm tốc độ đến xem, 3 tháng đi. Bạch Phong nói. A, kỳ thật, Lý Thiên Mệnh đối tinh không khoảng cách cũng không có khái niệm. Hắn theo trật tự chi địa bay đến Tử Diệu Tinh, tiêu tốn thời gian không coi là nhiều. Điều này nói rõ hai cái này hàng tinh nguyên thế giới khoảng cách cũng không xa. Tinh hải thần hạm 3 tháng lộ trình, tại trật tự tinh không bên trong bị định nghĩa vì, gần, chỉ có thể nói rõ trật tự tinh không so trong tưởng tượng lớn hơn. Cũng không biết, theo đạo huyền tinh vực đến, Tử Diệu Tinh, muốn bao xa. Vấn đề này chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, sẽ không có người có thể trả lời hắn. Lý Thiên Mệnh đối cái kia đạo huyền tinh vực hết sức tò mò, sau đó hắn tiếp tục hỏi. Phong tỷ, người quen thuộc ba cái kia thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới sao? Đương nhiên quen tất a, nói nhảm, nơi này không có mấy người chưa quen thuộc. Bạch Phong nói. Vậy ngươi cùng ta nói một chút thôi, ta mới đến. Gần nhất một đường theo nhất cấp thanh hư chiến trường giết tới cái này, đối với nơi này tất cả mọi chuyện, hai mắt đen thui. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Thì ra là thế, trách không được ngươi nhiều như vậy không hiểu, được. Ta coi như ngươi một hồi biết rõ tâm tỷ tỷ đi. Bạch Phong người này rất có mị lực, nàng là nữ sinh nam tướng, cùng nam sinh nữ tướng ngược lại, gồm cả nữ tính mỹ mạo, tư thái cùng nam tính thẳng thắn, phong cách rất táp. Tam đại thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới, là đạo huyền tinh vực bá chủ, cũng là trật tự tinh không bá chủ, là thiên đạo huyền tộc, tam đại khởi nguyên địa, bọn họ phân biệt là thiên đạo nhất tinh, thiên đạo nhị tinh, cùng thiên đạo tam tinh. Trong đó, ba ngôi sao hiện lên hình tam giác hình, phân bộ tại đạo huyền tinh vực chính giữa, trong đó thiên đạo nhị tinh cùng thiên đạo tam tinh thể tích, đạt tới phổ thông dương phàm cấp thế giới 200 lần, mà thiên đạo nhất tinh lại xưng thiên đạo đế tinh, thể tích đạt tới dương phàm cấp thế giới 300 lần. Bạch Phong nói lên những thứ này, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, nhưng cũng có thật sâu kính sợ, bởi vì đó là ngay cả nàng đều hoảng sợ siêu cấp thế giới. Ngươi thấy tận mắt bọn họ sao? Lý Thiên Mệnh thanh âm hơi khàn khàn. Không có đâu, sao có thể a? Ta tuy nhiên đi qua đạo huyền tinh vực, nhưng chúng ta Bạch Hắc Tinh tinh hải thần hạm, không có tư cách bay đến đạo huyền tinh vực trung ương tinh khu. Bất quá ta cha đi qua, hắn đã từng đi qua thiên đạo tam tinh,
hướng vô diện quỷ thần tộc dâng lễ. Bạch Phong nói, vô diện quỷ thần tộc, lợi hại a? Lý Thiên Mệnh hỏi, ngươi cái tên này. Bạch Phong nhức đầu, thế nào? Làm ngươi hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, chúng ta Bạch Ác Tinh các phụ lão hương thân, khẳng định phải cười ta tổ cái ếch ngồi đáy giếng. Ta nói như vậy, ngươi sẽ không cao hứng a? Bạch Phong nói, đương nhiên sẽ không kiến thức cũng là không kiến thức, ngươi thứ lỗi liền tốt. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói, vậy là tốt rồi, ta nói thật đi, tối thiểu nhất tại ta trong nhận thức, vô diện quỷ thần tộc cũng là trật tự tinh không quỷ thần chi vương. Bạch Phong nói, nhìn như vậy đến, cái gì thiên lang hoàng tộc, ma thần huyết mạch, đoán chừng đều so cái này vô diện quỷ thần tộc kém một chút. Lợi hại, đúng, vô diện quỷ thần tộc là thiên đạo huyền tộc một trong. Cái kia mặt khác hai cái thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới, lại là cái gì thiên đạo huyền tộc? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vô diện nhân tộc, Bạch Phong nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Vô diện nhân tộc. Cái này cái quỷ gì? Ý tứ chính là, những người này hoặc là quỷ thần, đều không mặt thôi. Gặp Lý Thiên Mệnh không hiểu, Bạch Phong kiên nhẫn nói. Là như vậy, vô diện quỷ thần tộc không phải quan phương tên, trên thực tế tam đại thần khư cấp thế giới bên trong, đều là thiên đạo huyền tộc. Chỉ là, thiên đạo huyền tộc bao hàm nhân tộc, quỷ thần hai loại. Vô diện là thiên đạo huyền tộc thống nhất đặc thù, trong đó, thiên đạo nhất tinh, vô diện nhân tộc, toàn bộ đều là ngự thú sư, thiên đạo nhị tinh, thì là thức thần hệ vô diện nhân tộc thiên hạ, thiên đạo tam tinh, thuộc về vô diện quỷ thần tộc. Lý Thiên Mệnh cuối cùng nghe hiểu. Thiên đạo nhất, nhị, ba ngôi sao, phân biệt là ngự thú sư, thức thần, quỷ thần. Bọn họ đều là thiên đạo huyền tộc, đều cùng tiêu, một dạng, không có mặt mũi. Đã vô diện quỷ thần tộc là trật tự tinh không, quỷ thần chi vương, cái kia mặt khác hai cái thần khư cấp trên thế giới ngự thú sư, thức thần tu luyện giả, hiển nhiên cũng đại biểu trật tự tinh không nhân tộc hai đại hệ thống tu luyện lớn nhất cao cấp. Hiểu rõ đến điểm này về sau, Lý Thiên Mệnh trong lòng, đạo huyền tinh vực, mạch lạc, ngược lại là chậm rãi thành hình. Tam đại thần khư cấp thế giới. Bao quanh đại lượng động thiên cấp hằng tinh nguyên thế giới. Cạnh ngoài là vô số dương phàm cấp thế giới. Tạo thành một cái siêu đại tinh vực. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào đầu, suy nghĩ giống như nó hùng vĩ. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Ngươi cũng không cần nản chí, nếu như ngươi tại cái này biểu hiện xuất sắc, cũng có khả năng tiến về nơi này. Mặc dù nói, thiên đạo huyền tộc, sẽ không thu nạp ngoại tộc thiên tài, có thể đạo huyền tinh vực mấy trăm cái động thiên cấp hằng tinh nguyên thế giới, là phi thường nguyện ý đem xuất sắc tiểu bối đưa đến bọn họ nơi đó đi. Những cái kia động thiên cấp thế giới, cũng tiếp cận đạo huyền tinh vực hạch tâm. Ngươi có thể theo xa xôi dương phàm cấp thế giới đi tới nơi này, trên cơ bản đã phù hợp một số động thiên cấp thế giới yêu cầu. Bạch Phong nói, nơi này biểu hiện xuất sắc, đạo huyền tinh vực còn có thể có người đi ra chiêu an. Lý Thiên Mệnh hỏi, đây là tự nhiên, ngoại trừ chí tôn giống như thiên đạo huyền tộc, bất kỳ một cái nào thị tộc muốn cường thịnh đi xuống, thu nạp nhân tài là nhất định. Ta trước đây cũng được thỉnh mời qua, bất quá chúng ta Bạch Ác Tinh bản thân liền là động thiên cấp thế giới, ta cũng không cần phải đi đạo huyền tinh vực hạch tâm vị trí. Tuy nhiên nơi đó giao lưu rất sắc bén vô thành lớn lên, mà dù sao muốn ly biệt quê hương, thậm chí phản bội bản tộc, vẫn là thôi đi. Ta hiện tại có vạn tinh bầu trời chiến trường có thể cùng thế giới hạch tâm giao lưu, kỳ thật cũng không tệ. Bạch Phong nói. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Rõ ràng, đạo huyền tinh vực với hắn mà nói, mang ý nghĩa càng lớn cơ hội, nhưng cũng mang ý nghĩa càng lớn mạo hiểm. Mà lại, nơi đó là càng tới gần, huyễn thiên thần tộc địa phương. Tối thiểu nhất tạm thời tới nói, Lý Thiên Mệnh đối bên kia không có hướng tới. Lấy hắn vô căn không nền điều kiện, tại tử diệu tinh mạo hiểm, đều rất cần quyền hành. Theo đạo huyền tinh vực đến chúng ta xa xôi tinh thần, bình thường bao xa đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này nói không chừng, dù sao trật tự tinh không quá lớn, bình thường liền tinh hải thần hạm đều phải chạy như bay 1-2 năm đi, thậm chí ta nghe nói, một lần có một thiên tài đạt được, vũ tinh mê tàng, bảo tàng. Kết quả đạo huyền tinh vực vận chuyển khen thưởng tinh hải thần hạm, trọn vẹn bay 10 năm, mới bay đến hắn chỗ hằng tinh nguyên thế giới. Tối thiểu 1-2 năm. Liền bay 10 năm đều có. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh an tâm. Nói cách khác, ta coi như để đạo huyền tinh vực người chú ý đến, mặc kệ là muốn giết vẫn là muốn chiêu an, bọn họ liền tới tử diệu tinh, tối thiểu đều phải 1-2 năm, ta đến lúc đó còn ở đó hay không tử diệu tinh,
cái kia đều không nhất định. Đáp án này, ngược lại để Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm không ít. Cái này mang ý nghĩa hắn ở đây, còn có thể càng làm càn một số. Đúng rồi, Vũ Tinh Mê Tàng có khen thưởng. Hai người hàn huyên, liền thả chậm cước bộ, vừa đi vừa nghỉ, cũng coi là một cái lẫn nhau quen thuộc quá trình. Lý Thiên Mệnh trong lúc bất chi bất giác, xem nàng như thành nam tính, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì cố kỵ, còn kém kề vai sát cánh. Cát Điêu A ngươi, không có khen thưởng, chúng ta như thế một đám người tại cái này chơi rắn đâu. Người đi lên thời điểm không hỏi thăm một chút, lần này Vũ Tinh Mê Tàng vì cái gì long trọng sao? Tốt nhiều đạo huyền tinh vực chí tôn thiên tài, cũng là vì lần này Vũ Tinh Mê Tàng, cố ý không thăng cấp năm thanh hư chiến trường, ở lại đây các loại 1-2 năm đều có. Bạch Phong để hắn chọc cười. Ta cái này chẳng phải đang nghe ngóng sao, làm phiền ngài cho tiểu đệ giải giải hoặc chứ sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Tốt ha, ngươi thật đúng là một tờ giấy trắng, vẫn là thật đáng yêu giấy trắng. Thì ngươi cái này tướng mạo, muốn là nữ liền tốt. Bạch Phong cảm khái nói. Khụ khụ, lần thứ nhất bị khoa trương, đáng yêu, vẫn là thẳng xấu hổ. Kỳ thật, trước kia 4 cấp thanh hư chiến trường khiêu chiến hạng mục, cũng là Vũ Tinh Mê Tàng, nhưng lần này có bản chất khác biệt. Cái kia chính là chia làm một cái, chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài, chuyên môn, thu thập, trong tinh không tất cả 30 tuổi phía dưới liền có thể giết tới 4 cấp thanh hư chiến trường đỉnh phong thiên tài. Để cho chúng ta đám người này nội bộ đơn độc giao phong, quyết ra mạnh nhất bài danh. 10 vị trí đầu đều có thể tấn thăng cấp 5 thanh hư chiến trường, mà lại đều có đỉnh cấp khen thưởng. Đương nhiên, Vũ Tinh Mê Tàng bản gốc là một chỗ chân thực tinh không bí cảnh, năm đó khai thác nó thời điểm, hắn bản thân bảo tàng, tại chúng ta chỗ này chọn trong chiến đấu, cũng có thể được. Bạch Phong đối với cái này vẫn là rất hướng tới. Có hiện thực thế giới, dùng tinh hải thần hạm vận chuyển khen thưởng sao? Lý Thiên Mệnh tại cái này vạn tinh bầu trời chiến trường cầm tới khen thưởng, cho đến trước mắt đều là chiến quyết, công pháp, nếu như là bảy cảnh thần quyết, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Bởi vì những thứ này chiến quyết công pháp, Tử Diệu Tinh có không ít. 10 vị trí đầu khen thưởng, đều là tinh hải thần hạm vận chuyển, đến lúc đó trực tiếp theo đạo huyền tinh vực, đưa đến ngươi Tử Diệu Tinh. Đương nhiên, cái này thường thường lại là ngươi theo Tử Diệu Tinh, bị thu nạp đến đạo huyền tinh vực cơ hội, đến lúc đó. Ngươi sẽ trở thành Tử Diệu Tinh chân chính vinh diệu, Tử Diệu Tinh cống hiến thiên tài, nhất định sẽ đạt được chỗ tốt cùng che chở. Bạch Phong nói. Minh Bạch. Đây chính là thì cùng Thanh Hồn Điện cùng Hiên Viên Long Tông một dạng. Chỉ cần nơi có người, liền sẽ có giang hồ, tiểu hy an hồ nhỏ tôm cá, trời sinh siêu nhiên huyết mạch, bị thu nạp đến đại giang đại hải, đó là nhân chi thường tình, nhỏ đến hương trấn lớn đến vũ trụ tinh không đều như thế. Dù sao người thường đi chỗ cao. Nước hướng chỗ thấp chảy, đây là thiên cổ định lý. Ai, đây cũng là phiền phức, ta vẫn là không quá muốn rời đi Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh biểu lộ cảm xúc nói. Hắc, ở trước mặt ta cấm đoán trang bức ha. Bạch Phong trừng mắt liếc hắn một cái, dở khóc dở cười nói. Tiểu trang một hồi, không ảnh hưởng toàn cục. Lý Thiên Mệnh lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Hắn cũng không quan tâm Vũ Tinh Mê Tàng bảo tàng, khen thưởng, nhưng hắn cần biểu hiện. Đi cùng Tử Tiêu Đế cung đổi đế tôn thần nguyên. Đây mới là so sánh bây giờ. Lúc này thời điểm, Bạch Phong ánh mắt khẽ run, ngữ khí rung động, nói, kỳ thật bình thường tới nói, 4 cấp thanh hư chiến trường ngẫu nhiên cũng sẽ cử hành thuần tiểu bối thiên tài tranh phong, nhưng so sánh đến xem, lần này trèo lên đỉnh đệ nhất khen thưởng, vẫn là quá khoa trương. Cái này khiến cái kia tam đại thần khư cấp thế giới chí tôn thiên tài nhóm, đều tổ đoàn tham dự tiến đến. Thứ độ gì? Sức hấp dẫn lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh hỏi. Trật tự tinh không mạnh nhất thần binh, trật tự thần binh đế hoàng cửu giai trật tự thần binh. Đây là rất nhiều đế tôn, đều không có thần binh. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh vốn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút, kết quả bị giật nảy mình. Đế tôn đều không có binh khí. Đúng a? Lợi hại lợi hại. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn tại Tử Diệu Tinh cùng trật tự chi địa, đều chưa thấy qua cửu giai trật tự thần binh, không nghĩ tới tại cái này 4 cấp thanh hư chiến trường, lại còn có cái đồ chơi này. Khoa trương A, phía trên cái kia, cấp 9 thanh hư chiến trường, trăm tuổi hạ mạnh nhất tranh phong, đã từng còn khen thưởng qua tinh hải thần hạm đâu, đó mới là nghịch thiên nhất. Trên đời này binh khí, có thể áp chế cửu giai trật tự thần binh, cũng chỉ có tinh hải thần hạm. Bạch Phong nói. Cường. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. Đồng thời,
hắn sâu sắc ý thức được chính mình nắm giữ Cửu Long Đế Táng, đó là cỡ nào may mắn. Có điều, chúng ta lại khát vọng cũng vô dụng, nói thật, bảo bối này là Thiên Đạo Huyền tộc lấy ra, cuối cùng cũng tương đương với ban thưởng cho bọn họ hậu bối, chúng ta những người này, cuối cùng chính là vì bọn họ náo nhiệt một chút mà thôi. Mỗi lần có tương tự cạnh tranh, 10 vị trí đầu không có gì bất ngờ xảy ra đều là Thiên Đạo Huyền tộc, cho nên đem cần phải dùng tinh hải thần hạm vận chuyển trọng bảo khả năng rất nhỏ. Bạch Phong nói. Nói cũng phải. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Hoa thời gian mấy năm, đưa cái bảo bối, vậy khẳng định chậm trễ thời gian. Cho nên bọn họ đã thiết lập định quy tắc, khẳng định là bởi vì, dưới đại đa số tình huống căn bản không cần đưa ra đạo huyền tinh vực. Trực tiếp tại cái kia thần khư cấp thế giới nội bộ khen thưởng là được rồi. Điều này nói rõ tại chỗ đại đa số người, đều là Bồi Thái Tử đọc sách. Đương nhiên, đây cũng là dương danh lập vạn, danh chấn tinh vực cơ hội. Suy nghĩ một chút vẫn có thể khiến người ta sôi trào. Dù sao người nào không mộng tưởng đứng tại thiên địa vũ trụ đỉnh phong, vừa xem chúng tinh tiểu đâu. Cái kia cửu giai trật tự thần binh là cái gì a? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Giống như gọi, Đông Hoàng kiếm, đi. Bạch Phong thuận miệng hồi đáp. Lý Thiên Mệnh thì cùng bị rút một bàn tay giống như, sững sờ tại nguyên chỗ. Ta không nghe lầm chứ, cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Đông Hoàng kiếm a, cái này là năm đó tại chân thực, vũ tinh mê tàng, bên trong khai quật ra cửu giai trật tự thần binh, bởi vì lịch sử quá xa xưa, cho nên lại bị trở thành loạn cổ thần binh, uy lực 10 phần khủng bố. Nghe nói, mặc kệ là cái gì bát giai trật tự thần binh đều tùy tiện nghiền nát, là trật tự tinh không, đế hoàng chi kiếm, coi như tại cửu giai trật tự thần binh bên trong, phẩm giai đều tính toán tương đối cao. Bạch Phong nói nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng hướng tới. Nàng bất đắc dĩ bắt nguồn từ, cái này đệ nhất trí bảo đã lấy ra, khẳng định là để Thiên Đạo Huyền tộc nội bộ cạnh tranh. Lấy tới vạn tinh bầu trời chiến trường cử hành, đơn giản chính là vì để bọn hắn tiểu bối thiên phú người, có thể càng danh chính ngôn thuận đạt được thần binh truyền thừa, để bọn hắn dựa vào thực lực của mình đi phục chúng. Tràng diện làm đến càng lớn, cuối cùng thắng được cái vị kia, mới có thể bị cho rằng xứng với cái này trí bảo. Cho nên, thần vật cố nhiên dụ hoặc, nhưng không phải đạo huyền tinh vực người, cũng đừng nghĩ. Thậm chí, 10 vị trí đầu phần thưởng, cũng là vì ba cái thần khư cấp thế giới Thiên Đạo Huyền tộc hậu nhân mà chuẩn bị. Đế Hoàng Chi Kiếm, người gặp qua sao? Lý Thiên Mệnh thanh âm trầm thấp hỏi. Không có a, loại cấp bậc này thần vật, coi như tại thần khư cấp thế giới, đều là chân tàng lên, thấy qua người cũng không nhiều, theo vũ tinh mê tàng xuất thế đến bây giờ, cái kia, Đông Hoàng Kiếm, vẫn luôn bị phong tồn. Cho tới bây giờ mới bị lấy ra, lựa chọn truyền thừa cho tiểu bối thiên phú người. Truy cứu nguyên nhân, ta nghe người ta nói, có lẽ là thẳng đến gần nhất, Thiên Đạo Huyền tộc mới phá trừ Đông Hoàng kiếm một loại nào đó phong cấm đi. Bạch Phong nói. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh tâm lý có hai loại đáp án. Đệ nhất đâu, hoặc là tên vừa vặn giống nhau. Thứ hai đâu, hoặc là cái này vũ tinh mê tàng, cùng hỗn độn thần đế có quan hệ. Cái kia một thanh cửu giai trật tự thần binh, Đông Hoàng kiếm, cũng là trong tay mình Đông Hoàng kiếm một bộ phận. Nếu như cùng ta Đông Hoàng kiếm có quan hệ, không nói trước thần khư cấp thế giới tiểu bối thiên phú người rất mạnh, coi như ta gặp may mắn đạt được, để bọn hắn đem thanh kiếm này đưa đến ta trên tay, cũng mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn, tối thiểu nhất, ta lấy thanh kiếm này, không có khả năng lưu tại Tử Diệu Tinh. Mặt khác, Bạch Phong còn nói, Thiên Đạo Huyền tộc cũng không có thu nạp ngoại tộc truyền thống. Bọn họ vốn là trật tự tinh không tối cường chí tôn chủng tộc. Lý Thiên Mệnh tâm lý phân tích một chút, cho ra kết luận cũng là, cho dù cái này, loạn cổ thần binh, để hắn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, sinh ra bức thiết khát vọng, nhưng theo khả năng, an toàn tính phía trên phân tích, hắn có thể yên ổn đạt được cái này thần vật khái tỷ lệ rất thấp. Giả thiết hắn thật thành công, vậy hắn cũng nhất định sẽ lâm vào đạo huyền tinh vực vòng xoáy bên trong. Thiên Đạo Huyền tộc không có khả năng đem tự thân chuẩn bị xong truyền thừa bảo vật, trắng trắng cho ngoại tộc. Còn có một chút, hắn không cách nào dự đoán Tử Diệu Tinh đến Đạo Huyền tinh vực khoảng cách. Vạn nhất thanh kiếm này đưa tới đều phải 10 năm, dẫn hắn đi Đạo Huyền tinh vực đến 10 năm, cùng nhau 20 năm, tốn thời gian quá lâu. Ai biết thời gian dài như vậy, sẽ phát sinh cái gì? Tinh không to lớn, không thể tưởng tượng. Liên hạ tầng tinh không? Cũng chỉ là thiên nhất giới diện phía trên một tầng, màng mỏng trật tự tinh không mới là thật tinh không. Nhanh đến, chúng ta 5 người tiểu đội người đã đông đủ,
ta mang ngươi cùng ba người bọn hắn làm quen một chút. Bạch Phong nói. Thành. Phú Tinh Mê Tàng Trí Cao khen thưởng, đối với hiện tại Lý Thiên Mệnh tới nói dù sao có chút xa xôi. Trước mắt thích hợp cho hắn nhất, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó. Hiện ở đây, hắn liền Vũ Tinh Mê Tàng cụ thể quy tắc đều không rõ ràng. Ai biết cái này tiếp cận 2.000 người muốn như thế nào phân ra thắng bại, sắp xếp nổi danh lần, quyết ra, trật tự tinh không mạnh nhất thiên phú người. Đúng rồi, anh em, cảnh giới của ngươi, chiến lực, đại khái tại trình độ gì? Ta tốt căn cứ ngươi loại hình, đến an bài cụ thể nhiệm vụ. Bạch Phong nói. Lý Thiên Mệnh còn chưa mở miệng, nàng vừa tiếp tục nói, ngươi đến chú ý một chút, cái kia chính là chỗ này hơn 1.000 người, đều là trật tự tinh không mạnh nhất thiên phú người, bọn họ đều có vượt cấp năng lực chiến đấu, trên cơ bản đều so cùng cấp bậc phổ thông trưởng bối, muốn mạnh hơn không ít. Điểm này Lý Thiên Mệnh rõ ràng. Vừa mới tiến vạn tinh bầu trời chiến trường hắn liền phát hiện, lấy hắn hiện tại chiến lực, tại Tử Diệu Tinh quyết đấu phổ thông trưởng bối thời điểm, vượt qua cấp 6 cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở vạn tinh bầu trời chiến trường, vượt qua cấp 5 đều cao nữa là. Đối mặt Diệp Thần loại này nắm giữ đế tôn thần thú cấp bậc đại hoang hỗn nguyên thú đối thủ, vượt qua đến càng ít. Cái này 4 cấp thanh hư chiến trường, nhất định lưu giữ ở thiên phú có thể so với Diệp Thần, nhưng từ nhỏ ở ưu việt hơn hoàn cảnh trưởng thành tiểu bối đệ tử. So như lần trước Tiêu. Hắn tuy nhiên 19 tuổi thần dương vương cảnh tầng thứ 3, chỉ so với Lý Thiên Mệnh cao cấp 4. Lý Thiên Mệnh dựa vào đơn thể còn phải dùng hết toàn lực, lấy băng phong lưu ly thụ cùng dung hợp kiếm đạo mới đánh tan hắn. Nói cách khác, tại phía trên chiến trường này, đã không thể dùng trước kia loại, máy móc phép tính, đến giới định thực lực đối phương. Rất có thể thần dương vương cảnh cấp thứ 2, tầng thứ 3, đều có mạnh hơn chiến lực. Bất quá, Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn là nắm chắc. Muốn thuần so thiên phú, hắn năm đại thái cổ hỗn độn cự thú thêm cửu kiếm thức thần. Cho dù là tại cái này 4 cấp thanh hư chiến trường, Lý Nên cũng không người là đối thủ. Thật muốn nhìn vượt cấp năng lực, hắn vĩnh viễn là mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh thực tế cảnh giới là tinh tướng thần cảnh thập nhất giai, đó là bởi vì, hắn 20 tuổi mới một lần nữa cất bước, đến bây giờ cũng liền tu luyện 4-5 năm. Mà ở trong đó đối thủ nhóm tiếp cận 30 tuổi. Bọn họ tại thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới, vô số đế tôn thiên hồn cùng siêu cấp tài nguyên tu luyện chế tạo dưới. Tu hành tiếp cận 30 năm, thời gian hơn 6 lần Lý Thiên Mệnh. Chính là bởi vì vẫn là tinh tướng thần cảnh, Lý Thiên Mệnh có chút khó mà nói cảnh giới. May mắn, Bạch Phong cũng sẽ không kiểm tra hắn, thần dương. Sau đó Lý Thiên Mệnh hàm hồ một chút, nói ra, ta trước mắt cảnh giới thần dương vương cảnh cấp thứ 2, bất quá, tam giai, cấp 4 trưởng bối, ta cũng đối phó qua. Đây coi là so sánh thành thật. Cấp thứ 2, cái này có chút không rõ ràng a. Vậy ngươi đánh bại qua mạnh nhất đối thủ là cái gì mức độ đâu? Bạch Phong hỏi. Nàng trên bản chất là nữ tính, cho nên làm việc vẫn là sẽ kín đáo một số, sẽ đem tình huống cụ thể hiểu rõ ràng, dùng cái này phục vụ đoàn đội. Đánh bại qua. Lý Thiên Mệnh gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, nói, cái kia chính là tại cấp 3 thanh hư chiến trường vạn nhãn huyễn thần trụ phía trên, thần dương vương cảnh tầng thứ 3, một cái vô diện quỷ thần tộc. Hắn nói đến có chút hời hợt. Bất quá sau cùng năm chữ vừa ra, lại làm cho Bạch Phong ngẩn ngơ. Chợt, nàng cười đầy một chút Lý Thiên Mệnh bả vai, nói, liền vô diện quỷ thần tộc cũng dám đánh bại, người lá gan cũng không nhỏ, đối thủ tên gọi là gì a? Bọn họ cái kia đỉnh phong nhân vật nhiều lắm, bất quá ta cơ bản đều biết. Giống như gọi, Tiêu, phía trước còn có, Bạch Ngọc, hai chữ. Lý Thiên Mệnh nói, ây, Bạch Phong lại lần nữa ngây người tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Có loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Ngươi xác định. Cũng là bắt lấy hắn, ta mới lên tới này đâu, người này tự xưng 19 tuổi, rất nổi danh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bạch Phong trên dưới dò xét hắn, có thể phát hiện, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, một chút phát sinh một chút biến hóa. Xác thực rất nổi danh, thân phận địa vị vô cùng, phi thường cao, thậm chí có thể nói cao đến quá đáng. Làm một cái xa xôi tinh thần đệ tử. Người có thể bắt lấy hắn đi tới nơi này, đoán chừng có thể tại thiên đạo tam tinh, hình thành nhất định phạm vi chấn động. Bạch Phong ánh mắt biến đến nghiêm túc rất nhiều. Rất hiển nhiên, nàng trước đây chỉ là muốn tùy tiện kéo một người góp đủ số. Có thể từ giờ phút này bắt đầu, nàng phát hiện nàng vận khí không tệ, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là đỉnh cấp trợ thủ. Hẳn là sẽ không, hắn lại không biết ta, đoán chừng coi ta là làm nhanh 100 tuổi.
Lý Thiên Mệnh mỉm cười cười nói. Như vậy, nếu là thiên đạo tam tinh người nhìn đến ngươi tại cái này, đoán chừng sẽ biết đáp án. Nhất là, Tiêu, bản thân, lấy hắn thiếu niên tự phụ, sợ rằng sẽ rất thất bại a. Bạch Phong nghĩ đi nghĩ lại, còn có một số thoải mái cảm giác. Ấy, ngươi không có chút nào hoài nghi ta là đang khoác lác sao? Lý Thiên Mệnh nói. Có thể đi tới nơi này người, sẽ không như thế nhàm chán. Bạch Phong lườm hắn một cái, sau đó nói, nhưng mà, ta vẫn là nhắc nhở một câu, loại này để vô diện quỷ thần tộc thoáng có chút chuyện mất mặt, vẫn là không cần nói nhiều, nếu không sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết. Ngươi hiểu là được rồi, ta sẽ không nói nhiều, Lý Thiên Mệnh nói. Thật ngoan, Bạch Phong chỉ phía trước, nói, được rồi, hiểu rõ hoàn tất, ta người chính ở đằng kia, đi qua đi. Cho tới cái này thời điểm, Lý Thiên Mệnh sớm liền thấy nàng chỗ chỉ thị địa phương. Bất quá, nàng nói cái chỗ kia, cũng không có ba người. Chỉ còn lại một cái người lưu tại cái kia. Kiều Tinh Châu, hai người bọn họ đâu? Còn không có tới gần, Bạch Phong thì hướng về phía người kia hô một tiếng. Phong tỷ, gọi là Kiều Tinh Châu, thiếu niên cuối cùng chờ đến nàng, ánh mắt hơi sáng một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, chỉ thấy thiếu niên này một thân hoa lệ trường bào, dài đến sạch sẽ, phi phàm tuấn mỹ, ngũ quan đều rất có son phấn khí, thậm chí so Bạch Phong còn muốn ôn nhu một số, hoàn toàn là một cái phấn nộn tiểu đệ đệ. Đương nhiên, tướng mạo phía trên ôn nhu, cũng không thể nói rằng hắn không có bản sự. Có thể đi tới nơi này, hiển nhiên đều rất không tệ. Tối thiểu đối tìm thường cô nương tới nói, hắn cái này ánh sáng mặt trời mỹ thiếu niên tướng mạo tuy nhiên nhu một chút, nhưng cũng có thể tính toán tuấn mỹ vô song. Đặt ở hạt bụi thế giới, chỉ là cái này dung mạo, cũng có thể lăn lộn một miếng cơm ăn, dẫn tới 10 triệu thiếu nữ truy phùng. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút đỉnh đầu của hắn, phía trên văn tự là, Lam Minh Tinh, Kiều Tinh Châu. Phong tỷ, các ngươi đều rời đi rất lâu a, Tinh Châu một người lẻ loi trơ trọi tại cái này, chờ ngươi đã lâu. Kiều Tinh Châu đi vào Bạch Phong trước mắt, có chút, nãi thanh nãi khí, nói. Rất giống là một cái vừa ra đời tiểu sữa chó. Cái kia, hờn dỗi, cảm giác, nhìn đến Lý Thiên Mệnh đều nổi da gà. Khụ khụ, Bạch Phong tằng hắng một cái, nói, hiện tại tình huống này, tìm người đương nhiên muốn tốn thời gian, ta để cùng tiểu nhu đâu. Bọn họ gặp ngươi không có trở về, cũng đi hỗ trợ tìm người. Dù sao sớm một chút đủ quân số, sớm một chút có thể diễn luyện nha. Kiều Tinh Châu mỉm cười nói. Cho đến lúc này. Hắn mới nhìn đến Lý Thiên Mệnh, liền hơi hơi rụt lại văn đến 10 phần tỉ mỉ lông mày, hỏi, Phong tỷ, vị này là? Mới đồng bọn A, hắn gọi Lý Thiên Mệnh, nhận thức một chút, về sau lẫn nhau chiếu cố. Bạch Phong nói, há, nội tình rõ ràng sao, Tử Diệu Tinh là cái gì nhi đó A, Kiều Tinh Châu hỏi. Bạch Phong trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lúc này mới chu mỏ một cái, cùng Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, nói, ta gọi Kiều Tinh Châu, đến từ Lam Minh Tinh. Khoảng cách Bạch Hắc Tinh không xa, nhục thân vượt qua cũng liền một tháng lộ trình. Lý Thiên Mệnh biết đại khái hắn nói những này là muốn tuyên thệ cái gì. Muốn đến cái này tiểu thiếu niên ưa thích Bạch Phong, cho nên biết đối Bạch Phong bên người tất cả nam nhân có địch ý. Cái này rất bình thường. Vấn đề là Bạch Phong không thích nam nhân A. Chiếu cố nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng. Hắn cùng Bạch Phong có chút khoảng cách, Kiều Tinh Châu quan sát một chút, cũng yên lòng một số. Nhưng, hắn cũng không có quá nhiều tiếp cận Lý Thiên Mệnh, mà chỉ nói, các loại bạch hòe cùng tiểu nhu trở về, chúng ta thì suy nghĩ một chút phương án đi, Phong tỷ. Bạch Phong khoanh tay, nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, cái này, Kiều Tinh Châu, hẳn là nhân tộc. Nhân tộc cũng dám ưa thích quỷ thần tộc, xem ra tại cái kia thế giới hạch tâm khu vực, tại yêu mến, trước mặt, rất nhiều người cũng không quan tâm sinh dục vấn đề. Kiều Tinh Châu thì đứng tại Bạch Phong bên người, giống như là cái lắm lời, vây quanh nàng chuyển. Mặc dù nói mà nói nhìn như tình thương rất cao, có thể Lý Thiên Mệnh đều có thể nhìn ra, Bạch Phong sẽ cảm thấy hắn có chút phiền. Phú Tinh Mê Tàng, đoàn chiến, là đặc thù chế độ thi đấu, chỉ cần tổ đội liền cần phối hợp, cũng cần nhượng bộ, việc này ai cũng không có cách nào. Bạch Phong không có đem Kiều Tinh Châu đá bay, phải cùng đệ đệ của nàng, cùng một cái gọi Tiểu Nhu cô nương có quan hệ. Làm hai người này xuất hiện thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền biết tại sao. Bạch Phong đệ đệ gọi là, Bạch Hòe, cũng là một cái đến từ Bạch Ác Tinh, Bạch Ác Long tộc, mà bên cạnh hắn còn có một người mặc màu xanh lam váy ngắn,
lộ ra 10 phần đáng yêu dí dỏm cô nương, nàng và Kiều Tinh Châu một dạng đến từ Lam Minh Tinh. Theo Bạch Hòe đối cái này, Tiểu Nhu, cô nương thái độ nhìn, bọn họ là người yêu. Cho nên, bọn họ bốn người đội ngũ, là từ Bạch Hòe cùng Tiểu Nhu tổ hợp lại. Trong đó, Bạch Hòe mang đến tỷ tỷ của mình, mà Tiểu Nhu mang đến nàng Lam Minh Tinh, đồng hương Kiều Tinh Châu. Tiểu Nhu chỉ là bọn hắn xưng hô, đỉnh đầu nàng phía trên văn tự là, Lam Minh Tinh, Trung Y Nhu. Nàng và Kiều Tinh Châu một dạng, đều là nhân tộc. Trong đó Trung Y Nhu là ngự thú sư, mà Kiều Tinh Châu là thức thần tu luyện giả. Bạch Hòe tướng mạo cùng Bạch Phong tương tự, hắn cao lớn hơn, tráng kiện một số, đỉnh đầu ánh sáng không phát, trong mắt bạch quang thâm thúy, thân hình khôi ngô rất có cảm giác an toàn, trên thân cũng có màu trắng vảy rồng, hiển nhiên nhục thân cường độ rất kinh người. Mà cái kia Trung Y Nhu thì là hiếm có tiểu mỹ nhân. Cùng Bạch Phong khác biệt, nàng là cái nhuyễn muội tử, trên người có rất nhiều châu báu trang sức, váy ngắn chân dài, ánh mắt linh động, trên mặt thời khắc đều có nụ cười, ngọt giống như là một khỏa tiểu mật đào nhi. Bọn họ sau khi trở về, người thì đủ. Để Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Phong đều không dự liệu là Bạch Hòe cùng Tiểu Nhu hai người, vậy mà mang về người thứ ba. Nói cách khác, bọn họ cũng tìm tới người. Cái này cũng có chút lúng túng. Phong tỷ tỷ, Tiểu Nhu tìm tới một đại nhân vật, có hắn tại, đội ngũ chúng ta tổng thể chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc. Gọi là Tiểu Nhu, cô nương, chính lôi kéo một cái thanh niên áo xám cánh tay hưng phấn hướng về bên này mà đến. Chỉ bất quá nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy Lý Thiên Mệnh tồn tại, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng ngắc lại. Tiểu Nhu, Phong tỷ cũng tìm một cái, Kiều Tinh Châu nói. Trong lúc nhất thời, đối diện ánh mắt rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân, mà Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Phong ánh mắt, rơi vào bọn họ mang tới cái kia trên thân người. Chỉ thấy cái kia thanh niên áo xám trên đỉnh đầu viết 7 chữ. Ám ma thất tinh, khấu minh dú. Cái tên này để Bạch Phong ánh mắt, cũng hơi rụt lại. Thanh niên kia sắc mặt có chút lãnh đạm, trên người hắn đặc thù rõ rệt nhất là trên đầu quấn lấy băng vải, chặn một con mắt, còn lại một con mắt hiện lên màu xanh bóng sắc. Đầu của nó phát 10 phần tươi tốt, rủ xuống phần lưng, tổng thể có một loại sói hoang cảm giác, tương đương có xâm lược tính, xem xét thì tương đương không tốt gây. Vốn là 4-1, lại lập tức kéo tới hai người, cục diện này thì hơi có chút lúng túng. Gọi là Tiểu Nhu, cô nương lập tức kịp phản ứng, lôi kéo, Khấu Minh giữ tay, nói, Phong tỷ, người biết ám ma tinh hệ A. Nơi đó 7 cái động thiên cấp hằng tinh nguyên thế giới, đều xem như đạo huyền tinh vực vị trí trung tâm. Trong đó ám ma thất tinh là bên trong lớn nhất một khỏa động thiên cấp hằng tinh nguyên, đạt tới dương phàm cấp hằng tinh nguyên hơn 60 lần. Vị này Khấu ca ca liền là đến từ ám ma thất tinh, thực lực của hắn, khả năng so Phong tỷ ngươi cao hơn một số A, có hắn ở đây, chúng ta toàn bộ đội ngũ sẽ thoát thai hoán cốt, cho nên. Nàng chu mỏ một cái, làm bộ đáng thương nhìn lấy Bạch Phong. Nàng ý tứ rất rõ ràng, đương nhiên là để Bạch Phong từ bỏ nàng tìm đến Lý Thiên Mệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.